Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 761, khiếp sợ chết lặng. Ở Triệu Vô Không thành chủ bên trong phủ phòng khách thời điểm dùng cơm, Diệp Thần Phong còn là tương lần này tham gia bỉ vũ chiêu thân mục đích thực sự nói ra. Triệu Vô Không khi biết Diệp Thần Phong là vì phủ thành chủ bảo khố nội trăm năm thập Diệp Thảo, tài tham gia bỉ vũ chiêu thân, trên mặt của hắn trong nháy mắt bị thất vọng cấp lấp đầy, cười khan hai tiếng, nói rằng, Diệp tiên sinh, bảo khố nội một gốc cây trăm năm thập Diệp Thảo, ta đương nhiên là khả dĩ không hề yêu cầu đưa cho Diệp tiên sinh của ngươi. Bất quá, Diệp tiên sinh ngươi bây giờ hẳn là còn không có cưới vợ ni ba. Ta có thể đem ta hai người nữ nhi đều gả cho ngươi, chỉ cần Diệp tiên sinh ngươi nguyện ý ở lại ta phủ thành chủ là được rồi, thậm chí ta khả dĩ bật người tương chức thành chủ cũng để cho ngươi. Ở Triệu Vô Không thuyết phải hai người nữ nhi đều gả cho Diệp Thần Phong thời gian, ngồi ở bên cạnh Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện, hai người bọn họ trên gương mặt đồng thời dâng lên lau một cái đỏ ửng, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra thập phần mong đợi thần xè, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Ở cổ vũ giới, có thực lực nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường, tái mà Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện đây đối với song bào thai tỷ muội, hai người bọn họ từ nhỏ quan hệ tựu giỏi vô cùng, thậm chí từ trước hoàn bàn luận sau đó phải gả cấp cùng một người nam nhân. Hôm nay phụ thân của các nàng đưa ra đem các nàng gả cho một người nam nhân. Tuy rằng giá một tướng mạo của nam nhân không được tốt lắm, thế nhưng kinh qua chuyện mới vừa rồi hậu, Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện có thể từ người đàn ông này trên người, cảm thụ được một nhượng nữ nhân không quá có thể kháng cự mị lực, cho nên bọn họ hai người cũng không có mở miệng phản đối. Hiện tại Diệp Thần Phong cuối cùng là hiểu, vừa Triệu Vô Không ánh mắt của vì sao như dẫn mối. Nguyên lai giá Triệu Vô Không là muốn hướng hắn đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi. Giá đẩy tiêu còn là đẩy mạnh tiêu thụ hai người. Điều này làm cho trong lòng của hắn thì một trận cười khổ, hắn lai đỉnh cấp thế lực bên này là làm tránh sự. Như thế nào sẽ bị Mỹ xẻ làm cho mê hoặc ni? Diệp Thần Phong phi thường dứt khoát nói rằng, Triệu thành chủ, ta đã có thê tử. Sở dĩ hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá, ta cũng sẽ không lấy không của ngươi trăm năm thập Diệp Thảo. Ta sẽ cho các ngươi tương ứng bồi thường. Nghe được Diệp Thần Phong kiên quyết như thế giọng của, Triệu Vô Không thì nghĩ chuyện này thì triệt để không vui, mà Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện đang nghe Diệp Thần Phong cự tuyệt thú hai người bọn họ, lại nghe đáo Diệp Thần Phong đã là có thê tử, giá lưỡng nha đầu mặt của xẻ cũng biến thành hơi có chút khó coi. Triệu Vô Không không có đem Diệp Thần Phong nói bồi thường để ở trong lòng. Trong miệng hơi thở dài một hơi, nói rằng, Diệp tiên sinh, người giúp ta phủ thành chủ vừa giải quyết rồi phiền phức, ta tương trăm năm thập Diệp Thảo tặng cho ngươi thì phải, người tiên ở chỗ này dùng cơm, ta đi giúp người bả trong bảo khố trăm năm thập Diệp Thảo lấy tới. Vậy đa tạ Triệu thành chủ, kiến Triệu Vô Không không miễn cưỡng nữa, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Ở Triệu Vô Không ly khai phòng khách lúc, sinh cách nhâm sinh Triệu Viện Viện nhãn thần gắt gao trừng mắt Diệp Thần Phong, không phục nói rằng, Diệp Phong, lẽ nào ngươi cho là chúng ta hai tỷ muội không xứng với ngươi sao? Diệp Thần Phong cười khổ vuốt thủ, nói rằng, mỹ nữ, ở trước đây không lâu, ta nhớ kỹ ngươi đã nói. Ta không xứng với tỷ tỷ ngươi, mà hôm nay Triệu Thành chủ yếu đem bọn ngươi hai tỷ muội đều gả cho ta, ta đây chẳng phải là càng thêm không xứng với. Ta ưu điểm gì cũng không có, nhưng tối thiểu tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Triệu Viện Viện bị Diệp Thần Phong một câu nói này sặc trực tiếp tương đôi đũa trong tay vỗ vào trên bàn, ngón tay ngọc chỉ vào Diệp Thần Phong. Ngực lưỡng con thỏ trắng nhỏ trên dưới rung động, viền mắt hơi có chút đã ươn ướt. Trong miệng khẽ kêu nói, Diệp Phong, người khi dễ nhân. Triệu Vô Không tương mình hai người nữ nhi chủ động gả cho Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong lại ngay mặt trực tiếp cự tuyệt, đây đối với Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện đều cũng có chứ không nhỏ đả kích. Nhất là tính tình nhâm sinh Triệu Viện Viện, nàng tránh không được yếu mở miệng chất vấn nghi vấn Diệp Thần Phong, mà kết quả ngược lại là nàng bị sặc thiếu chút nữa khóc lên. Viện Viện, đây là nhân gia quyết định của chính mình, hơn nữa lẽ nào hai chúng ta tự không ai muốn sao? Luôn luôn sinh cách thập phần ổn trọng Triệu Tiêu Tiêu cũng lên tiếng, trong giọng nói đối Diệp Thần Phong cũng có bất mãn. Thấy Triệu Viện Viện viền mắt ướt át, Triệu Tiêu Tiêu trừng mắt bộ dáng của hắn thì... Diệp Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân thật là cú phiền toái, quay về với chính nghĩa sau ngày hôm nay, cũng không thái khả năng tái kiến giá hai tỷ muội, thẳng thắn họ hét các nàng ba.
Hai vị không nên hiểu lầm ý tứ của ta, hai người các ngươi trong mắt của ta đã là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, lẽ nào ta vừa đáp ứng muốn kết hôn hai người các ngươi tự sẽ không tức giận sao? Chúng ta tài nhận thức bao lâu thời gian, liên nhất ngày cũng không có, kết hôn thì cần thành lập ở song phương cảm tình cơ sở thượng, giữa chúng ta căn bản không tồn tại bất kỳ cảm tình, ta nếu như đáp ứng rồi muốn kết hôn hai người các ngươi, hay đối với các ngươi không phụ trách. Ta tin tưởng, nếu như đổi lại là nam nhân khác, có cơ hội cưới được lưỡng vị mỹ nữ, bọn họ nhất định sẽ nghĩa vô phản cố, nhưng ta Diệp Phong không phải là người như thế. Đối đãi cảm tình ta có chút vô nguyên tắc của mình và chăm chú. Diệp Thần Phong nói là vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, thuận tiện làm thấp đi một chút cái khác quảng đại nam sinh đồng bào, dĩ thử đề cao một chút chính hắn. Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện giá lưỡng nha đầu dù sao tài 21 tuế, hai người bọn họ từ nhỏ ở cổ vũ giới lớn lên, tiếp nhận các phương diện giáo dục đương nhiên không có thế tục giới tới rộng khắp, đương hai người bọn họ nghe được Diệp Thần Phong lời nói này hậu. Triệu Viện Viện viền mắt không hề đã ươn ướt, mà Triệu Tiêu Tiêu trong ánh mắt tức giận cũng đã biến mất, hai người bọn họ đột nhiên cảm giác, trước mặt người đàn ông này mới là các nàng trong lòng nam nhân chân chính a. Ở Diệp Thần Phong vừa lừa dối xong Triệu gia hai tỷ muội hậu, Triệu Vô Không trong tay cầm một hắc xẻ hình chữ nhật hộp đi đến, tương hộp đưa cho Diệp Thần Phong, nói rằng, Diệp tiên sinh, cái hộp này lý giả bộ hay một gốc cây trăm năm thập Diệp Thảo. Diệp Thần Phong trực tiếp cầm trong tay phong cách cổ xưa hình chữ nhật hộp mở ra, thấy trong hộp thì một gốc cây lá cây hơi khô biết xanh biết xẻ thực vật hậu. Diệp Thần Phong đếm một chút gốc cây thực vật này lá cây, vừa lúc tổng cộng thập phiến, phải là trăm năm thập Diệp Thảo không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong tương hình chữ nhật hộp khép lại lúc, hắn cũng không có ý định lấy không giá một gốc cây trăm năm thập Diệp Thảo, tuy rằng vừa hắn bang Triệu Vô Không giải quyết rồi một chút phiền toái, nhưng hắn vẫn quyết định cho. Nữa Triệu Vô Không một ít bồi thường nho nhỏ, ngồi đối diện chứ nở ra Triệu gia hai tỷ muội, nói rằng, hai người các ngươi ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, các ngươi hiện tại bị vây thiên cấp loại xấu trình tự, chúng ta bang hai người các ngươi cải thiện một chút thể chất. Triệu Vô Không thấy mình hai người nữ nhi không nhúc nhích, hắn tuy rằng cho rằng Diệp Thần Phong nói cải thiện thể chất, đối với hắn hai người nữ nhi thân thể sẽ không có đa chỗ đại dụng, nhưng hắn vẫn là nói Tiêu Tiêu, Viện Viện. Hai người các ngươi không nghe được Diệp tiên sinh ở nói với các ngươi nói sao? Thính Diệp tiên sinh, hai người các ngươi ngồi xuống đất ngồi xếp bằng. Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện lúc này mới hồi quá liễu thần lai, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong hậu, hai người bọn họ tự ngồi xếp bằng ngồi trên chiếu, Diệp Thần Phong còn không có thử một lần bang hai người nhắc tới thăng thực lực ni. Bất quá, giá đối với hắn mà nói cũng không chắc trở, từ trước hắn một lần chỉ giúp một người để thăng thực lực. Là vì bảo hiểm một điểm, mà hôm nay hắn đã không biết bang bao nhiêu người để thăng quá thực lực. Hắn đối kỳ trung linh hồn lực khống chế thì nắm chặt phi thường thuần thục, sở dĩ một lần bang Triệu tỷ hai tỷ muội cùng nhau để thăng, cái này cũng căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ thấy Diệp Thần Phong tay phải bao trùm ở Triệu Tiêu Tiêu trên đầu, tay trái bao trùm ở Triệu Viện Viện trên đầu, nói rằng, hai người các ngươi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện nghe theo Diệp Thần Phong phân phó. Nhu hòa linh hồn lực xuyên thấu qua Diệp Thần Phong tay của trưởng không ngừng tiến nhập Triệu gia hai tỷ muội trong cơ thể, bang Triệu gia hai tỷ muội cải thiện chứ thể chất. Diệp Thần Phong từ trước đến nay là người khác kính ta một thước, ta mời người khác một trượng, hắn thấy Triệu Vô Không rốt cuộc một người tốt, mà Triệu gia tỷ muội cấp cảm giác của hắn kỳ thực cũng không thác, tuy rằng Triệu Viện Viện có chút nhâm sinh. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Diệp Thần Phong trên trán toát ra dày đặc mồ hôi hột, bang những người khác cải thiện thể chất, đối với hắn mà nói thì thập phần tiêu hao linh hồn lực. Nửa giờ sau, Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện trên người lỗ chân lông chung không ngừng tràn ra sình sạch hắc xẻ vật chất, đón, giá hai tỷ muội trên người năng lượng ba động bắt đầu cực kỳ bất ổn lên, trực tiếp xông phá thiên cấp loại xấu, tiến nhập thiên cấp trung phẩm trình tự, bất quá, giá còn chưa kết thúc. Ở trên trời giai trung phẩm hơi chút dừng lại một chút, giá hai tỷ muội thực lực hữu đột phá đến rồi thiên cấp thượng phẩm trình tự. Tiến nhập thiên cấp thượng phẩm hậu, giá hai tỷ muội trong cơ thể năng lượng ba động tài ổn định lại. Mà một bên Triệu Vô Không hắn đã sớm khiếp sợ ngốc trệ, ngắn ngủi nửa giờ, tương hai người nữ nhi thực lực tăng lên tới thiên cấp thượng phẩm. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, dĩ hắn hai người nữ nhi tư chất, nếu như yếu tu luyện tới thiên cấp thượng phẩm. Sợ rằng ít nói cũng cần thất 8 năm,
nếu như không khéo nói, chừng 10 niên cũng là có khả năng. Mà điều này cần thất 8 năm, thậm chí là chừng 10 niên tu luyện ra được kết quả, nhượng Diệp Thần Phong ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, đã giúp hắn hai người nữ nhi làm xong rồi. Triệu Vô Không khóe miệng không ngừng co quắp, bắp thịt trên mặt thì cứng ngắc ở, hắn đã bị khiếp sợ chết lặng. Giá Diệp Phong vị miễn cũng quá yêu nghiệt ba. Chương 762, ta cái gì cũng không phát hiện. Ở Bỉ Vũ Chiêu Thân thời gian, đương Diệp Thần Phong cho thấy thiên cấp thượng phẩm thực lực hậu, khi đó Triệu Vô Không cho là mình chọn đến rồi một hảo nữ tế. Ở đi tới phủ thành chủ thấu đáo chờ người tìm tới cửa thời gian, đương Diệp Thần Phong và Chu Thủy đối chiến, cho thấy tiên thiên lúc đầu thực lực hậu, khi đó Triệu Vô Không lần đầu tiên chấn kinh rồi, dù sao Diệp Thần Phong tuổi quá nhỏ, bằng chừng ấy tuổi thì có tiên thiên lúc đầu thực lực, đã cũng coi là thiên tài. Mà ở Chu thấu đáo chó cùng dứt dậu tự mình đối với Diệp Thần Phong động thủ thời gian, ở tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong đều không phải Chu thấu đáo đối thủ thì, Diệp Thần Phong lại cho thấy và tiên thiên đỉnh ngang hàng lực lượng, khi đó Triệu Vô Không nội tâm khiếp sợ căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng ở Triệu Vô Không đích tình tự bắt đầu từ từ bình tĩnh trở lại, Diệp Thần Phong dĩ nhiên lại nữa rồi như thế vừa ra. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, đưa hắn hai người nữ nhi, trực tiếp từ thiên cấp loại xấu tăng lên tới thiên cấp thượng phẩm. Chỉ sợ cũng liên phá thiên cảnh cao thủ cũng vô pháp làm được. Thậm chí ngay cả nguyên thiên cảnh cao thủ cũng khó làm được. Ở Triệu Vô Không xem ra người trẻ tuổi trước mặt này quá mức thần bí, khi hắn tự cho là thấy rõ ràng đối phương thì, thường thường đối phương hữu sẽ cho hắn một vòng mới khiếp sợ, đáo tối hậu hắn tài hội phát hiện mình chỉ là thấy được đối phương một góc băng sơn mà thôi. Kỳ thực, Triệu Vô Không suy đoán cũng không có thác, xé trời cảnh, thậm chí là nguyên thiên cảnh cao thủ cũng vô pháp bang những người khác như vậy để thăng thực lực. Thì là có thể cường ngạnh đề thăng, cũng nhất định sẽ cấp đề thăng người thân thể mang đến tác dụng phụ. Bất quá, Diệp Thần Phong linh hồn lực và cổ vũ người trong cơ thể chân kính lực có bản chất khác nhau, linh hồn của hắn lực có thể cải thiện nhân thể các phương diện cơ năng. Do đó để đạt tới bang trợ những người khác đề thăng thực lực, hơn nữa bị đề thăng người trong cơ thể liên nhiệm hà tác dụng phụ cũng sẽ không sinh ra. Đang giúp Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện đề thăng hoàn thực lực sau đó. Diệp Thần Phong cũng muốn hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Sở dĩ không có bật người vội vã ly khai phủ thành chủ, mà chịu ra giá lưỡng nha đầu, bởi các nàng lỗ chân lông chung tràn ra rất nhiều hắc xè sình sạch vật, các nàng trước tiên khứ tắm. Diệp Thần Phong ngồi ở phủ thành chủ trong phòng khách, Triệu Vô Không ngồi ở bên cạnh hắn, ở thấy được Diệp Thần Phong loại này thần kỳ thủ đoạn hậu, hắn đối Diệp Thần Phong thì càng thêm tôn kính, Diệp tiên sinh. Cảm tạ ngài giúp ta hai người nữ nhi đề thăng thực lực, chỉ là các nàng thoáng cái đề thăng hai người trình tự, có thể hay không đối với các nàng sau đó tạo thành ảnh hưởng. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, Triệu thành chủ, người yên tâm đi, ta loại phương pháp này một có bất kỳ tác dụng phụ, cái này coi như là tố là ngươi tương trăm năm thập diệp thảo đưa cho ta thù lao. Một gốc cây trăm năm thập diệp thảo, nhượng hai người nữ nhi thoáng cái trở thành thiên cấp thượng phẩm cao thủ. Đây đối với Triệu Vô Không mà nói thái hoa toán, hắn hiện tại cũng không dám nhắc lại nhượng Diệp Thần Phong tố hắn chuyện của con rể, hắn nhìn ra được như Diệp Thần Phong dáng vẻ như vậy thanh niên nhân, một ngày nào đó hội leo lên cổ vũ giới cao nhất ngọn núi. Diệp tiên sinh, ngài phần này thù lao thật sự là quá quý trọng a. Sau đó chỉ cần Diệp tiên sinh ngài cần ta địa phương, ngài tự cứ tới tìm ta được rồi, ta phủ thành chủ đại môn vĩnh viễn vì Diệp tiên sinh ngài mở rộng chứ. Triệu Vô Không trong lúc vô tình đã đối Diệp Thần Phong dùng tới kính xưng. Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện rất nhanh thì tắm rửa xong, hai người bọn họ tóc ướt nhẹp đi vào trong phòng khách, các nàng là rất sợ Diệp Thần Phong ở các nàng tắm thời gian rồi rời đi. Cho nên bọn họ tài giản lược xúc một lần, cảm thụ được trong cơ thể minh mông thiên cấp thượng phẩm chân kính lực. Giá lưỡng nha đầu có loại bừng tỉnh cảm giác nằm mộng. Ở cổ vũ giới, nếu như nữ nhân không muốn làm nam nhân nước phụ thuộc nói, như vậy chỉ có trở thành cường giả chân chính, sở dĩ mấy năm nay Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện cũng phi thường nỗ lực đang tu luyện, đáng tiếc bởi vì tư chất nguyên nhân, hai người bọn họ thực lực đã dừng lại ở trên trời dưới bậc phẩm có lưỡng tam năm. Nhưng mà, Diệp Thần Phong nhưng ở trong vòng nửa canh giờ, làm cho các nàng đột phá thiên cấp thượng phẩm, điều này làm cho giá lưỡng nha đầu càng phát đối cái này tướng mạo thông thường nam nhân tò mò.
thường thường nữ nhân đối nam nhân sản sinh tò mò thời gian, cái này ý nghĩa nữ nhân yếu bắt đầu thích nam nhân, lúc này Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện hai loại này dấu hiệu. Diệp Thần Phong cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nhìn bên ngoài từ từ tối lại thiên xẻ, hắn chuẩn bị ly khai phủ thành chủ, đứng lên quay Triệu Vô Không, nói rằng, Triệu thành chủ, ta xem thiên xẻ cũng không còn sớm, như vậy ta liền cáo từ, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Nghe được Diệp Thần Phong phải rời đi, Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện đều khinh cắn môi, Thủy Uông Uông mắt to nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Triệu Vô Không nhìn thấy hai người nữ nhi biểu tình hậu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói rằng, hảo, Diệp tiên sinh, ta đây tống ngài đi ra ngoài. Diệp Phong, ngươi chờ một chút, Triệu Viện Viện đột nhiên mở miệng hô. Diệp Thần Phong ngừng bước tiến, quay đầu lại, hỏi còn có chuyện gì sao? Triệu Viện Viện môi khẽ nhúc nhích chứ, mang trên mặt giấy dụa thần xè, nói rằng, Diệp Phong, ta thừa nhận ngươi là một có đặc thù mị lực nam nhân, ta cũng biết ta bây giờ còn không xứng với ngươi, bất quá, ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ ta tu luyện tới tiên thiên cảnh, ta sẽ khứ tìm được ngươi rồi. Đối với Triệu Viện Viện nói, Diệp Thần Phong thì mỉm cười, nhún vai, nói rằng, trên cái thế giới này nam nhân tốt có rất nhiều, có thể ngươi rất nhanh thì hội đã quên ta. Ta chẳng qua là trong đời ngươi một khách qua đường. Lúc này, đến phiên Triệu Tiêu Tiêu dùng sức lắc đầu, nàng biết muội muội của nàng không có khả năng tái đã quên cái này tướng mạo thông thường nam nhân, liên nàng cũng không có khả năng quên mất cái này tướng mạo thông thường nam nhân. Nguyên nhân chỉ là người đàn ông này quá mức ưu tú, ở gặp qua đàn ông ưu tú như vậy hậu, nhượng Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện tái làm sao khứ thích những nam nhân khác. Diệp Phong, ta không biết ngươi là ai, là thân phận gì, nhưng ta và muội muội của ta có vậy quyết tâm, ta đoán của ngươi chân thực tên không gọi Diệp Phong. Ở trước khi đi nàng nói cho chúng ta biết, của ngươi tên thật sao? Triệu Tiêu Tiêu hỏi. Diệp Thần Phong xoay người, nâng tay phải lên sau này bãi liễu bãi, liền đi nhanh đi phía trước ly khai, giữa lúc Triệu Tiêu Tiêu thất vọng cúi đầu thì, Diệp Thần Phong thanh âm của truyền vào trong lỗ tai của nàng, chỉ có ba chữ, Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nguyên bản thực sự không muốn nói ra mình chân thực tên, có thể là bởi vì bị Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện về điểm này chân tình sở xúc động đến rồi. Quay về với chính nghĩa, hắn hiện tại mang theo mặt nạ da người ni. Hắn hoàn mặt khác có bất đồng hai tờ mặt nạ da người, hắn tùy thời đều có thể cải biến tướng mạo, hơn nữa trùng tên trùng họ nhiều người đi. Nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, Triệu Tiêu Tiêu và Triệu Viện Viện ở trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong. Triệu Vô Không nhìn bên cạnh hai người nữ nhi, nói rằng, Tiêu Tiêu, Viện Viện, hai người các ngươi còn là đưa hắn đã quên. Hắn đã định trước không phải là cùng chúng ta ở cùng người của một thế giới a. Ban ngày thời gian, Diệp Thần Phong và Hạ Tử Ninh xa nhau thì, Diệp Thần Phong nhường Hạ Tử Ninh ở lại Thiên Tinh Thành đa ở một hai ngày. Sở dĩ Diệp Thần Phong cho rằng Hạ Tử Ninh hẳn là lại nhớ tới Vàng Ngọc Mãn Hương Lâu, ở tại Vàng Ngọc Mãn Hương Lâu Chí Tôn trong khách phòng. Diệp Thần Phong đi tới Vàng Ngọc Mãn Hương Lâu bên ngoài thì, thiên xẻ đã hoàn toàn đen xuống, Diệp Thần Phong không muốn bị Vàng Ngọc Mãn Hương Lâu trưởng quỹ hạch hỏi, sở dĩ hắn nhận thức đúng Chí Tôn khách phòng vị trí hậu, tam hai cái tự bò đến Chí Tôn khách phòng phía bên ngoài cửa sổ, trực tiếp mở cửa sổ ra, đi vào Chí Tôn trong khách phòng. Ở cửa sổ bị mở ra thời gian, trong khách phòng đốt ánh sáng nến đung đưa, Diệp Thần Phong có chút đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Hạ Tử Ninh không riêng khôi phục được vốn là tướng mạo, hơn nữa nàng hình như vừa tắm rửa xong, vừa lúc đang mặc quần áo tới, trong tay lam xẻ cái yếm vừa lúc lấy được trước ngực, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong hội đột nhiên từ cửa sổ miệng bò vào lai, trong óc nhất thời có chút đường ngắn, đợi được tỉnh hồn lại thời gian, ngọc thủ của nàng không khỏi run lên. Trong tay cái yếm rơi xuống đất thượng, cả người thân thể toàn bộ hiện ra ở Diệp Thần Phong trước mặt của. Bởi hô hấp phi thường gấp, Hạ Tử Ninh ngực hai đại bạch thỏ, không ngừng lung tung rung động. Diệp Thần Phong mũi hô hấp cũng có chút ồ ồ, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng lúng túng ho khan hai tiếng, nói rằng, ho khan một cái, ta cái gì cũng không phát hiện, ta cái gì cũng không phát hiện, ngươi kế tục. Diệp Thần Phong bật người từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, ngay sau đó, từ trong khách phòng truyền ra Hạ Tử Ninh kiều tức giận, Diệp Thần Phong, ta yếu đảo hai tròng mắt của ngươi. Chương 763, xé trời cảnh, đêm tối hạ yêu nữ.
Diệp Thần Phong nhảy ra cửa sổ sau đó, ở vàng ngọc mãn hương lâu mái nhà đợi khoảng chừng thập phút sau, hắn lần thứ hai từ cửa sổ miệng đi vào phòng Lý, chỉ thấy Hạ Tử Ninh đã đem y phục cấp mặc xong, trên mặt hiện lên nồng nặc nổi giận chi xè, khi nhìn đến phiến Diệp Thần Phong đi vào gian phòng hậu, của nàng một đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt Diệp Thần Phong, phảng phất là phải Diệp Thần Phong cấp xanh thôn hoạt bác. Diệp Thần Phong nhìn ngoài cửa sổ dạ xè, nói rằng, Hạ Tử Ninh, hôm nay nguyệt xè thật đúng là mỹ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Diệp Thần Phong không có xỏa đáo chủ động nhắc tới chuyện mới vừa rồi, chỉ coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh, như vậy mới có thể bảo đảm Hạ Tử Ninh phẫn nộ không phát tiết đáo trên người của hắn, đây là một thông minh nam nhân biểu hiện. Làm nữ nhân Hạ Tử Ninh, nàng thân thể của mình bị Diệp Thần Phong cấp thấy hết, nàng tổng không cần thiết chính nhắc tới chuyện mới vừa rồi ba. Sở dĩ khi nhìn đến Diệp Thần Phong giả vờ ngây ngốc thời gian, Hạ Tử Ninh trong lòng khí phải không đả một chỗ lai, tối hậu chỉ có thể mắng, Diệp Thần Phong, ngươi chính là một đanh đá. Trong đầu nhớ lại Hạ Tử Ninh gần như thân thể hoàn mỹ, Diệp Thần Phong trực tiếp tương những lời mắng người cấp tự động loại bỏ rớt, đại đại liệt liệt ngồi xuống ghế, từ trong lòng ngực mặt lấy ra gửi trăm năm thập Diệp Thảo Hộp, nói rằng, Hạ Tử Ninh, ngươi cũng đừng xỏa đứng, nhanh lên bang ta xem một chút giá có đúng hay không trăm năm thập Diệp Thảo. Diệp Thần Phong mặc dù đang hàn môn tương quan thư tịch thượng gặp qua trăm năm thập Diệp Thảo bộ dáng, thế nhưng hắn vẫn còn muốn tìm cá nhân xác định một chút. Hạ Tử Ninh nguyên bổn chính là đỉnh cấp thế lực bên này nhân, nhất định là nhận được trăm năm thập Diệp Thảo hình dạng. Kiến Diệp Thần Phong không hề xấu hổ ngồi xuống, đồng thời không chút khách khí mệnh lệnh nàng. Điều này làm cho Hạ Tử Ninh vừa dẹp loạn một chút nổi giận, lần thứ hai thượng thăng lên. Khẽ kêu nói, Diệp Thần Phong, ngươi không nên hơi quá đáng, ngươi lẽ nào đã cho ta Hạ Tử Ninh dễ khi dễ sao? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Tử Ninh ngực cao vót trên dưới phập phồng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng một cái đạo lý, có đôi khi đối đãi nữ nhân không nên một mặt nhường nhịn, mặc dù nói Diệp Thần Phong vừa nhìn Hạ Tử Ninh thân thể, thế nhưng có câu không phải như vậy nói ma. Ba ngày không đả thượng lương yết ngói, hắn tưởng phải nhanh một chút nhường Hạ Tử Ninh giúp hắn xác nhận một chút bụi cây này trăm năm thập Diệp Thảo. Diệp Thần Phong bĩu môi ba, lầm bầm lầu bầu nói rằng, xem ra có vài người muốn cùng ta mỗi người đi một ngả. Ta ngược lại thì không sao cả, quay về với chính nghĩa một ít người trong mắt của ta cũng chỉ là trói buộc mà thôi, ta một người hành động hoàn tương đối buông lỏng đi. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này hậu, Hạ Tử Ninh thì thật chặt cắn ngân nha, hít thở sâu tam mọi nơi, tức giận tương gửi trăm năm thập Diệp Thảo hộp mở ra, khi thấy bên trong trăm năm thập Diệp Thảo hậu. Hạ Tử Ninh khóe miệng không khỏi lộ ra lau một cái dáng tươi cười, nói rằng đây chính là một gốc cây trăm năm thập Diệp Thảo. Ở Hạ Tử Ninh xác nhận trăm năm thập Diệp Thảo hậu, Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi hơi thở dài một hơi, thế nhưng Hạ Tử Ninh lại tiếp tục nói, bụi cây này trăm năm thập Diệp Thảo đã hoàn toàn vô dụng. Cái gì? Diệp Thần Phong trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hỏi, Hạ Tử Ninh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi thanh trừ. Vì sao bụi cây này trăm năm thập Diệp Thảo vô dụng? Hạ Tử Ninh thấy Diệp Thần Phong khẩn trương dáng dấp, tâm tình thì càng thêm được rồi, nói rằng, bụi cây này trăm năm thập Diệp Thảo chắc là thượng một nhóm thành thục, sở dĩ tối thiểu bị hái xuống có 98 năm, trăm năm thập Diệp Thảo thì cần một loại đặc thù biện pháp bảo tồn. Tuy rằng người giá cái hộp gỗ bên trong cũng thả khả dĩ lùi lại trăm năm thập Diệp Thảo hư hao nhất vài thứ, thế nhưng loại phương pháp này chỉ có thể bảo tồn 5-60 niên. Hạ Tử Ninh chỉ vào trong hộp gỗ trăm năm thập Diệp Thảo. Nói rằng, bụi cây này trăm năm thập Diệp Thảo lá cây hoàn toàn khô quắt. Nó vốn là dược lực cơ hồ là tiêu thất, sở dĩ ta mới nói bụi cây này trăm năm thập Diệp Thảo vô dụng. Hạ Tử Ninh, ngươi nói là sự thật. Diệp Thần Phong cực kỳ chăm chú hỏi, giá trăm năm thập Diệp Thảo nhưng quan hệ hàn tuyết đầu mùa sinh mệnh, không được phép hắn không nghiêm túc a. Hạ Tử Ninh thấy Diệp Thần Phong trong lúc bất chợt trở nên vẻ mặt nghiêm túc, nàng giá mới nhớ tới trước đó không lâu Diệp Thần Phong đối với nàng đề cập qua. Trăm năm thập Diệp Thảo quan hệ Diệp Thần Phong một người rất trọng yếu, nàng cũng thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu, nói rằng, bụi cây này trăm năm thập Diệp Thảo bởi bảo tồn không lo, ta xác định đã không có chút nào tác dụng. Diệp Thần Phong có chút đồi bại thở dài, nhớ tới bang Triệu Vô Không giải quyết rồi chu thấu đáo chờ người, nhớ tới bang Triệu gia tỉ muội đề thăng thực lực, hắn vẻ mặt đau khổ nói rằng, thua thiệt, lúc này thật là khuy quá.
Đây đối với Diệp Thần Phong lai nói thật thì một hồi vui mừng, công dã chẳng a. Nguyên bản Diệp Thần Phong cho rằng Hàn Tuyết đầu mùa chuyện tình thì giải quyết rồi, nhưng ai biết tối hậu phủ thành chủ bảo khố bụi cây này trăm năm thập Diệp Thảo là vô dụng. Điều này đại biểu chứ hai năm hậu, Diệp Thần Phong còn là nhu muốn gia nhập đáo trăm năm thập Diệp Thảo tranh đoạt chiến chung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở trên trời tinh thành hữu trì hoãn một ngày đêm, cự ly Thiên Sơn môn đệ tử còn lựa chỉ còn lại có 4 ngày, mà từ thiên tinh thành đáo Thiên Sơn môn lộ trình hữu cần đi tìm lưỡng ngày. Sở dĩ Diệp Thần Phong thu thập tâm tình một chút, nói rằng, Hạ Tử Ninh, chúng ta bây giờ tự xuất phát đi trước Thiên Sơn môn, tiên thừa dịp cơ hội lần này trà trộn vào Thiên Sơn môn hơn nữa. Diệp Thần Phong, người có đúng hay không thụ kích thích? Hiện tại đại buổi tối, chúng ta cản đường gì? Hạ Tử Ninh nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong hồi đáp, Hạ Tử Ninh, cự ly Thiên Sơn môn đệ tử còn lựa chỉ còn lại có 4 ngày, chúng ta còn muốn ở trên đường đi lãng phí lưỡng ngày, chúng ta nhất định phải đi trước tra xét Thiên Sơn môn tình huống chung quanh, vạn nhất sau đó chạy trốn, cũng không đến mức vãng trong ngõ cụt mặt bào. Ở Diệp Thần Phong luôn mãi khuyên, Hạ Tử Ninh chỉ có thể không tình nguyện đồng ý buổi tối chạy đi. Hai người bọn họ không có từ đại môn ly khai, mà là từ cửa sổ miệng rời đi, hai người một đường thuận lợi đi ra Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành bên ngoài là một cái thẳng tắp con đường, lại đi khoảng chừng có lưỡng mấy giờ hậu, chu vi trở nên càng ngày càng yên tĩnh lên, một mảnh xanh rừng cây xuất hiện ở Diệp Thần Phong và Hạ Tử Ninh trước mắt. Diệp Thần Phong lo lắng đáo Hạ Tử Ninh chỉ có huyền giai thực lực, sở dĩ quyết định tiên dừng lại nghỉ ngơi một hồi, Hạ Tử Ninh ngồi ở dưới một cây đại thụ. Nhìn trong trời đêm trắng noãn ánh trăng, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi lẽ nào không nên lẫn vào Thiên Sơn môn sao? Dĩ thực lực của ngươi bây giờ cây bản không có tư cách cùng Thiên Sơn môn đối nghịch, ngươi đây là đang lấy trứng chọi đá. Hạ Tử Ninh, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất biến thành thạch, những Thiên Sơn môn ở trước mặt ta biến thành noãn. Diệp Thần Phong kiên định nói rằng, nhìn Diệp Thần Phong cực kỳ tự tin dáng dấp. Hạ Tử Ninh trong lúc bất chợt nhớ lại một việc, nói rằng, Diệp Thần Phong, người hoàn có nhớ hay không nhanh nhẹn linh hoạt các lão bản Lý Phí Tài đưa cho ngươi mặt khác lưỡng cái tin. Một là phủ thành chủ tổ chức bỉ võ chuyện kiếm chồng tình, một người khác là gần nhất 2 năm thiên tinh thành phụ cận vẫn có nam cổ vũ tu luyện giả không giải thích được tiêu thất, khiến cho không khéo, người mấy ngày liền sơn môn cũng chưa tới, để nhân cấp bắt đi cũng không nhất định. Nguyên bản Hạ Tử Ninh thuần túy là đùa giỡn một chút. Thuận tiện tổn hại Diệp Thần Phong, thế nhưng ở Hạ Tử Ninh vừa thuyết cho tới khi nào xong thôi, từ trong rừng cây đi ra một người mặc hồng xẻ xa chất quần áo nữ nhân ăn mặc phi thường đơn bạc, thậm chí khả dĩ xuyên thấu qua xa chất quần áo thấy nữ nhân phấn hồng xẻ cái yếm, đồng dạng người nữ nhân này tướng mạo cũng thập phần đẹp đẽ, làm cho hội không khỏi liên tưởng đến hồ ly trinh 3 chữ này. Xem ra hôm nay có tốt thu hoạch, đẹp đẽ nữ nhân mở miệng nói chuyện. Trong thanh âm mang theo một loại phi thường to lớn ma lực, trên người từ từ tản mát ra một phi thường bàng bạc lực lượng. Diệp Thần Phong ở đẹp đẽ nữ nhân đột nhiên xuất hiện thời gian, hắn liền bật người căng thẳng thần kinh, trong cơ thể linh hồn lực bắt đầu không ngừng trào động, mà khi hắn cảm giác được đẹp đẽ trên người nữ nhân năng lượng ba động thì, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác áp bách, sở dĩ Diệp Thần Phong thôi chắc đối phương đã không phải là tiên thiên tầng thứ cao thủ, tối thiểu là xé trời lúc đầu cao thủ. Quả đen chủy, Diệp Thần Phong nhìn không được quay bên cạnh Hạ Tử Ninh nói rằng. Hai người các ngươi thì chủ động theo ta đi ni, hãy để cho ta xuất thủ bắt giữ các ngươi. Đẹp đẽ nữ nhân lắc eo, hướng phía Diệp Thần Phong và Hạ Tử Ninh đã đi tới. Hạ Tử Ninh cũng thật không ngờ lời của nàng dĩ nhiên hội chuẩn như vậy. Vừa nói xong cũng xuất hiện một không giải thích được nữ nhân, hơn nữa thực lực còn đang Diệp Thần Phong trên, điều này làm cho nàng cũng không cấm nhíu mày. Diệp Thần Phong tương trong cơ thể thập cấp đỉnh linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, trong lòng của hắn chưa kịp trăm năm thập Diệp Thảo chuyện tình khó chịu ni. Cười lạnh nói, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, là thủ tồi hoa là ta thích nhất việc làm. Thực lực của ngươi không sai, tuy rằng bên trong cơ thể ngươi năng lượng hình như và chân kính lực không quá như nhau, thế nhưng ta tin tưởng cũng đúng ta hữu dụng. Đẹp đẽ nữ nhân vừa cười vừa nói, ra vẻ nàng đối Diệp Thần Phong biểu hiện ra thực lực phi thường hài lòng. Chương 764, hắc sắc khí thể một loại khác tác dụng.
Nhất đám mây đen che ở trong trời đêm sáng tỏ ánh trăng, có thể dùng chu vi càng thêm tối sầm rất nhiều, rừng cây ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng hội truyền ra nào đó động vật tiếng kêu, ở trong hoàn cảnh này sẽ cho người lưng cốt không khỏi một trận rét run. Đẹp đẽ trên người nữ nhân phát ra xé trời cảnh khí thế của, những Diệp Thần Phong trên người áp lực rồi đột nhiên gia tăng mãnh liệt, hắn hiện tại và tiên thiên tột cùng cao đối chiến tạm được, nhưng đối mặt một gã chân chính xé trời cảnh cao, hắn chỉ có thể tuyển trạch tạm thời tị kỳ phong mang. Thế nhưng Hạ Tử Ninh Hoàn ở bên cạnh Ni, tuy rằng Diệp Thần Phong có nắm chắc chính ly khai, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể làm như vậy, sở dĩ hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên trong cơ thể linh hồn lực, dĩ thử lai chống lại đẹp đẽ nữ nhân mang đến cho hắn cảm giác áp bách. Đẹp đẽ nữ nhân phảng phất cũng không có tương Diệp Thần Phong để vào mắt, ngọc gỡ gỡ trên trán tóc đen, phi thường quyến rũ nhấp mân lửa đỏ môi, tràn ngập mị hoặc lực thanh âm của từ cổ họng của nàng Lý phát sinh, xem ra các ngươi là chuẩn bị nhường ta động. Cũng tốt, ta cũng có thể kiến thức một chút thực lực của ngươi. Tiền một giây hoàn hảo như mạn bất kinh tâm đẹp đẽ nữ nhân, ở đang nói vừa hạ xuống thời gian, thân ảnh của nàng đột nhiên động, trong cơ thể chân kính lực một lần nữa tăng vọt, tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt của, hữu trưởng hướng phía Diệp Thần Phong ngực chợt phách. Diệp Thần Phong ở nhìn thấy đẹp đẽ nữ tốc độ của con người hậu, trong lòng của hắn cũng kinh ngạc không gì sánh được, tốc độ của đối phương nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thân ảnh tự xuất hiện ở trước mặt của hắn, hoàn hảo Diệp Thần Phong phản ứng năng lực mạnh phi thường, ở đẹp đẽ nữ nhân một trưởng vỗ hướng bộ ngực hắn thời gian, hắn bản năng dùng hết toàn lực huy đánh một quyền. Phanh, nhất thanh muộn hưởng thanh, ở dưới bầu trời đêm đen nhánh quanh quẩn ra. Trưởng đối quyền. Đăng 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 đăng. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau ngũ lục bộ. Trong cơ thể huyết khí một trận cuồn cuộn, kinh qua giá lần đầu giao. Diệp Thần Phong tự rõ ràng, dĩ thực lực của hắn bây giờ muốn cùng xé trời cảnh cao đối chiến, thật sự là thái miễn cưỡng một ít. Ở Diệp Thần Phong ngực âm thầm nghĩ đối sách thời gian, kinh qua ngắn giao hậu, đẹp đẽ lòng của nữ nhân bên trong cũng phi thường kinh ngạc, vừa một trường kia nàng dùng thất thành lực lượng. Theo nàng đối phương sẽ phải trực tiếp bị nàng cấp đả ngã xuống đất, nhưng kết quả đối phương chỉ là rút lui ngũ lục bộ. Hơn nữa càng làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị thị. Của nàng vỗ lên một trận tê dại, trên mặt hắn thần xè bắt đầu từ từ nhận chân. Một bên Hạ Tử Ninh thấy tài lần đầu giao, Diệp Thần Phong đã bị đẩy lui có ngũ lục bộ, nàng vội vàng quát dẹp đường, ngươi là ai? Ngươi ở nơi này chặn lại chúng ta muốn làm gì? Do vì buổi tối chạy đi, Hạ Tử Ninh cũng không có cải biến bộ dáng, đẹp đẽ nữ nhân nhìn thoáng qua Hạ Tử Ninh, nói, muốn biết ta chặn lại các ngươi là vì cái gì? Các ngươi đi với ta một chuyến chẳng phải sẽ biết sao? Chứ, đẹp đẽ nữ nhân lần thứ hai đối Diệp Thần Phong ra, Diệp Thần Phong không có thể như vậy hội người dễ dàng nhận thua, trong cơ thể thể thập cấp đỉnh linh hồn lực không ngừng tuôn ra chứ, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn phát hiện mặc kệ ở tốc độ và lực lượng thượng. Hắn đều cùng trước mặt đẹp đẽ nữ nhân kém nhất mảng lớn ni. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần Phong còn không có phát hiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, đầu hắn lý càng ngày càng ảm đạm, tốc độ và lực lượng ở kịch liệt giảm xuống, hắn bật người cho ra một cái kết luận, chính hắn trúng độc. Thế nhưng đang cùng đẹp đẽ nữ nhân đối chiến trong quá trình. Hắn nhớ kỹ chính chưa có tiếp xúc qua đặc thù Đông Tây A. Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến nhất món khác, hương khí. Đẹp đẽ trên người nữ nhân hương khí. Trên người một nữ nhân có hương vị, thì nhất kiện phi thường bình thường sự tình, sở dĩ Diệp Thần Phong mới có thể không có để ý đẹp đẽ trên người nữ nhân hương vị, nhưng bây giờ nghĩ lại dẫn đến đầu hắn ảm đạm, ngoại trừ thị giá cổ hương khí bên ngoài, không thể nào là cái gì khác. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân nhất liền lui về phía sau thất bát bộ, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú vào đẹp đẽ nữ nhân. Hỏi trên người ngươi hương vị là một loại độc dược. Đẹp đẽ nữ nhân thấy Diệp Thần Phong có chút trôi bước chân của, nàng cười nói, xem ra ngươi còn là nhất một người thông minh. Dĩ nhiên đoán được trên người ta hương vị có chuyện. Bất quá, đó cũng không phải một loại độc dược, tối đa trích toán là một loại mê dược mà thôi, sẽ làm hút vào người chậm rãi cảm giác toàn thân vô lực, tối hậu dẫn đến tạm thời hôn mê, y theo ta phỏng chừng đại khái còn có một phút. Ngươi sẽ hoàn toàn tiến nhập trạng thái hôn mê. Hạ Tử Ninh đang nghe Diệp Thần Phong và đẹp đẽ nữ nhân đối thoại hậu, lấy huyền giai thực lực căn bản là không thể giúp bất kỳ mang,
chỉ có thể tức giận chỉ vào đẹp đẽ nữ nhân, mắng, ngươi thái đê tiện vô sỉ. Đẹp đẽ nữ nhân không thèm để ý chút nào Hạ Tử Ninh chửi rủa, nói, đợi hai người các ngươi tự muốn trở thành ta tù nhân, nếu như ngươi thông minh nói, hẳn là ngẫm lại nhượng ta thế nào hài lòng. Như vậy ta có lẽ sẽ nhượng hai người các ngươi trôi qua đỡ. Diệp Thần Phong dụng ý chí lực gắt gao chống cự lại, nhất mắt hai mí cũng càng ngày càng nặng, thế nhưng hắn biết tuyệt đối không thể ở chỗ này rồi ngã xuống, mà ngay vào lúc này, hắn phát hiện bên trong đan điền hắc xẻ khí thể, dĩ nhiên thật nhanh xoay tròn, theo hắc xẻ khí thể xoay tròn, hắn cảm giác đầu bắt đầu không hề hỗn loạn, ở trong thân thể đã ở bắt đầu sự khôi phục sức khỏe lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bên trong đan điền giá đoàn hắc xẻ khí thể còn có giải độc tác dụng? Xem ra ngươi không riêng thực lực không sai, ý chí của ngươi lực hoàn rất mạnh. Đẹp đẽ nữ nhân thấy vượt lên trước một phút đồng hồ, Diệp Thần Phong lại vẫn không có ngã xuống đất hôn mê, nàng một lần nữa bị kinh ngạc đến rồi. Ở đẹp đẽ nữ nhân nói chuyện vào Diệp Thần Phong trong lỗ tai hậu, hắn mới từ trong trầm tư hồi quá liễu thần lai, lúc này thì là hắc xẻ khí thể giúp hắn giải độc. Dĩ thực lực của hắn bây giờ, hoàn mang theo một trói buộc Hạ Tử Ninh, hắn tuyệt đối không phải là đẹp đẽ nữ nhân đúng, hiện nay chỉ còn biện pháp kế tiếp, đó chính là tương kế tự kế, tầm tìm một cơ hội tốt, tái đem điều này đẹp đẽ nữ nhân giải quyết. Tuy rằng cái này tương kế tự kế biện pháp nguy hiểm một ít, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể cú tiên làm như vậy. Diệp Thần Phong không có lộ ra bất luận cái gì kẽ hở, duy trì vừa cái loại này trúng thuốc mê trạng thái. Trên dưới mí mắt bắt đầu không ngừng đánh nhau, tối hậu thân thể hắn trong lúc bất chợt suốt ngã trên mặt đất, thật chặt nhắm hai mắt lại, nghiễm nhiên thị hôn mê qua. Hoàn hảo chính là Diệp Thần Phong học qua quy tức thuật, khi hắn hôn mê trên mặt đất thời gian, hắn bật người ở trong người vận chuyển lên quy tức thuật lai, có quy tức thuật bang trợ, hắn tin tưởng đẹp đẽ nữ nhân tuyệt đối vô pháp ở trên người hắn tìm ra kẽ hở tới. Hạ Tử Ninh khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau khi hôn mê, nàng trở nên càng thêm hoảng loạn, hàm răng thật chặt cắn môi, lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, ngươi làm sao có thể cứ như vậy hôn mê? Ngươi, đẹp đẽ nữ người thân ảnh trong lúc bất chợt xuất hiện ở Hạ Tử Ninh trước mặt của, ở Hạ Tử Ninh hoàn không có phản ứng tới được thời gian, nàng đã đem Hạ Tử Ninh cấp đánh bất tỉnh quá, sau đó tương Hạ Tử Ninh kẹp ở tả hông của đang lúc, tái đi tới hôn mê Diệp Thần Phong trước mặt, tương Diệp Thần Phong kẹp ở nàng bên phải hông của đang lúc. Có thể là giáp đắc tương đối chặt, tối hậu Diệp Thần Phong mặt của trực tiếp nhắm ngay đẹp đẽ nữ nhân hữu biên cao vót bộ ngực, hơn nữa bởi lắc lư nguyên nhân, mặt của hắn hoàn không ngừng và đẹp đẽ nữ nhân bộ ngực ma sát, cũng may hắn vận chuyển quy tức thuật, bằng không đẹp đẽ nữ nhân nhất định sẽ phát hiện hắn hô hấp trở nên không được bình thường. Diệp Thần Phong biết còn như vậy hạ khẳng định điều không phải biện pháp, trong đầu hắn bật người nghĩ một ít những chuyện khác, dĩ thử lai phân tán lực chú ý. Hắn hiện tại bức thiết muốn biết, hắn bên trong đan điền đoàn hắc xẻ khí thể rốt cuộc có hay không giải độc tác dụng. Vừa hóa giải đẹp đẽ trên người nữ nhân mê hương hội không phải chỉ là để một vừa khớp. Nếu như bên trong đan điền giá đoàn hắc xẻ khí thể thật sự có giải độc tác dụng, như vậy Diệp Thần Phong sau đó cũng không cần phạ độc dược, dù sao độc dược là một loại làm cho khó lòng phòng bị đông tây. Khoảng chừng qua hơn một giờ hậu. Diệp Thần Phong nghe thấy được một phi thường gay mũi vị đạo, ngay sau đó bên tai truyền đến đẹp đẽ giọng của nữ nhân, người này là mới tới, hắn lập tức sẽ tỉnh lại, các ngươi đợi đối với hắn tình huống nơi này. Đang nghe đẹp đẽ nữ nhân nói hậu, Diệp Thần Phong biết loại này gay mũi vị đạo chắc là giải dược, khi hắn vừa muốn ra vẻ mơ mơ màng màng khi mở mắt ra, chỉ nghe thấy chi lạc một tiếng cửa sắt lạp động thanh, ngay sau đó, hắn cảm giác thân thể của chính mình bay lên trời, sau đó phanh. Một tiếng suốt ngã trên mặt đất. Diệp Thần Phong không có bật người chửi má nó mở mắt, còn là từ từ mở ra, hắn phát hiện mình hình như ở một chỗ trong phòng giam. Ở chung quanh hắn có đại ước 20 mấy người nam nhân, mà cái kia đẹp đẽ nữ nhân còn lại là đứng ở nhà tù ngoài cửa sắt mặt. Diệp Thần Phong thấy khi hắn nhà tù đối diện, còn có một đang lúc nhà tù ni. Bên trong trích giam giữ một người, đó chính là Hạ Tử Ninh, khi nhìn đến Hạ Tử Ninh cũng không có việc gì lúc. Hắn lúc này mới ở trong lòng hơi thở ra một cái khí, hắn và Hạ Tử Ninh thì tạm thời một gặp nguy hiểm, đẹp đẽ nữ nhân là xé trời cảnh cao, muốn tương đẹp đẽ nữ nhân giải quyết rồi, đối với bây giờ Diệp Thần Phong lai, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực. Chương 765, xác nhận tác dụng,
trong lòng kế hoạch. Diệp Thần Phong ra vẻ mơ mơ màng màng trầm tư một chút, hắn mới đúng chứ, ngoài cửa sắt mặt đẹp đẽ nữ nhân, quát dẹp đường, người bả chúng ta chào tới nơi này làm gì. Đẹp đẽ nữ nhân không có đối với Diệp Thần Phong giải thích, chỉ là thuận miệng nói một câu, đợi và ngươi giam chung một chỗ người của, bọn họ hội nói với ngươi minh, hiện tại các ngươi tương trong chén thuốc cấp uống. Ở đẹp đẽ nữ nhân đứng phía sau ba cùng loại tỳ nữ bộ dáng nhân, các nàng ba người trong tay phân biệt cầm nhất cái khay, ở khay thượng bày đặt một con trích hoàn, trong chén là một loại xanh biếc xẻ dịch thể. Giá ba gã tỳ nữ nghe được đẹp đẽ nữ nhân nói hậu, đem vật cầm trong tay khay đặt ở nhà tù tiền, bên trong phòng giam người của có thể đi qua nhà tù lan can sắt trong lúc đó khe hở, vươn tay thương hoản nã tiến bên trong phòng giam. Và Diệp Thần Phong nhốt tại đồng nhất một trong phòng giam nam nhân, bọn họ không chút do dự nào liền vươn tay cầm lên hoản, tương trong chén xanh biếc xẻ dịch thể trực tiếp uống vào trong miệng. Đối diện trong phòng giam Hạ Tử Ninh cũng tỉnh lại, ở của nàng nhà tù tiền đồng dạng bày đặt một chén xanh biếc xẻ dịch thể, nàng cũng sẽ không thính đẹp đẽ nữ nhân nói, trực tiếp quát dẹp đường, người nhường ta và loại này xanh biếc xẻ dịch thể, ta sẽ hát sao? Thuyết, người rốt cuộc muốn làm gì? Nhà tù hai bên trên vách tường sáng hơi yếu ánh sáng nến, đẹp đẽ nữ nhân cười liếc nhìn Hạ Tử Ninh, quay sau lưng ba tỷ nữ, nói rằng các ngươi tương vách tường chung quanh thượng ngọn nến toàn bộ cho ta thắp sáng. Ba người kia tỷ nữ không nói lời gì bắt đầu châm trên vách tường những thứ khác cây nến, ở tương tất cả ngọn nến đều thắp sáng lúc, chu vi nhất thời trở nên minh sáng lên, ở đây hẳn là rốt cuộc một nhỏ nhà tù. Đẹp đẽ tay nữ nhân chỉ chỉ chứ dưới bàn chân. Nói rằng, ở chỗ này nếu như cảm cãi lời ta ra lệnh lệnh, như vậy hạ chàng hay bị ném vào phía dưới này. Diệp Thần Phong và Hạ Tử Ninh ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai gian trong phòng giam đang lúc lối đi nhỏ, vừa bởi ngọn đèn phi thường hôn ám, hai người bọn họ cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Mà lúc này ngọn đèn trở nên sáng, hai người bọn họ mới phát hiện lối đi nhỏ phía dưới là một chừng hai thước hố sâu, ở trong hố sâu mặt có đếm không hết quấn ở chung với nhau xà. Có rắn đeo kính vua, có ngũ bộ xà chờ một chút một loạt độc xà, từ bọn họ trong miệng không ngừng phát sinh tê tê thanh âm của. Đương nhiên ở hố sâu phía trên có một cánh đầy lỗ nhỏ môn, chỉ cần giữ cửa cấp đi lên giật lại là có thể tương nhân cấp ném vào chỗ này trong hố sâu mặt. Hạ Tử Ninh xuyên thấu qua rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Thấy trong hố sâu từng cái trắng mịn nị độc xà hậu, mặt của nàng xè trong nháy mắt trắng bệch, bằng vào nàng huyền giai thực lực. Nếu như bị ném vào cái hố sâu này bên trong, đối mặt nàng tương chỉ có là tử vong. Đẹp đẽ nữ nhân phi thường hài lòng Hạ Tử Ninh hoảng sợ biểu tình, vừa cười vừa nói, loại này xanh biếc xẻ dịch thể đều không phải độc dược, chẳng qua là có thể ức chế các ngươi thân lực lượng trong cơ thể mà thôi. Uống loại này xanh biếc xẻ dịch thể hậu, thân thể các ngươi lý hội liên một tia lực lượng cũng không xử ra được, đối thân thể của các ngươi sẽ không có bất kỳ thương tổn. Diệp Thần Phong từ mở mắt mà bắt đầu quan sát một lần, và hắn nhốt tại đồng nhất một trong phòng giam hai mươi mấy người nam nhân, đi qua những nam nhân này y phục trên người, cùng với bộ dáng của bọn họ, Diệp Thần Phong có thể đại khái thôi chắc, những người này hẳn là so với hắn sớm bị trảo tiến đến tối thiểu có cá biệt nguyệt. Nếu những người này bị nắm tiến đến cá biệt nguyệt còn chưa có chết, như vậy thì chứng minh rồi trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ thông suốt điểm này lúc, Diệp Thần Phong tự thân thủ tương oản cầm lên đứng lên. Tương trong chén xanh biếc xẻ dịch thể cấp uống một hớp, hắn yếu hoàn toàn xác định một chút, hắn bên trong đan điền hắc xẻ khí thể rốt cuộc có thể hay không cứu giải độc. Đối diện trong phòng giam Hạ Tử Ninh, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong đều uống xanh biếc xẻ dịch thể, nàng cũng không muốn và trong hố sâu xà bảo bối khứ linh khoảng cách tiếp xúc, sở dĩ cũng chỉ có thể cú đoan khởi oản tương xanh biếc xẻ dịch thể uống vào trong miệng. Ở uống xong xanh biếc xẻ dịch thể hậu, Diệp Thần Phong cảm giác ở trong thân thể khô nóng lợi hại, ngay sau đó, trên trán của hắn toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, hắn cảm giác trong thân thể lực lượng ở một chút xíu bị hút ra rơi, loại cảm giác này bị vừa đẹp đẽ trên người nữ nhân mê hương còn cường liệt hơn. Thấy Diệp Thần Phong trên trán toát ra mồ hôi lạnh, kiểm xe hơi có chút tái nhợt dáng dấp, đứng ở nhà tù phía ngoài đẹp đẽ nữ nhân, nàng vô cùng hài lòng gật đầu. Quay Diệp Thần Phong nói rằng, ngươi tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta nghĩ ngươi rất nhanh thì sẽ biết, kỳ thực ta chỗ này đối với đàn ông các ngươi mà nói thì thiên đường, ta sẽ nhường ngươi vui đến quên cả trời đất.
Đẹp đẽ nữ nhân ở thấy Diệp Thần Phong than ngồi dưới đất bất năng nhúc nhích hậu, nàng lúc này mới và ba tỷ nữ cùng nhau ly khai ở đây. Chẳng qua là khi đẹp đẽ nữ nhân xoay người sát na, Diệp Thần Phong khóe miệng cũng không hoa giới hạn lộ ra lau một cái dáng tươi cười, ở vừa mới bắt đầu hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể đang bị điên cuồng trừ đi rồi, hắn bên trong đan điền đoàn hắc xẻ khí thể lần thứ hai rất nhanh xoay tròn, theo hắc xẻ khí thể không ngừng xoay tròn, bị trừ đi lực lượng lần thứ hai khôi phục lại, điều này cũng làm cho có thể chứng minh bên trong đan điền hắc xẻ khí thể thật sự có giải độc tác dụng. Lần đầu tiên có lẽ có trùng hợp khả năng, thế nhưng lúc này đây, Diệp Thần Phong tin tưởng tuyệt đối điều không phải vừa khớp. Hôm nay đẹp đẽ nữ nhân cho rằng Diệp Thần Phong lực lượng mất hết, chút nào không thể nhúc nhích một chút, mà Diệp Thần Phong kỳ thực như cũ vẫn duy trì thập cấp đỉnh linh hồn lực trạng thái, chỉ cần tìm được một thỏa đáng cơ hội, Diệp Thần Phong tuyệt đối có nắm chắc suất kỳ bất ý tương đẹp đẽ nữ nhân cấp nhất chiêu bị mất mạng. Ngồi ở đối trong phòng giam Hạ Tử Ninh, thấy tựa ở trên vách tường Diệp Thần Phong, nàng nói rằng, Diệp Thần Phong, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta thế nào từ nơi này chạy đi? Ngươi cho là chúng ta đào được không? Hiện tại thân thể chúng ta Lý Liên một tia lực lượng cũng không có, khán tới nơi này nhất định là chúng ta nơi táng thân. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, hắn hiện tại cũng không thể cú giao thân xác đích tình huống nói cho Hạ Tử Ninh. Sau đó, Diệp Thần Phong hỏi và hắn cùng nhau nhốt tại trong phòng giam nam nhân khác, các ngươi ai có thể cú giải thích cho ta một chút, ở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một khoảng chừng 40 tuế, kiểm xe khô vàng trung niên nam nhân, hắn nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu đối Diệp Thần Phong giải thích đứng lên. Kinh qua người trung niên này nam nhân giải thích, Diệp Thần Phong đại khái biết trước mắt hắn thân ở hoàn cảnh. Cái kia đẹp đẽ nữ nhân tên là Băng Vô Tươi Đẹp. Bọn họ những nam nhân này đều là bị Băng Vô Tươi Đẹp cấp chộp tới, hơn nữa những nam nhân này trong thực lực thấp nhất cũng có địa giai thượng phẩm trình tự, cao nhất có thiên cấp thượng phẩm thực lực, hôm nay có Diệp Thần Phong thêm vào, Diệp Thần Phong chắc là những nam nhân này chung thực lực cao nhất. Cư tên này trung niên nam nhân theo như lời Băng Vô Tươi Đẹp tu luyện một môn thải dương bổ yin tà môn công pháp, có thể tương nam nhân chân kính lực chuyển hoán thành của nàng chân kính lực. Đương nhiên thải dương bổ yin biện pháp thì cần đi qua trên giường vận động để hoàn thành. Hơn nữa một gã thiên cấp thượng phẩm cao thủ, có thể làm cho Băng Vô Tươi Đẹp liên tục thải dương 2 tháng, mà 2 tháng sau nam nhân hội hoàn toàn già yếu mà chết. Tối hậu, Diệp Thần Phong biết được tên này nhìn như là một trung niên nam nhân tên, nhưng thật ra là một 27-28 tuổi thanh niên, hắn ban đầu thực lực đã tới thiên cấp trung phẩm, bị Băng Vô Tươi Đẹp liên tục thải dương hơn nửa tháng. Hắn tự biến thành giá phó đức hạnh. Vừa nghĩ tới Băng Vô Tươi Đẹp và nhiều như vậy nam nhân đã làm vận động, thậm chí trước hoàn có nhiều hơn nam nhân, điều này làm cho Diệp Thần Phong ở trong thân thể thị một trận buồn nôn, cũng để cho hắn nhớ lại từ trước thôn vệ đế quốc M nước phân hội sở người phụ trách Angelina. Angelina thì chính mình trời sinh mi cốt thể chất, nàng có thể thông qua cùng nam nhân tố vận động, do đó lai hút nam bên trong cơ thể trinh nguyên. Cái đó và Băng Vô Tươi Đẹp thuộc về một có khác nhau chút nào, chỉ bất quá Băng Vô Tươi Đẹp loại này tà công càng thêm lợi hại một ít. Từ Băng Vô Tươi Đẹp khoảng chừng 30 tuổi niên kỷ linh, tự chính mình xé trời cảnh thực lực, bằng vào điểm này là có thể suy đoán ra cửa này tà công lợi hại. Hôm nay khi biết Băng Vô Tươi Đẹp chào hắn tới mục đích hậu, Diệp Thần Phong trong lòng thì hoàn toàn an tâm, từ vừa cái kia nhìn như thị trung niên nam nhân tên trong miệng. Hắn hoàn biết được giống nhau bị ngày đầu tiên chảo vào nam nhân, Băng Vô Tươi Đẹp kế tiếp nhất định sẽ và người đàn ông này tố vận động. Nam nữ đang làm vận động thời gian, nhất định là tối thả lỏng trinh dịch, huống hồ ở Băng Vô Tươi Đẹp trong mắt Diệp Thần Phong hay một không thể nhúc nhích người của. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng không muốn và Băng Vô Tươi Đẹp làm cái gì chó má vận động, sở dĩ hắn nhất định phải đang chuẩn bị tố vận động tiền, vội tới Băng Vô Tươi Đẹp một suất kỳ bất ý công kích. Tống Băng Vô Tươi Đẹp tới đất xuống phía dưới và Diêm Vương ra giao lưu trên giường kỹ xảo. Chương 766, cá cắn câu. Đối diện trong phòng giam Hạ Tử Ninh ở nghe xong về Băng Vô Tươi Đẹp chuyện tình hậu, trên mặt của nàng bò đầy đỏ bừng chi xè, hôm nay nàng và Diệp Thần Phong thị dê vào miệng cọp, trong thân thể liên một tia khí lực cũng không xử ra được, muốn thế nào mới có thể từ nơi này chạy đi. Diệp Thần Phong, người còn là nhanh lên nghĩ một chút biện pháp ba. Bằng không ngươi nhất định sẽ bị người nữ nhân này cấp hút khô, may là nàng đối với nữ nhân không có hứng thú. Hạ Tử Ninh quay Diệp Thần Phong nói rằng.
Diệp Thần Phong vẫn không trả lời, cái kia nhìn như thị trung niên nam nhân tên Tửu Hữu lên tiếng, hữu khí vô lực nói rằng, ai nói băng vô tươi đẹp đối với nữ nhân không có hứng thú. Vừa cân ở sau lưng nàng ba tỷ nữ, hay bị nàng cấp bắt trở lại, nghe nói ba người kia tỷ nữ từ trước thị đại hộ nhân gia tiểu thư ni. Đối diện trong phòng giam Hạ Tử Ninh nghe thế lần nói hậu, nàng bật người trở nên khẩn trương lên, hỏi, nàng đối với nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú. Cái kia nhìn như thị trung niên nam nhân tên, trong miệng khẽ thở dài, nói rằng, băng vô tươi đẹp không chỉ đối nam nhân cảm thấy hứng thú, hơn nữa nàng đối với nữ nhân cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng, vừa cân ở sau lưng nàng ba tỷ nữ, bị bắt tới nơi này thời gian nhưng tất cả đều là chưa nhân sự thiếu nữ ni. Các ngươi nhìn hiện tại ba người kia tỷ nữ bị điều giáo hơn sao nghe lời. Nếu như chúng ta nơi này nam nhân có ai có thể làm cho băng vô tươi đẹp vui vẻ nói, nàng hội ngoại lệ nhượng ba người kia tỷ nữ cũng thêm vào trong đó lai, cho nên nói chúng ta nơi này chừng 20 người đàn ông, ngoại trừ thưởng thức qua băng vô tươi đẹp thân thể bên ngoài, liền ba người kia tỷ nữ thân thể cũng thưởng thức qua. Cái này nhìn như thị trung niên nam nhân tên, nói trên mặt tự lộ ra nồng đậm khát vọng chi xè. Còn lại nam nhân trên mặt cũng đều lộ ra đồng dạng thần xè. Trong phòng giam giá chừng 20 người đàn ông, thấy Diệp Thần Phong trên mặt khẽ biến thần xè, một người trong đó thân thể phi sỉ yếu nam nhân, mở miệng nói rằng ta biết trong lòng ngươi mặt đang suy nghĩ gì. Nhưng là chúng ta bị trảo tới nơi này, mỗi ngày bị buộc chịu uống xong cái loại này dạ xè dịch thể, căn bản là không có khả năng sống rời đi nơi này, cùng với mỗi ngày giàu dĩ không vui, chẳng thật tốt hưởng thụ trong đó ni. Đến lúc đó người tựu sẽ minh bạch loại này cảm thụ, kỳ thực băng vô tươi đẹp công phu trên giường rất lợi hại, một ngày cho ngươi thưởng thức qua một lần, ngươi sẽ đối cái loại cảm giác này nghiện. Diệp Thần Phong trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, những nam nhân này đã hoàn toàn mất đi tự ái, bọn họ cam nguyện trở thành băng vô tươi đẹp nam nô, bọn họ thậm chí có ta hưởng thụ hiện tại cuộc sống như thế trạng thái, nhân một ngày ở nào đó trong hoàn cảnh ngây ngô lâu, bọn họ tựu sẽ từ từ tiếp thu hoàn cảnh này. Thẳng đến một mực rơi xuống phía dưới. Giá chừng 20 người đàn ông tự cấp Diệp Thần Phong đại khái tố thuật xong tình huống nơi này hậu, bọn họ đưa ánh mắt đều tập trung đến đối diện trong phòng giam Hạ Tử Ninh trên người, nhìn Hạ Tử Ninh tuyệt mỹ gương mặt của cùng với phong vận 10 phần vóc người, trong cổ họng bọn họ đều nuốt nước bọt, bọn họ biết chỉ cần ở băng vô tươi đẹp trước mặt biểu hiện tốt một chút, bọn họ rất nhanh thì có thể hưởng thụ được giá tuyệt xè mỹ nhân mùi vị. Hạ Tử Ninh ở nghe xong băng vô tươi đẹp ham lúc, nàng hữu cảm giác được từng đạo khát vọng ánh mắt, nàng trong lòng bây giờ mặt hoàn toàn không thể bình tĩnh, nàng không cách nào tưởng tượng thân thể của chính mình bị rất nhiều nam nhân cấp làm bẩn trang cảnh, nếu quả như thật có một ngày như vậy nói, nàng tình nguyện tuyển trạch tự sát kết thúc nhân sinh, thế nhưng trong lòng nàng còn có vị hoàn thành sự tình, nếu như tự chết như vậy nàng có mặt mũi nào tới đất xuống phía dưới kiến trong môn phái các vị trưởng bối. Huynh đệ, hảo hảo ở tại chỗ này hưởng thụ ba. Ta biết đối diện trong phòng giam có lẽ là nữ nhân của ngươi, bất quá, đến nơi này cũng không có ta ngươi chi phân, chỉ cần chúng ta có thể làm cho băng vô tươi đẹp hài lòng, nàng hội thỏa mãn chúng ta rất nhiều yêu cầu, thậm chí chúng ta khả dĩ chơi với nhau lộng băng vô tươi đẹp ba người kia tỷ nữ, sau đó đối diện trong phòng giam nữ nhân kia khẳng định cũng sẽ gia nhập vào trong đó tới cái kia nhìn như thị trung niên nam nhân tên an ủi Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, chúng ta yếu rời đi nơi này, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, bằng không ta tình nguyện đi tìm chết Hạ Tử Ninh tái cũng không cách nào khống chế tâm tình, liều mạng muốn từ dưới đất đứng lên, đáng tiếc trong thân thể nàng liên một tia lực lượng cũng không xử ra được. Diệp Thần Phong thấy Hạ Tử Ninh kinh hoàng vô cùng nhiết hậu, hắn vẫn không thể cú nói cho Hạ Tử Ninh, thân thể hắn kỳ thực không có bị xanh biếc xẻ dịch thể cấp ảnh hưởng đến, hắn chỉ có thể nhìn đối diện trong phòng giam Hạ Tử Ninh. Nói rằng, Hạ Tử Ninh, ngươi cho ta tính táo một chút, ngươi tin tưởng ta sao? Nếu như ngươi tin tưởng ta, như vậy ta nhất định sẽ lông tóc không hao tổn mang ngươi rời đi nơi này. Hạ Tử Ninh nghe được Diệp Thần Phong bảo chứng sau đó, nàng trong nháy mắt yên tĩnh lại, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn đối diện trong phòng giam Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi thực sự khả dĩ mang ta chạy ra ở đây? Diệp Thần Phong phi thường gian nan hơi na động thân thể một cái. Vừa cười vừa nói, ta Diệp Thần Phong chưa bao giờ phiến xỏa lý ngu đần nữ nhân, ta đã đáp ứng yếu cùng đi với ngươi các ngươi môn phái giấu bảo địa, ta tự nhất định sẽ đổi tiền mặt lời hứa của ta. Huynh đệ, ngươi cũng không cần hống phiến nữ nhân của ngươi,
ngươi có thể từ nơi này chạy đi. Chúng ta vừa mới bắt đầu cũng giống như ngươi tìm cách, ngươi nhìn ta một chút môn hôm nay là dạng gì tử. Cái kia nhìn như thị trung niên nam nhân tên, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong liên thân thể hơi hoạt động cũng hầu như làm không được, trên mặt của hắn lộ ra giễu cợt thần xe. Mà giữa lúc này, Băng Vô Tươi Đẹp ba tỷ nữ đi đến, đầu tiên mở ra Diệp Thần Phong bên này nhà tù môn, trong đó hai người tỷ nữ đỡ toàn thân vô lực Diệp Thần Phong đi ra, sau đó, các nàng lại mở ra Hạ Tử Ninh bên này nhà tù môn, người cuối cùng tỷ nữ đỡ Hạ Tử Ninh từ trong phòng giam đi ra, Hạ Tử Ninh nguyên vốn còn muốn yếu phản kháng, nhưng thị phản kháng của nàng hầu như không được bất kỳ tác dụng gì. Giá ba tỷ nữ đỡ Diệp Thần Phong và Hạ Tử Ninh một đường đi về phía trước, Diệp Thần Phong quan sát đến chung quanh sự vật, hắn phát hiện bọn họ hẳn là ở một chỗ bị mở đi ra ngoài trong sơn động, bởi vì bốn phía toàn bộ đều là thạch bích. Rất nhanh, ba gã tỷ nữ đỡ Diệp Thần Phong và Hạ Tử Ninh đi vào nhất gian thạch thất bên trong, giá gian thạch thất bên trong trang sức vô cùng trang nhã, hơn nữa không gian lớn vô cùng, ở chính trong yang để hé ra phấn hồng xè giường lớn, ở sàng hai bên trái phải có một cái bàn và kỳ cái ghế. Mà trên người chỉ mặc một phấn hồng xẻ cái yếm băng vô tươi đẹp, nàng quyến rũ nằm nghiêng ở tại trên giường, thấy Diệp Thần Phong và Hạ Tử Ninh bị đỡ đi vào thạch thất trong hậu, nàng quay ba gã tỷ nữ phân phó nói, tương nữ nhân đỡ đi ở ghế trên, tương nam phủ đáo trên giường của ta lai, sau đó, các ngươi đều có thể lui xuống. Ba gã tỷ nữ ở làm xong băng vô tươi đẹp chuyện phân phó hậu, các nàng rất cung kính lui ra ngoài, đồng thời băng băng vô tươi đẹp tương thạch thất môn đóng lại. Băng vô tươi đẹp nhìn nằm ở nàng bên cạnh vô pháp nhúc nhích Diệp Thần Phong, nàng cẩn thận nhìn Diệp Thần Phong gương mặt của, vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi hoàn mang mặt nạ ra người. Nhưng ta tới thăm ngươi một chút đích thực thực niết. Băng vô tươi đẹp vươn ngọc thủ tương Diệp Thần Phong trên mặt nạ ra người cấp tê xuống tới, vì vậy Diệp Thần Phong đường viền phân minh, thập phần gương mặt đẹp trai nhất thời trình hiện tại băng vô tươi đẹp trước mặt của. Điều này làm cho băng vô tươi đẹp nụ cười trên mặt thì càng thêm quyến rũ, niết vô cùng tuấn tú, là ta thích loại hình, ta thật là có ta luyến tiếc ở trên người ngươi luyện công. Bất quá, ta đối trong thân thể ngươi năng lượng cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta vui vẻ, đợi ta có thể giúp ngươi khôi phục một ít lực lượng trong cơ thể, cho ngươi không riêng hưởng thụ cơ thể của ta, hoàn hưởng thụ thân thể của hắn, ngươi thấy thế nào? Băng vô tươi đẹp vuốt ve Diệp Thần Phong gương mặt của. Ngón tay chỉ vào ngồi ở trên ghế Hạ Tử Ninh. Một luồng lũ hương khí xông vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi, có thể dùng hắn hô hấp hơi dồn dập, hắn không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính nữ nhân trước mắt này thì Hắc Mộc Nhĩ, hắn có đúng không Hắc Mộc Nhĩ một chút hứng thú cũng không có. Diệp Thần Phong trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong ánh mắt nhưng biểu hiện ra lau một cái khát vọng chia sẻ, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm băng vô tươi đẹp ăn mặc phần yếm đỏ ngực. Phi thường rõ ràng nuốt nước miếng một cái, nói rằng ta đối với ngươi không có hứng thú. Băng vô tươi đẹp thấy Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm nàng ngực khát vọng, cùng với cảm giác được Diệp Thần Phong nuốt tiếng nuốt nước miếng, nàng cười duyên nói tiểu đi đi, ngươi thật đúng là cú khả ái, tiểu ánh mắt của ngươi đều bán đứng ngươi rồi, có muốn nhìn một chút hay không tỉ tỉ ngực đại thỏ. Diệp Thần Phong tương hô hấp xuyễn đắc càng ngày càng lợi hại, hỏi có đúng hay không ta phối hợp ngươi. Ngươi chân có thể làm cho ta cùng nhau hưởng thụ thân thể của ngươi và thân thể của hắn. Diệp Thần Phong bởi thân thể vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể dùng mắt liếc một cái Hạ Tử Ninh vị trí. Thấy Diệp Thần Phong khuất phục, băng vô tươi đẹp vừa cười vừa nói, đây là đương nhiên, tỷ tỷ ta sẽ nhường ngươi tốt nhất hưởng thụ. Diệp Thần Phong sở dĩ biểu hiện như vậy khó có thể khống chế mình khát vọng, vì hay những băng vô tươi đẹp buông đối với hắn chinh dịch, lúc này con cá bắt đầu chậm rãi mắc câu. Không sai biệt lắm cai đáo Diệp Thần Phong thu hoạch lúc. Mà một bên Hạ Tử Ninh đang nghe Diệp Thần Phong nói hậu, nàng tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, hữu khí vô lực quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, người một vương bát đản, ta thì là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 767, mạo hiểm đánh chết. Giữa lúc Hạ Tử Ninh muốn cắn lưỡi tự sát thời gian, nằm ở trên giường Diệp Thần Phong ngực thầm mắng ngu ngốc nữ nhân. Hắn không thể trơ mắt nhìn Hạ Tử Dẫu có chết ở trước mặt của hắn, trong cơ thể tận lực ẩn núp linh hồn lực yếu vận chuyển lúc thức dậy, chỉ thấy băng vô tươi đẹp so với hắn canh tăng nhanh một, thân ảnh của nàng trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Tử Ninh trước mặt của, ngón tay điểm trúng Hạ Tử Ninh trên cổ một huyệt vị, có thể dùng Hạ Tử Ninh đầu vô pháp nhúc nhích một chút,
liên đới Hạ Tử Ninh trong miệng hàm răng cũng vô pháp nhai động. Thấy như vậy một màn, Diệp Thần Phong bật người lại đem linh hồn lực cấp thu liếm, trong lòng nặng nề thở ra một cái khí, dù sao băng vô tươi đẹp thì xé trời cảnh cao thủ, hiện nay dĩ Diệp Thần Phong thực lực và xé trời cảnh cao thủ quyết đấu, phần thắng hầu như là số 0, chỉ có xuất kỳ bất ý một kích mới có thể có nắm chắc tương băng vô tươi đẹp giết đi. Ngươi cũng không thể cú tự sát, vừa nhìn ngươi tự còn chưa trải qua nhân sự, đã biết hưởng thụ cái loại này tư vị, ngươi sẽ luyến tiếc đã chết. Băng vô tươi đẹp cười vuốt ve một chút Hạ Tử Ninh gò má của nói rằng. Đầu không thể nhúc nhích, trong miệng không thể nói chuyện Hạ Tử Ninh, vẻ đẹp của nàng mâu hung hăng trừng mắt nằm ở trên giường Diệp Thần Phong, ở của nàng giá một đôi trong con ngươi xinh đẹp ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có nồng đậm thất vọng chi xè. Nguyên bản nàng cho rằng Diệp Thần Phong tuy rằng vô sỉ một ít, nhưng coi như thì một người tốt, khuy nàng vừa ở trong phòng giam thời gian, hoàn tin tưởng hỗn đản này nói, Diệp Thần Phong hỗn đản này dĩ nhiên là như thế một xúc sinh. Băng vô tươi đẹp ở điểm chúng Hạ Tử Ninh huyệt vị hậu, nàng lần nữa trở lại trên giường, nhìn vô pháp nhúc nhích Diệp Thần Phong, nói rằng, đến đây đi. Tuy rằng ngươi toàn thân sử không ra lực lượng lai, nhưng là của ngươi nửa người dưới nơi nào sẽ không mềm yếu vô lực. Băng vô tươi đẹp thương Diệp Thần Phong y phục và quần cởi bỏ, nhượng Diệp Thần Phong trên người chỉ còn lại có nhất cái quần lót, do đó băng vô tươi đẹp còn đang Diệp Thần Phong trong quần áo mặt tìm được rồi một châm cứu túi. Thương châm cứu túi ném tới dưới giường mặt khứ, hỏi tiểu đệ đệ, nguyên lai ngươi còn có thể châm cứu cao, không biết ngươi phía dưới đại châm có đúng hay không, rất lợi hại ni. Nói, băng vô tương trên người chỉ còn lại nhất kiện phấn hồng xẻ cái yếm cưỡi xuống. Ngực hai luồng sáng choang bật người trình hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt của, thân thể từ từ tới gần Diệp Thần Phong, nói rằng tiểu đệ đệ, người lập tức thì sẽ biết cái gì tài khiếu vui vẻ. Diệp Thần Phong trong cổ họng liều mạng nuốt nước bọt, trên mặt khát vọng chia sẻ càng ngày càng nồng đậm, ngồi ở cách đó không xa Hạ Tử Ninh, bởi nàng bị điểm trúng huyệt vị, sở dĩ đầu của nàng không thể chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn khó coi hình ảnh gần phát sinh, nàng ở trong lòng âm thầm mắng, Diệp Thần Phong. Ta chúc ngươi tử ở người nữ nhân này trên bụng, liên loại nữ nhân này ngươi đều bụng đói ăn quàng, ngươi quả thực cấp đàn ông các ngươi mất mặt. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi hô hấp càng ngày càng ồ ồ, thanh âm có chút gấp, có thể hay không gần chút nữa một điểm. Băng vô tươi đẹp thấy Diệp Thần Phong cấp thiết biểu tình, cười duyên nói, hảo, tỷ tỷ bả hai đại thỏ đặt ở mặt của ngươi thượng, những ngươi tốt nhất cảm giác cảm giác. Băng vô tươi đẹp ngực từ từ áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Thấy như vậy một màn lúc, Diệp Thần Phong trong lòng một trận cười nhạt, bàn tay phải của hắn chung có lau một cái sáng chi xè, là một cây dài chừng mũ cm tả hữu ngân châm, hắn đã sớm vì đánh chết băng vô tươi đẹp chuẩn bị sẵn sàng. Đường băng vô tươi đẹp ngực ly Diệp Thần Phong gò má của càng ngày càng gần thời gian, Diệp Thần Phong trong cơ thể trong lúc bất chợt bạo phát ra thập cấp đỉnh linh hồn lực, tay phải trong bàn tay ngân châm mạnh hướng phía băng vô tươi đẹp cổ của đâm vào. Đột như kỳ lai tất cả, có thể dùng băng vô tươi đẹp bản năng chậm chạp một chút, nguyên bản nàng chuẩn bị muốn hòa Diệp Thần Phong tố vận động, ai biết Diệp Thần Phong hội đột nhiên bạo khởi. Diệp Thần Phong đều không phải uống xanh biết xè dịch thể, trong cơ thể liên một tia lực lượng cũng không sử ra được sao. Ở băng vô tươi đẹp mới vừa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, muốn tránh né Diệp Thần Phong châm này thời gian, đáng tiếc tất cả đã là quá muộn, Diệp Thần Phong để đợi một kích này. Trong lòng của hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, nói cách khác hắn một kích này phát huy ra hắn tốc độ nhanh nhất. Mà băng vô tươi đẹp bởi trong thời gian ngắn ngây người, cái cổ hữu là phi thường yếu ớt địa phương, Diệp Thần Phong trong tay một cây ngân châm trực tiếp đánh vào băng vô tươi đẹp cổ của Lý, có thể dùng băng vô tươi đẹp trên cổ của bật người xuất hiện một hồng xè tiểu huyết lỗ. Phanh! Nhưng băng vô tươi đẹp giàu gì cũng là xé trời cảnh cao thủ. Ở Diệp Thần Phong ngân châm trong tay không có vào cổ của nàng Lý thì, bàn tay nàng mạnh vỗ vào Diệp Thần Phong ngực, thân thể nhất thời nhảy xuống giường, đôi mắt đẹp kinh nghi bất định rất xa trừng mắt Diệp Thần Phong. Phốc, ngực thừa nhận rồi băng vô tươi đẹp một trường hậu, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm thấy đầu khớp xương bị băng vô tươi đẹp cấp phách nát thật nhiều cây, phốc. Một tiếng, trong miệng không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi lai, tùy ý lau mép một cái vết máu. Cầm quần áo và quần mặc xong, ở ngân châm không có vào băng vô tươi đẹp cổ của Lý Hậu, hắn là hoàn toàn yên tâm, bởi vì băng vô tươi đẹp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đứng ở cách đó không xa băng vô tươi đẹp, hầu miệng đau đớn không gì sánh được,
lỗ mũi và trong miệng hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng biết mình tăng lên nữa trong cơ thể chân kính lực nói, nàng có thể sẽ bật người bị mất mạng, cho dù không tăng lên nữa chân kính lực, nàng tối đa cũng chỉ có thể cố kéo dài hơi tàn sống nhất lưỡng phút. Diệp Thần Phong vừa nhất châm nhưng cũng không phổ thông, hắn ở ngân châm trung rót vào linh hồn lực, hiện tại ngân châm không có vào băng vô tươi đẹp cổ của Lý, ngân châm trung linh hồn lực hẳn là phóng thích ra ngoài, đang ở tùy ý phá hư băng vô tươi đẹp trong cổ huyết quản ni. Ngươi! Phốc! Vừa mới cương nói ra một chữ, băng vô tươi đẹp trong miệng tự mạnh phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng chế chứ thân khó chịu trong người, hỏi, ngươi thế nào vẫn có thể nhúc nhích? Diệp Thần Phong chịu đựng ngực xương vỡ vụn đau đớn, tùy ý nhún vai, nói rằng, ta thế nào thì không thể cú nhúc nhích. Ngươi nghĩ rằng ta nghe thấy được trên người ngươi mê hương, ta tự thực sự hội đã hôn mê sao? Ngươi nghĩ rằng ta uống cái loại này xanh biếc xè dịch thể, ta tự thực sự hội trong cơ thể sử không ra chút nào lực lượng tới sao? Ngươi là xé trời cảnh cao thủ, chính diện đối chiến ta cây bản không phải là đối thủ của ngươi, huống hồ ta còn mang theo cái này xỏa nàng, muốn từ thủ hạ của ngươi chạy trốn căn bản cũng không thái khả năng, sở dĩ ta lúc đó tự tương kế tự kế, vì hay đợi một cơ hội thích hợp, tống ngươi đi và Diêm Vương ra tâm sự. Diệp Thần Phong tùy ý cười cười lúc, tiếp tục nói, ta nghĩ Diêm Vương gia nhất định sẽ rất thích ngươi, ta nghe nói của ngươi trên giường kỹ thuật không sai ni. Ở nghe xong Diệp Thần Phong lần này tự thuật sau đó, băng vô tươi đẹp trong cơ thể thì một trận huyết khí dâng lên, nguyên bản nàng bả Diệp Thần Phong cho rằng con mồi, mà không biết ở nàng tương Diệp Thần Phong đái lúc trở lại, nàng tự từng bước một đi vào, Diệp Thần Phong bố trí xong trong bẫy dập mặt. Ho khan một cái khái, một trận ho sặc sụa, tiên huyết không ngừng từ băng vô tươi đẹp trong miệng phún ra ngoài, vẻ đẹp của nàng trong con ngươi tràn đầy không cam lòng, tưởng nàng đường đường xé trời cảnh cao thủ, dĩ nhiên sẽ chết như vậy biệt khuất. Như vậy không minh bạch. Nhưng cho dù băng vô tươi đẹp có nhiều hơn nữa không cam lòng, nàng cũng cảm giác được trong cơ thể nàng sinh cơ ở cấp tốc trôi qua, trong miệng và trong miệng hô hấp càng ngày càng gấp rút, thẳng đến một cái thời khắc, của nàng hô hấp hơi ngừng, nàng cả người từ từ đảo hướng về phía mặt đất. Một bên ngồi ở trên ghế Hạ Tử Ninh, nàng là hoàn toàn dại ra ở, nguyên bản nàng cho rằng Diệp Thần Phong muốn hòa băng vô tươi đẹp trình diễn cẩu thả một màn, nhưng tối hậu Diệp Thần Phong lại đột nhiên đang lúc xuất thủ, tương băng vô tươi đẹp đưa vào chỗ chết, buồn cười thì, nàng mới vừa rồi còn ở trong lòng vẫn mắng Diệp Thần Phong, trong lòng đối Diệp Thần Phong sinh ra không nhỏ hổ thẹn. Diệp Thần Phong đi tới Hạ Tử Ninh bên cạnh, tương Hạ Tử Ninh trên cổ huyệt đạo giải khai, mắng, ngươi một xỏa nàng, ngươi quên ta ở trong phòng giam nói qua với ngươi lời của. Ta cho ngươi phải tin tưởng ta, nhưng kết quả ngươi mình làm cái gì? Ngươi thiếu chút nữa phá hủy kế hoạch của ta. Hạ Tử Ninh biết mình đối lý trước đây, nàng cổ chứ tát vào mồm không nói, đợi bán ngày sau, nàng mới lên tiếng, xin lỗi. Nhớ kiếm sau đó không nên làm tiếp ngu ngốc như vậy chuyện tình là được. Ta Diệp Thần Phong từ không dễ dàng làm ra hứa hẹn, một ngày làm ra hứa hẹn tự tuyệt đối sẽ tuân thủ. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng. Hạ Tử Ninh nghe Diệp Thần Phong lời nói này, trong lòng nàng đột nhiên có loại đặc thù tư vị, noãn rung rung, để cho nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Chương 768, kỳ lạ bộ pháp, trăm năm thuốc trì. Trong thạch thất trong lúc bất chợt trở nên yên tĩnh lại, băng vô tươi đẹp thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất thượng, Diệp Thần Phong ngồi ở Hạ Tử Ninh bên cạnh, ở đã trải qua băng vô tươi đẹp chuyện này lúc, Diệp Thần Phong mới biết được hiện tại thực lực của hắn quá yếu, liên phá thiên cảnh cao thủ đều đánh không lại, cứ như vậy rậm rạp chàng đụng trà trộn vào Thiên Sơn Môn, có thể quá mức nguy hiểm một ít. Dù sao Thiên Sơn Môn là một tam nhóm thế lực, kỳ trong môn phái tối thiểu có 5 tên xé trời cảnh cao thủ, 10 tên tiên thiên cảnh cao thủ và 50 danh thiên cấp thượng phẩm cao thủ. Hiện nay Diệp Thần Phong nhất định phải tương thực lực để thăng tới và xé trời cảnh cao thủ ngang hàng, như vậy lẫn vào Thiên Sơn phía sau cửa, một khi bị Thiên Sơn môn người của phát hiện không thích hợp, hắn cũng có thể an toàn đào tẩu nắm chặt. Một bên Hạ Tử Ninh khi nhìn đến Diệp Thần Phong trong lúc bất chợt rơi vào trầm tư, tả đẳng hữu đẳng đều đợi không được Diệp Thần Phong mở miệng. Vì vậy nàng chỉ có thể đánh trước phá trước mắt trầm mặc, Diệp Thần Phong, ngươi có đúng hay không tiên giúp ta tìm được giải dược. Hiện tại trong thân thể ta liên một tia lý tới cũng không xử ra được. Kinh qua Hạ Tử Ninh như thế vừa đề tỉnh, Diệp Thần Phong lúc này mới hồi quá liễu thần lai, ánh mắt ở trong phòng quét mắt một vòng lúc,
như ngừng lại trương phấn hồng xè trên giường lớn. Diệp Thần Phong đi tới phấn hồng xè giường lớn tiền, tương điếm ở chăn trên giường toàn bộ vén rớt, lộ ra tông hạt xè tấm ván gỗ, ngón tay không ngừng gõ vào tấm ván gỗ thượng, thẳng đến gõ đến rồi cuối giường một vị trí, ngón tay và tấm ván gỗ đánh thanh âm của trong lúc bất chợt phát xanh biến hóa, vì vậy trên mặt hắn lộ ra lau một cái dáng tươi cười. Diệp Thần Phong lần thứ hai thử đánh cái vị trí kia hai ba cái lúc, hắn phát hiện nhất miếng nhỏ địa phương tấm ván gỗ khả dĩ vãng hai bên trái phải rời, ở tương tấm ván gỗ rời lúc, bên trong là một hình lập phương không gian, bày đặt một ít chai chai lọ lọ và lưỡng bản bí tịch. Diệp Thần Phong không có bật người khứ nghiên cứu lưỡng bản bí tịch, mà là đang những chai chai lọ lọ trung bang Hạ Tử Ninh tìm giải dược, may mắn là Diệp Thần Phong đối y thuật vẫn có chút tinh thông. Rất nhanh tại đây ta chai chai lọ lọ chung lấy ra một xanh biếc xẻ cái chai, xanh biếc xẻ trong bình mặt gửi là một loại bạch xẻ dược hoàn, căn cứ hắn luôn mãi phán đoán, đây chính là nhượng Hạ Tử Ninh sự khôi phục sức khỏe lượng giải dược. Diệp Thần Phong từ trong bình mặt đổ ra một viên bạch xẻ dược hoàn, đi tới Hạ Tử Ninh trước mặt của, nói rằng, bà tát vào mồm mở, ta tìm được giải dược. Hạ Tử Ninh phi thường muốn nói ta tự mình tới. Thế nhưng nàng liên giơ tay lên lực lượng cũng không có, vì vậy chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt, trái lại thính Diệp Thần Phong nói, chậm rãi trương khai nàng béo mập môi đỏ mọng. Diệp Thần Phong tắc không có miên man suy nghĩ cái gì, trực tiếp tương bạch xè dược hoàn cấp bỏ vào Hạ Tử Ninh trong miệng, Hạ Tử Ninh ở tương bạch xè dược hoàn ăn trong bụng hậu, ở thân thể của hắn nội bật người tạo thành nhất dòng nước ấm, theo giá dòng nước ấm ở trong thân thể nàng chung quanh tán loạn. Của nàng tứ chi từ từ sự khôi phục sức khỏe lượng. Khi nhìn đến Hạ Tử Ninh khôi phục lúc, Diệp Thần Phong lần thứ hai đi tới bên giường, tương ám cách bên trong lưỡng bản bí tịch lấy ra, chỉ thấy đệ nhất bản bí tịch tên là Thải Dương Điển Tịch. Diệp Thần Phong tùy tiện lật xem một chút quyển bí tịch này lúc, hắn phát hiện quyển bí tịch này phải là băng vô tươi đẹp công pháp tu luyện, môn công pháp này thì giáo nữ nhân làm sao đi qua Thải Dương nhắc tới thăng thực lực, một ngày tu luyện môn công pháp này lúc. Bình thời là không thể nhìn thấy ánh mặt trời, trừ phi tự thân thực lực đạt tới xé trời đỉnh. Mà căn cứ vào băng vô tươi đẹp giao thủ ngắn ngủi, Diệp Thần Phong biết băng vô tươi đẹp nhiều lắm bị vây xé trời lúc đầu trình tự. Ở trên trời tinh thành nhanh nhẹn linh hoạt các lão bản Lý Phí Tài trong miệng lấy được một tin tức, gần nhất 2 năm có rất nhiều nam cổ vũ tu luyện giả không giải thích được tiêu thất, chuyện này hung thủ sau màn khẳng định hay băng vô tươi đẹp. Diệp Thần Phong tương Thải Dương Điển Tịch ném tới một bên, thấy cuốn thứ hai bí tịch tên là Gió Bảo Bộ Pháp, căn cứ tên phán đoán, quyển này Gió Bảo Bộ Pháp chắc là đề cao tốc độ. Hạ Tử Ninh trong cơ thể đang khôi phục, lực lượng hậu, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong ở lật xem lưỡng bản bí tịch, vì vậy nàng tò mò đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, vừa lúc Diệp Thần Phong vừa dự định lật xem quyển này Gió Bảo Bộ Pháp. Hạ Tử Ninh khi nhìn đến Gió Bảo Bộ Pháp hậu, của nàng hô hấp dừng lại hai cái. Nói rằng, dĩ nhiên là Gió Bảo Bộ Pháp. Gió Bảo Bộ Pháp làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Băng vô tươi đẹp làm sao có thể hội chính mình Gió Bảo Bộ Pháp? Nghe được Hạ Tử Ninh trong giọng nói kinh ngạc hậu, Diệp Thần Phong ngẩng đầu, hỏi, giá Gió Bảo Bộ Pháp rất rất giỏi sao? Hạ Tử Ninh gật đầu, nói rằng, đơn giản và ngươi giải thích một chút ba. Ngươi đều không phải tu luyện huyền thiên môn huyền thiên bộ pháp sao? Giá Gió Bảo Bộ Pháp và Huyền Thiên Bộ Pháp thì một loại hình, chỉ bất quá Gió Bảo Bộ Pháp nếu so với Huyền Thiên Bộ Pháp cao minh nhiều lắm, hơn nữa nếu như ngươi có thể tương Gió Bảo Bộ Pháp tu luyện tới cực hạn, gặp phải đồng nhất tầng thứ đối thủ, ngươi có thể bằng vào tốc độ thuấn miểu đối phương. Giá Gió Bảo Bộ Pháp có xấu như vậy bê, Diệp Thần Phong bắt đầu tâm động. Hạ Tử Ninh còn nói thêm, ta không cần thiết lừa ngươi. Có người nói giá Gió Bảo Bộ Pháp thì ngũ lục trăm năm tiền ở đỉnh cấp thế lực bên này xuất hiện, lúc đó tu luyện giá Gió Bảo Bộ Pháp người của, cơ hồ là quét ngang và hắn cùng tầng thứ cao thủ, hơn nữa hắn vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến, khiến cho rất nhiều cao thủ liên hợp lại đuổi giết hắn. Sau lại, cái này tu luyện Gió Bảo Bộ Pháp cao thủ, đột nhiên ở cổ vũ giới tiêu thất, liên đới Gió Bảo Bộ Pháp môn công phu này cũng cùng nhau tiêu thất, đây là ta trước đây ở môn phái Tàng Kinh Các trong điển tịch thấy. Nghe được Hạ Tử Ninh giải thích cặn kẽ lúc, Diệp Thần Phong thì một trận kinh hãi, theo lý mà nói băng vô tươi đẹp cũng là tu luyện qua Gió Bảo Bộ Pháp người của, may mắn là vừa băng vô tươi đẹp ở trên giường, nàng vô pháp bật người thi triển ra Gió Bảo Bộ Pháp lai. Nếu như băng vô tươi đẹp thì đứng trên mặt đất,
Diệp Thần Phong như cũ áp dụng vừa cái loại này đánh lén thủ đoạn nói, có thể băng vô tươi đẹp có thể phi xí thùng né tránh cũng không nhất định. Cũng không biết ta có thể hay không cú tu luyện loại này bộ pháp. Ta ngay cả huyền thiên bộ pháp đều có thể cú tu luyện, giá gió bảo bộ pháp vậy cũng có thể tu luyện ba. Diệp Thần Phong ở trong lòng thầm nghĩ. Dù sao giá gió bảo bộ pháp đối với bây giờ Diệp Thần Phong mà nói quá trọng yếu, trước không nói tương gió bảo bộ pháp luyện đến mức tận cùng lúc, có thể thuấn miểu cùng đẳng cấp đối thủ, bằng vào giá gió bảo bộ pháp tốc độ, đây tuyệt đối là trốn chạy lợi khí a. Diệp Thần Phong, người tiên không cần vội và khán quyển bí tịch này, chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước ba. Hạ Tử Ninh thấy Diệp Thần Phong còn muốn lật xem gió bảo bộ pháp, nàng nhìn không được mở miệng nói rằng. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, Hạ Tử Ninh, người yên tâm đi, sẽ không tái có chuyện gì, liên băng vô tươi đẹp đều bị chúng ta giải quyết, ở chỗ này còn có ai có thể uy hiếp được chúng ta. Băng vô tươi đẹp ba người kia tỷ nữ, thực lực trích bị vây hoàng giai tầng thứ tột cùng, liên ngươi đều có thể cú bãi bình các nàng ba. Nếu như ngươi thực sự không yên lòng nói, ta cùng ngươi đi trước tương ba người kia tỷ nữ bắt, ta trước phải nghiên cứu giá gió bảo bộ pháp. Như vậy chờ lẫn vào thiên sơn môn, trong tay ta mặt là hơn một lá bài tẩy. Diệp Thần Phong nói rằng. Kiến Diệp Thần Phong đều nói như vậy, huống hồ Hạ Tử Ninh cũng hiểu được Diệp Thần Phong nói phi thường có đạo lý, cho nên bọn họ hai người đi trước ra thạch thất, tường băng vô tươi đẹp ba tỷ nữ cấp đả ngất đi, sau đó dùng sợi dây cấp trói lại. Diệp Thần Phong và Hạ Tử Ninh cũng ngồi cơ hội này đại khái tìm tòi một chút tình huống chung quanh. Tối hậu Diệp Thần Phong phát hiện bọn họ quả nhiên là ở một chỗ mở đi ra ngoài bên trong sơn động, bất quá sơn động cửa bình thường bị nhất khối đá lớn cấp phong bế ở, hơn nữa ở cái động khẩu còn có xanh cây cối che chứ, sở dĩ người bình thường căn bản khó có thể phát hiện chỗ này sơn động. Ở xử lý xong việc này hậu, Diệp Thần Phong và Hạ Tử Ninh lần thứ hai về tới trong thạch thất, đương nhiên băng vô tươi đẹp thi thể đã bị dọn dẹp ra thạch thất. Diệp Thần Phong ngồi ở ghế trên bắt đầu nhận thức thật cẩn thận lật xem gió bảo bộ pháp. Khoảng chừng lưỡng mấy giờ hậu, Diệp Thần Phong tương gió bảo bộ pháp toàn bộ cấp xem xong rồi, hắn tương bí tịch đặt ở trên bàn, thân thể hắn từ trên ghế đứng lên, một bên Hạ Tử Ninh nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, nghĩ thầm, lẽ nào hắn yếu thi triển gió bảo bộ pháp? Hắn mới nhìn bao lâu thời gian, hắn là có thể tương gió bảo bộ pháp thi triển ra. Ở Hạ Tử Ninh trong lòng âm thầm nghi ngờ thời gian, Diệp Thần Phong trong cơ thể bắt đầu vận chuyển gió bảo bộ pháp khẩu quyết. Theo khẩu quyết vận chuyển, Diệp Thần Phong phát hiện trong cơ thể hắn linh hồn lực lưu động phát sinh cải biến. Điều này làm cho trong lòng của hắn thoáng thở dài một hơi, xem ra hắn là có thể tu luyện giá gió bảo bộ pháp. Trong cơ thể linh hồn lực theo khẩu quyết bắt đầu đại quy mô cải biến lưu động phương hướng rồi. Một phút đồng hồ, lưỡng phút, ba phần chung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác dưới bàn chân nóng lợi hại, hình như yếu bốc cháy lên như nhau, ngay sau đó, siêu. Một tiếng, Diệp Thần Phong thân thể trong lúc bất chợt mất đi khống chế, tốc độ bị bình thường mau ra có sắp tới gấp đôi, thân thể bay thẳng đến phấn xẻ đại phía sau giường tường đụng tới. Trong tưởng tượng tiếng đánh không có phát sinh, chỉ thấy phấn xẻ đại phía sau giường trên vách tường có một cánh cửa ngầm. Diệp Thần Phong trực tiếp tràng vào ám bên trong cửa. Khi tiến vào cửa ngầm hậu, Diệp Thần Phong tài đúng lúc đình chỉ gió bảo bộ pháp, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một bên trong căn phòng nhỏ, ở trước mặt hắn có một hình vuông ao nhỏ, ở ao nhỏ phía sau trên vách tường, rồng bay phượng múa viết hai chữ, thuốc trì. Chương 769, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong thật không nghĩ tới này trong nhà đá lại vẫn có động thiên khác. Đen kịt hai con mắt đánh giá trước mặt gian phòng nhỏ này, chỉ thấy trên vách tường khảm nạm từng khối phát sáng tảng đá, đúng là đem cả phòng chiếu trong suốt cực kỳ. Gian phòng nhỏ này bốn phía cũng không có cái gì chỗ đặc thù, liền Diệp Thần Phong đưa mắt tập trung đến trước mặt ao nhỏ bên trong, cái ao nhỏ này bên trong là chứa đầy một loại mặc màu đen chất lỏng, thông qua phi thường nhạy cảm năng lực nhận biết, Diệp Thần Phong từ ao bên trong mặc màu đen chất lỏng bên trong. Cảm giác được một trận lại một trận sóng năng lượng. Diệp Thần Phong, đây là địa phương nào? Hạ Tử Ninh đang nhìn đến Diệp Thần Phong đánh bậy đánh bạ mở ra trong thạch thất cửa ngầm sau, nàng sau đó cũng theo sát đi vào. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai? Bất quá, này ao bên trong mặc màu đen chất lỏng khẳng định là thứ tốt,
Nghe được Diệp Thần Phong vô cùng chắc chắc trả lời, Hạ Tử Ninh cũng bắt đầu quan sát bốn phía, nàng đầu tiên bị ao nhỏ sau lưng vách tường hấp dẫn, mặt trên ngoại trừ rồng bay phượng múa viết dược trì này hai chữ lớn sau, lúc ẩn lúc hiện còn giống như có lít nha lít nhít chữ nhỏ. Diệp Thần Phong, ao sau lưng trên vách tường có ghi nhỏ vô cùng kiểu chữ, chúng ta qua xem một chút. Hạ Tử Ninh hướng về ao nhỏ sau lưng vách tường đi tới. Vừa nãy Diệp Thần Phong chỉ là qua loa đánh giá một lần gian phòng hoàn cảnh, hắn cũng thật sự không có chú ý trên vách tường vẫn còn có chữ nhỏ, liền cùng Hạ Tử Ninh cùng đi đến bức tường kia vách tường trước. Trên vách tường chữ nhỏ là ghi chép liên quan với mặc màu đen chất lỏng tương nói rõ giúp cùng tác dụng. Cái ao nhỏ này bên trong mặc màu đen chất lỏng, chính là do hơn trăm loại quý giá dược liệu bố trí đi ra một loại tăng cao thực lực nước thuốc. Theo gửi thời gian càng dài, loại này chất lỏng dược lực sẽ càng lớn, căn cứ trên vách tường chữ nhỏ ghi chép niên đại. Cái này dược chỉ khoảng cách bây giờ có chừng gần như 100 năm. Ở xem xong trên vách tường chữ nhỏ sau, Diệp Thần Phong trong lòng là một trận mừng rỡ, bây giờ hắn đang lo hẳn là phải như thế nào tăng cao thực lực đây. Hắn hiện tại còn căn bản không sợ tới vương cấp linh hồn lực một bên, trong cơ thể hắn có loại cảm giác vô cùng kỳ quái, thật giống ở đến cấp 10 đỉnh cao linh hồn lực sau, đối với hắn mà nói đã là leo lên đỉnh cao. Có thể hiện tại Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt một cái trăm năm dược trì, hơn nữa thuốc này chỉ tác dụng là tăng cao thực lực. Tuy rằng linh hồn của hắn lực cùng chân kinh lực lượng không giống nhau, thế nhưng hắn tin tưởng này trăm năm dược trì khẳng định đối với thân thể của hắn cũng có tác dụng. Diệp Thần Phong vừa bắt đầu cởi quần áo, vừa hướng bên cạnh Hạ Tử Ninh. Nói rằng, ta hiện tại muốn phao một cái táo, nếu như ngươi không ngại, ngươi cũng có thể ta cùng đồng thời. Hạ Tử Ninh đôi mắt đẹp chừng một chút Diệp Thần Phong, mắng, đồ lưu manh. Mắng xong câu này sau khi, Hạ Tử Ninh liền đi ra gian phòng nhỏ này. Căn cứ trên vách tường văn tự ghi chép, cái này dược chỉ hẳn là với thân thể người không có thương tổn. Vì lẽ đó Hạ Tử Ninh cũng không có ngăn cản Diệp Thần Phong tiến vào dược trì phao táo. Diệp Thần Phong đem trên người thoát đến chỉ còn dư lại một cái quần lót, bởi khả năng cởi quần áo phạm vi quá to lớn, lôi kéo đến ngực gãy vỡ xương, làm cho cổ họng của hắn bên trong không khỏi hấp một cái khí lạnh. Diệp Thần Phong ở tiến vào dược trong ao sau, hắn đem thân thể toàn bộ ngâm ở dược trong ao, chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài. Dược trong ao mặc màu đen chất lỏng cũng không phải rất lạnh lẽo. Ngược lại cho Diệp Thần Phong một loại cảm giác ấm áp, nhưng là ngoại trừ loại này ấm áp cảm ở ngoài. Diệp Thần Phong không cảm giác được có bất kỳ chỗ đặc thù, trong thân thể linh hồn lực không có thay đổi chút nào. Này liền để Diệp Thần Phong trong lòng bắt đầu sản sinh nghi hoặc, hắn lần thứ hai cảm ứng một thoáng mặc màu đen chất lỏng bên trong sóng năng lượng, phát hiện chất lỏng bên trong vẫn là tỏa ra cuồn cuộn không ngừng sóng năng lượng. Miệng diện không khỏi tự nhủ, chuyện gì thế này? Xem ra ta muốn vận chuyển trong cơ thể linh hồn lực thử xem. Diệp Thần Phong không vận chuyển trong cơ thể linh hồn lực còn không quan trọng lắm, lúc này vừa mới vận chuyển, phảng phất là ở trên thân thể của hắn mở ra một lỗ hổng, mặc màu đen chất lỏng bên trong sóng năng lượng, như mãnh liệt lãng trào bình thường tràn vào trong thân thể của hắn, làm cho cổ họng của hắn bên trong không khỏi phát sinh tiếng kêu rên, yết hầu một ngọt. Một tia máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra ngoài. Mặc màu đen chất lỏng bên trong năng lượng ở cuồn cuộn không ngừng tràn vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, không chút nào bất kỳ đình chỉ ý tứ, thật giống phải đem Diệp Thần Phong thân thể cho trong nháy mắt căng nứt. Đang cuộn trào mãnh liệt năng lượng dũng vào thân thể bên trong sau khi, Diệp Thần Phong không chút nào muốn lên cấp vương cấp linh hồn lực cảm giác, thật giống ở trong thân thể của hắn dựng đứng một bức tường thật dày bích. Bất luận này mãnh liệt năng lượng làm sao xung kích, cũng không cách nào đem bức tường này bích cho xông vỡ. Liền, này mặc màu đen chất lỏng bên trong năng lượng ở Diệp Thần Phong trong cơ thể càng để lâu càng nhiều, làm cho thân thể của hắn sắp không thể chịu đựng, da trên người bắt đầu nứt toác ra, mà trên mặt hắn vẻ mặt là càng ngày càng thống khổ. Hắn muốn lập tức từ dược trong ao đi ra, có thể thân thể của hắn dưới thật giống có một cái vòng xoáy, đem thân thể của hắn cho vững vàng hút lại. Để hắn căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Ở một đời trước, Diệp Thần Phong thực lực chỉ đạt đến cấp 8 linh hồn lực đỉnh cao cấp độ. Ở thời đại kia Diệp Thần Phong hiểu biết, linh hồn lực chiến sĩ cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp 10 linh hồn lực. Còn vương cấp linh hồn lực, tông cấp linh hồn lực cùng tôn cấp linh hồn lực, những này sau khi đẳng cấp vẫn là Diệp Thần Phong đời này từ quốc vương trong miệng biết được. Kỳ thực,
ở một đời trước, Diệp Thần Phong vị trí thời đại kia, linh hồn lực vừa mới vừa bị nghiên phát ra, Diệp Thần Phong là thuộc về sơ đại linh hồn lực chiến sĩ, khi đó linh hồn lực có rất nhiều hạn chế tính, cấp 10 linh hồn lực cũng là thời đại kia linh hồn lực chiến sĩ cao nhất thực lực. Mà quốc vương rất rõ ràng là đến từ so với Diệp Thần Phong càng lâu sau khi tương lai thế giới, vì lẽ đó quốc vương mới biết càng nhiều chuyện hơn, trong cơ thể linh hồn lực muốn so với Diệp Thần Phong linh hồn lực càng thêm hoàn thiện, vì lẽ đó quốc vương mới có thể ung dung đột phá đến vương cấp linh hồn lực cấp độ. Đương nhiên ở kinh thành thời điểm Diệp Thần Phong cùng quốc vương đối chiến, vào lúc ấy Diệp Thần Phong là dựa vào bên trong đan điền màu đen khí thể mới tạm thời tăng lên tới vương cấp linh hồn lực. Nguyên bản cấp 10 linh hồn lực cũng đã là Diệp Thần Phong cực hạn vị trí, đây là sơ đại linh hồn lực chiến sĩ hạn chế tính, bây giờ tuôn ra tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể năng lượng, cũng không có cách nào để hắn tăng cao thực lực, điểm này chính là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên những chuyện này đều là Diệp Thần Phong không biết. Mặc màu đen chất lỏng bên trong năng lượng cũng không có bởi vì Diệp Thần Phong thân thể không thể chịu đựng mà đình chỉ. Ngược lại chính là năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho Diệp Thần Phong ngâm ở dược trong ao thân thể có chút hơi bành trướng lên, lại này tiếp tục như vậy đối mặt Diệp Thần Phong chỉ có là bạo thể mà chết. Thân thể bên trên nứt toác ra rẻ càng ngày càng nhiều, từng tia máu tươi từ vết thương bên trong không ngừng hỗn hợp tiến vào mặc màu đen chất lỏng bên trong, Diệp Thần Phong cắn răng thật chặt quan, sắc mặt bắt đầu càng ngày càng thương biến thành màu trắng. Cái trán cùng trên gương mặt bốc lên to bằng hạt đậu mồ hôi hột, trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ. Dược trong ao mặc màu đen chất lỏng màu sắc trở nên càng ngày càng nhạt, hẳn là dược lực thẩm thấu tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể quan hệ, trong cơ thể hắn ngăn cản trụ hắn đột phá bức tường kia tường thật dày bích, theo mặc màu đen chất lỏng bên trong năng lượng tràn vào càng điên cuồng lên, ở vừa mới bắt đầu bị năng lượng xung kích vẫn không nhúc nhích, bắt đầu chậm rãi sẽ lay động hai lần. Có thể này đổ dày nặng vách tường vẫn không có chút nào cũng bị xông vỡ dấu hiệu. Diệp Thần Phong khóe miệng tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều, trên thân thể nứt toác vết thương cũng càng ngày càng nhiều, có chút vết thương thậm chí là có thể nhìn thấy xương. Diệp Thần Phong trong đầu ý thức ở càng ngày càng mơ hồ, trong lòng của hắn không khỏi lộ ra một vệt cười khổ, kiên định thầm nghĩ, ta vẫn chưa thể tử, ta vẫn chưa thể tử, ta tuyệt đối không thể chết được. Theo thời gian trôi đi, tràn vào Diệp Thần Phong trong cơ thể năng lượng ở càng ngày càng yếu, nhưng mà ở trong ao mặc màu đen chất lỏng nhanh trở nên không có màu sắc thời điểm, từ mặc màu đen chất lỏng bên trong lại tuôn ra cuối cùng một làn sóng cường hãn năng lượng, này một làn sóng năng lượng hẳn là khổng lồ nhất, làm cho ao bên trong mặc màu đen chất lỏng trong nháy mắt đã biến thành trong suốt thấy đáy bạch thủy. A, à, ở cuối cùng này ba năng lượng tràn vào Diệp Thần Phong trong cơ thể sau, làm cho trong cổ họng hắn phát sinh thống khổ tiếng gào. Hắn rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng, nương theo này một tiếng tan nát cõi lòng tiếng gào sau, hắn ý thức bắt đầu càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, mãi đến tận cuối cùng triệt để ngất đi. Bất quá, ở Diệp Thần Phong ngất trước một giây đồng hồ, trong cơ thể hắn bức tường kia tường thật dày trên vách, trải qua cuối cùng một làn sóng năng lượng xung kích, dĩ nhiên xuất hiện từng vết nứt, thế nhưng này đổ dày nặng vách tường vẫn không có lập tức ngã, cũng sụp xuống. Chương 770, lên cấp vương cấp linh hồn lực. Ở thạch thất bên trong Hạ Tử Ninh đột nhiên nghe được Diệp Thần Phong tiếng hô, nàng lập tức vọt vào cửa ngầm sau gian phòng nhỏ bên trong, nàng nhìn thấy dược trong ao nguyên bản mặc màu đen thủy trở nên trong suốt thấy đáy, Diệp Thần Phong trên thân thể che kín từng cái khủng bố vết rách, máu tươi đang từ vết rách bên trong không ngừng tràn ra tới. Đều ở. Diệp Thần Phong, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Hạ Tử Ninh ở nhìn thấy Diệp Thần Phong bộ này chật vật cực kỳ dáng dấp sau, nàng lập tức chạy đến dược bên cạnh ao một bên, dùng tay ngọc nhẹ nhàng đánh Diệp Thần Phong gò má, nhưng là Diệp Thần Phong liền chút nào phản ứng cũng không có. Hạ Tử Ninh cũng không biết vừa nãy Diệp Thần Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng dùng sức đem Diệp Thần Phong thân thể cho lôi ra dược trong ao, bây giờ Diệp Thần Phong trên người chỉ mặc vào đâm qua một cái quần lót. Hơn nữa bởi quần lót hoàn toàn bị thủy cho thấm ướt, vì lẽ đó Hạ Tử Ninh đang nhìn đến Diệp Thần Phong nửa người dưới thời điểm, gò má của nàng đỏ bừng muốn chảy ra máu, trong miệng nói lầm bầm, Diệp Thần Phong, coi như ta Hạ Tử Ninh đời trước nợ ngươi. Hạ Tử Ninh biết Diệp Thần Phong vết thương trên người nhất định phải mau chóng xử lý, bằng không Diệp Thần Phong trong thân thể máu tươi cần phải muốn lưu quang không thể,
liền nàng đỡ nằm ở ngất bên trong Diệp Thần Phong, từng bước đi ra gian phòng nhỏ này, đem Diệp Thần Phong thân thể thả đến bên ngoài trong thạch thất phấn màu đỏ trên giường lớn. Cũng còn tốt chính là phấn màu đỏ trên giường lớn ám cách bên trong, có một ít phổ thông thuốc cầm máu, Hạ Tử Ninh còn ở thạch thất bên trong tìm rất nhiều sạch sẽ vải, nàng vừa đem thuốc cầm máu ngã vào Diệp Thần Phong trên vết thương, vừa dùng sạch sẽ vải giúp Diệp Thần Phong băng bó vết thương. Thuốc cầm máu ngã vào Diệp Thần Phong trên vết thương thời điểm, nằm ở ngất bên trong Diệp Thần Phong rất rõ ràng vặn chặt lông mày. Hạ Tử Ninh ở nhìn thấy màn này sau, ngón tay ngọc không kìm lòng được điểm ở Diệp Thần Phong trên mi tâm, Diệp Thần Phong vặn chặt lông mày dĩ nhiên từ từ buông ra. Hạ Tử Ninh khóe miệng hơi lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, kỳ thực tên lưu manh này xác thực dài đến rất tốt xem. Ở nói xong câu đó sau, Hạ Tử Ninh mới ý thức tới chính mình dĩ nhiên khích lệ tên lưu manh này dài đến đẹp đẽ. Nàng vội vàng lại nói, ta làm sao sẽ cho rằng tên lưu manh này dung mạo rất xem đây. Chuyện này quả thật quá buồn cười, chuyện này quả thật quá buồn cười. Sau đó, Hạ Tử Ninh cẩn thận thật lòng giúp Diệp Thần Phong xử lý nứt toác da rẻ, ở đem Diệp Thần Phong vết thương trên người toàn bộ xử lý xong sau, chỉ thấy Diệp Thần Phong ngoại trừ trên mặt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị băng bó đầy vải, mười phần như một cái mộc nãi y như thế. Hạ Tử Ninh đối với mình tác phẩm còn là phi thường hài lòng, hàm gật đầu cười. Có thể vầng trán của nàng nhưng tràn ngập lo lắng vẻ, điểm này liền bản thân nàng đều không có phát hiện, nàng sâu trong nội tâm dĩ nhiên sẽ như vậy lo lắng Diệp Thần Phong. Lạnh, lạnh, lạnh quá, bị băng bó như cái mộc nãi y như thế Diệp Thần Phong, thân thể của hắn trong chớp mắt bắt đầu run rẩy. Thân thể không ngừng cuộn mình, trong miệng mơ hồ không rõ nói mấy lời ngữ. Ngồi ở bên giường Hạ Tử Ninh mơ mơ hồ hồ nghe rõ ràng một chút chữ. Nhìn thấy Diệp Thần Phong lạnh đến mức run cầm cập dáng vẻ sau, nàng lập tức đem chăn trên giường toàn bộ quấn ở Diệp Thần Phong trên người, nhưng đáng tiếc này thật giống chút nào đều vô dụng, Diệp Thần Phong trong miệng vẫn là mơ mơ hồ hồ nhắc tới, lạnh, lạnh, lạnh quá. Không chỉ có như vậy, hơn nữa Diệp Thần Phong run cầm cập càng ngày càng lợi hại, trên mặt vẻ mặt cũng càng ngày càng trắng xám, thật giống dòng máu của hắn toàn bộ bị hút khô rồi như thế. Trên mặt tìm không ra một tia màu máu đến. Ở sẽ bị bao lấy Diệp Thần Phong sau, Hạ Tử Ninh thấy Diệp Thần Phong không có một chút nào thay đổi. Trái lại tình huống thật giống càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng nàng thật sự bắt đầu sốt ruột, ở trong nhà đá không ngừng mà đi tới đi lui, trong miệng tự nhủ ta nên làm gì? Ta đến cùng nên làm gì? Còn tiếp tục như vậy e sợ cái này đồ lưu manh thật sự sắp không kiên trì được nữa. Trăm năm dược trong ao năng lượng có thể nói là một mạch toàn bộ tràn vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, giờ phút này cỗ mãnh liệt cực kỳ năng lượng còn đang không ngừng trùng kích, Diệp Thần Phong trong cơ thể bức tường kia đã che kín vết rạn nứt dày nặng vách tường, hơn nữa này đổ dày nặng trên vách tường vết rạn nứt cũng ở càng ngày càng nhiều. Chỉ cần Diệp Thần Phong có thể vượt qua cửa ải này, hắn thì có thể đánh vỡ sơ đại linh hồn lực chiến sĩ hạn chế tính, thực lực chân chính tiến vào vương cấp linh hồn lực cấp độ. Sau đó tăng cao thực lực nên dễ dàng hứa hơn nhiều. Hôn mê Diệp Thần Phong, hắn ý thức đi tới một mảnh rộng lớn vô ngần tuyết lớn nguyên trên, cánh đồng tuyết trên nhiệt độ phi thường thấp, hắn căn bản chống đỡ không được loại này lạnh giá, ở kiên trì hồi lâu sau, thân thể của hắn tầng tầng ngã sấp xuống ở trong tuyết, thân thể đã là đông đến không cách nào lại từ dưới đất đứng lên đến rồi. Ở thạch thất bên trong đi qua đi lại Hạ Tử Ninh, nàng cảm giác được Diệp Thần Phong hô hấp bắt đầu trở nên càng ngày càng hư nhược rồi, nàng trong đầu đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, thân thể không phải có thể sưởi ấm sao? Chỉ cần ta ôm Diệp Thần Phong, hắn liền hẳn là sẽ không như thế lạnh chứ. Nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân a, ta làm sao có thể đi ôm trụ Diệp Thần Phong đây? Lạnh, 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 Diệp Thần Phong trong miệng thao niệm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến Hạ Tử Ninh hầu như muốn không nghe được. Nàng hàm răng chăm chú cắn môi, nàng không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong liền như thế chết rồi, đây là nàng ý nghĩ trong lòng. Liền, Hạ Tử Ninh đỏ mặt, từng bước đi tới bên giường một bên, thân thể mềm mại tiến vào Diệp Thần Phong trong mền, đang do dự nên làm sao ôm lấy Diệp Thần Phong thời điểm. Hôn mê Diệp Thần Phong thật giống cảm giác được tỏa nhiệt thể, hai tay của hắn chủ động ôm lấy Hạ Tử Ninh vòng eo, đem Hạ Tử Ninh thân thể dùng sức hướng về trong thân thể của hắn chen. Mà Diệp Thần Phong đầu hơi di chuyển, thật giống đang tìm một cái khá là thoải mái vị trí,
cuối cùng đầu của hắn gối lên Hạ Tử Ninh ngực một đôi đại thỏ trên mặt lộ ra một vệt hài lòng vẻ mặt. Hạ Tử Ninh thon thả bị Diệp Thần Phong ôm, ngực đại thỏ bị Diệp Thần Phong đầu gối lên, cho dù từ Diệp Thần Phong trên thân thể không ngừng truyền đến lạnh lẽo cảm, có thể thân thể của nàng là càng ngày càng nóng, dường như một cái lò lửa lớn. Bất quá, điều này cũng chính hợp hôn mê Diệp Thần Phong ý, hắn ôm lấy Hạ Tử Ninh thon thả hai tay bắt đầu không thành thật tìm tòi lên, nguyên bản gối lên một đôi đại thỏ đầu chậm rãi rời, mà tay phải của hắn nhưng luồn vào Hạ Tử Ninh trong quần áo, đem một con đại thỏ nắm tại trong tay hắn, trên mặt vẻ mặt là càng thêm thỏa mãn, phảng phất đem này con đại thỏ cho rằng là ấm lò sưởi tay. Hạ Tử Ninh trong cổ họng không khỏi phát sinh e thẹn thanh, bản năng muốn đem Diệp Thần Phong thân thể đẩy ra, nhưng là nhìn thấy Diệp Thần Phong khắp khuôn mặt đủ vẻ mặt sau, cùng với trong lỗ mũi càng ngày càng vững vàng hô hấp thì, nàng đem trong lòng nổi giận cho nhìn xuống, lần nữa nhắc nhở chính mình, ta đây là ở cứu Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong vẫn còn trạng thái hôn mê, hắn đây là lại tìm chỗ ấm áp, hắn không phải cố ý, hắn khẳng định không phải cố ý. Đảo mắt, một buổi tối thời gian vội vã trôi qua. Này một đêm, Hạ Tử Ninh là hoàn toàn không có chợp mắt, thật giống một cái mẫu thân như thế trong ngực ôm con trai của chính mình, mà Diệp Thần Phong tay phải cũng từ đầu tới cuối không hề rời đi nghỉ mắt Tử Ninh ngực đại thỏ. Trải qua một buổi tối năng lượng khổng lồ không ngừng xung kích, Diệp Thần Phong trong cơ thể bức tường kia dày nặng trên vách tường vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, dường như một tấm mạng nhện. Tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể mặc màu đen chất lỏng bên trong năng lượng, lại một lần nữa toàn bộ tụ lại ở cùng nhau, đột nhiên hướng về che kín vết rạn nứt dày nặng vách tường phóng đi. Lần này bức tường kia dày nặng trên vách tường vết rạn nứt là đột nhiên mở rộng, khẩn đón lấy, dày nặng trên vách tường hòn đá từng khối đi rơi xuống, mặc màu đen chất lỏng bên trong năng lượng đem này đổ ngăn trở lại Diệp Thần Phong đột phá vách tường, cho xung kích chia năm xẻ bảy. Ở đem vách tường xông vỡ sau đó, mặc màu đen chất lỏng bên trong năng lượng đột nhiên co lại rất nhiều, chỉ có tiểu một bộ phận chậm rãi dung hợp tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể, cái kia biến mất đại bộ phận phân năng lượng hẳn là tiêu hao đang trùng kích dày nặng trên vách tường. Ở vách tường bị xông vỡ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bị băng bó lên vết thương, ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, trên người hắn sóng năng lượng đột nhiên kịch tăng, hoàn toàn thoát ly cấp 10 linh hồn lực cấp độ, hẳn là thuận lợi tiến vào vương cấp linh hồn lực. Lại mà, nằm ở ngất bên trong Diệp Thần Phong không có khống chế xong giật ra bên trong thân thể sóng năng lượng, làm cho bao bọc thân thể chăn trong nháy mắt bị tràn ra thân thể năng lượng cho xé chia năm xẻ bảy, mà Hạ Tử Ninh y phục trên người cũng không có may mắn thoát khỏi, bị nguồn năng lượng này lôi kéo thành mảnh vỡ. Tất cả những thứ này thực sự là phát sinh quá nhanh, cho tới Hạ Tử Ninh gần bản không phản ứng kịp. Mà Diệp Thần Phong thực lực đang đột phá đến vương cấp sơ kỳ linh hồn lực sau, mắt của hắn bị run run hai lần, bắt đầu chậm rãi mở ra, trong đầu hắn vẫn còn có chút hỗn loạn, mà khi hắn mới vừa mở mắt ra, nhìn thấy đập vào mi mắt hình ảnh thì, hắn là triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy, Diệp Thần Phong chính hắn nằm ở Hạ Tử Ninh trong ngực, hơn nữa Hạ Tử Ninh trên người liền một bộ y phục cũng không có mặc, trên người chỉ có lất pha lất phất từng khối vải, càng làm cho Diệp Thần Phong há hốc mồm chính là, tay phải của hắn bao trùm ở Hạ Tử Ninh một con đại thỏ trên. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau khi tỉnh lại, Hạ Tử Ninh cũng tỉnh táo lại, mặt trong nháy mắt che kín nộ hồng vẻ, quát lên, Diệp Thần Phong, đem tay của ngươi lấy ra. Diệp Thần Phong phi thường nghe lời lấy tay rời, nhưng là này một rời, Hạ Tử Ninh con kia đại thỏ hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần Phong trước mắt, mặt khác một con đại thỏ trên đúng là có mấy khối vải che lấp, liền Hạ Tử Ninh trong cổ họng nhất thời phát sinh càng gia tăng hơn tiếng gào a, Diệp Thần Phong, không cho phép ngươi xem. Diệp Thần Phong vừa tỉnh lại, trong óc còn mơ hồ lắm. Nghe được Hạ Tử Ninh tiếng gào sau, hắn bản năng lại sẽ tay phải bao trùm ở Hạ Tử Ninh con kia đại thỏ trên, nói rằng, được rồi, ngươi đừng hô, ta đã giúp ngươi dùng tay chặn lại rồi. Hạ Tử Ninh trên mặt nộ hồng vẻ càng ngày càng dồi dào, ngực tức giận đến kịch liệt phập phồng, quát, Diệp Thần Phong, ngươi khốn nạn, ngươi chính là cái đại lưu manh, lập tức đem tay của ngươi lấy ra, cho ta nhắm lại con mắt của ngươi. Chương 771, kế hoạch thay đổi. Trong thạch thất yên tĩnh không, có cô ám muội nguyên tố ở trong không khí lưu động. Diệp Thần Phong quay lưng Hạ Tử Ninh, chăm chú nhắm hai mắt lại, vừa nãy là bởi vừa tỉnh táo,
trong đầu quá mức ảm đạm duyên cớ, hắn mới sẽ làm ra như vậy không hiểu ra sao cử động, bây giờ nghĩ lại liền chính hắn cũng cảm thấy quá vô sỉ một chút. Bất quá, cũng may chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí ra mặt đủ hậu, không một hồi thời gian liền lập tức tỉnh táo lại, trong đầu hồi ức ở dược trong ao thống khổ cảm, loại cảm giác đó phảng phất cách tử vong rất gần rồi, để hắn không khỏi sau lưng lần thứ hai bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Cảm thụ trong cơ thể dồi dào vương cấp sơ kỳ linh hồn lực, Diệp Thần Phong chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, bây giờ lấy thực lực bây giờ của hắn đủ để cùng phá thiên sơ kỳ cao thủ sánh ngang, ở cổ vũ giới nắm giữ cường hãn thực lực mới là vương đạo, huống chi trên người hắn còn gánh vác rất nhiều trách nhiệm, chỉ có để thực lực của tự thân trở nên càng ngày càng mạnh, hắn mới chắc chắn đi hoàn thành những kia nhất định phải hoàn thành sự tình. Diệp Thần Phong đem băng bó ở trên người vải cho kéo xuống, nguyên bản lít nha lít nhít vết thương đã toàn bộ khép lại, thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không hề lưu lại, trên da hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, quả thực so với trẻ con da rẻ còn muốn thủy nộn, tuyệt đối sẽ làm cho nữ nhân nhìn đều ước ao. Bùm bùm, Diệp Thần Phong nữ nhúc nhích một chút cái cổ, cánh tay cùng bắp đùi, từ trên người hắn then chốt bên trong không ngừng mà phát sinh xương ma sát âm thanh. Mà cổ họng của hắn bên trong cũng sảng khoái hô thở ra một hơi, cái cảm giác này phảng phất là phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh như thế, hắn thật giống cảm giác trong thân thể một cánh cửa bị mở ra như thế, từ đây có thể biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc cho chim bay. Hạ Tử Ninh thừa dịp Diệp Thần Phong quay lưng nàng thời điểm, nàng ở thạch thất bên trong tìm vài món băng không diễm quần áo, tuy rằng số đo có chút không quá thích hợp. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận chấp nhận. Diệp Thần Phong nghe được sau lưng không có âm thanh, hắn biết Hạ Tử thà rằng định là mặc quần áo xong, liền lập tức xoay người lại, nhìn thấy ăn mặc quần áo Hạ Tử Ninh đang ngồi ở trên ghế, trên mặt tràn ngập đầy nổi giận vẻ, một đôi mắt đẹp trợn lên lớn vô cùng, phảng phất là phải đem Diệp Thần Phong cho ngàn đao bầm thây. Diệp Thần Phong nhớ rõ ở hôn mê, hắn ý thức thật giống đi tới một mảnh tuyết lớn nguyên trên, ở sắp đông chết thời điểm, hắn tìm tới một cái ấm lô. Mà cái này ấm lô khẳng định là Hạ Tử Ninh, hắn biết chắc là Hạ Tử Ninh dùng thân thể cho hắn sưởi ấm, nếu như không có Hạ Tử Ninh, nói không chắc hắn vẫn đúng là rất bất quá cái cửa ải khó khăn này. Ở Hạ Tử Ninh phải lớn hơn mắng một trận thời điểm. Diệp Thần Phong cướp mở miệng trước, ngữ khí phi thường chân thành nói rằng, Hạ Tử Ninh, cảm tạ ngươi cứu ta, phần ân tình này ta Diệp Thần Phong sẽ nhớ kỹ. Này ngược lại là để Hạ Tử Ninh muốn mắng ra khẩu thoại kẹt ở trong cổ họng, ở trong ấn tượng Diệp Thần Phong thật tình như thế dáng dấp có thể đếm được trên đầu ngón tay, cuối cùng muốn mắng ra khẩu chung quy nuốt xuống bụng bên trong, trên mặt nổi giận vẻ cũng giảm thiểu mấy phần, thấp giọng nói rằng, Diệp Thần Phong. Ngươi cái đồ lưu manh, ngươi không phải nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là ngươi vẫn không có bảo vệ ta đi chúng ta phái nơi giấu bảo tàng, ta không thể để ngươi liền như thế chết rồi. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt lòng này khẩu bất nhất nữ nhân, hắn tùy ý nhún nhún vai, hướng về cửa ngầm sau gian phòng nhỏ bên trong đi đến, y phục của hắn còn ở trong phòng nhỏ, ở tiến vào gian phòng nhỏ sau, hắn trước tiên cầm quần áo cho xuyên lên. Diệp Thần Phong lần thứ hai cẩn thận quan sát một lần bốn phía, phát hiện cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù sau, hắn lại đưa mắt tập trung đến dược trong ao, bây giờ dược trong ao mặc màu đen chất lỏng hoàn toàn biến thành trong suốt thấy đáy bạch thủy. Diệp Thần Phong nhìn thấy dược đáy ao dưới có một cái to lớn nút lọ, liền hắn lại cầm quần áo cùng quần cho thoát, đi vào dược trong ao, đem to lớn nút lọ cho rút lên. Ở to lớn nút lọ bị nhổ sau đó, dược trong ao thủy điên cuồng tràn vào nút lọ dưới trong động, rất nhanh, dược trong ao thủy liền lưu không còn một ngống. Ở dược trong ao thủy toàn bộ chảy khô sau đó, Diệp Thần Phong phát hiện ở dược chỉ dưới đáy có khắc một ít kiểu chữ. Khi làm Diệp Thần Phong mau chân đến xem đến cùng chữ gì thời điểm, Hạ Tử Ninh cũng đi vào, hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi đang làm gì? Ta ở dược đáy ao dưới lại phát hiện một chút kiểu chữ. Diệp Thần Phong hồi đáp. Nghe vậy, Hạ Tử Ninh cũng đi vào không có thủy dược trong ao, cùng Diệp Thần Phong đồng thời nhìn dược đáy ao dưới tự, chỉ thấy mặt trên viết, thuốc này chỉ chính là lão phu lúc rảnh rỗi kiến tạo, dược trong ao nước thuốc tên là Long Hổ Cuồng Bạo Dịch. Theo thời gian càng dài, nước thuốc bên trong năng lượng sẽ càng lớn, có người nói nếu như đem thuốc này dịch gửi 90 năm đến 100 năm, coi như là nguyên thiên cảnh giới cao thủ, tiến vào chất lỏng này bên trong,
cuồng bạo năng lượng cũng sẽ đem thân thể của hắn cho căng nứt. Thật không biết tương lai sẽ là cái nào xui xẻo tôn tử tiến vào chất lỏng này bên trong. Lão Phu rất muốn nhìn xem thân thể bị cuồng bạo năng lượng căng nứt tình cảnh, nhưng đáng tiếc Lão Phu là không nhìn thấy. Ở đoạn này kiểu chữ cuối cùng ký tên nơi, còn giữ Tôn Phong Dương này ba cái cứng cáp mạnh mẽ kiểu chữ. Diệp Thần Phong ở xem xong đoạn này kiểu chữ sau, hắn lập tức đem Tôn Phong Dương tổ tông 18 đời cho thăm hỏi một lần, bởi vì căn cứ dược trì sau lưng trên vách tường ghi chép niên đại, cái này dược trì cho tới bây giờ đã có gần như 100 năm, hơn nữa dược trì sau lưng trên vách tường chỉ mơ hồ nói rồi loại nước thuốc này là tăng cao thực lực, chó này thì cái gì Tôn Phong Dương rõ ràng là âm người mà. Liên nguyên thiên cảnh giới cao thủ đều không thể chịu đựng này trăm năm dược trì dược lực, bình thường cảnh giới cao thủ nhảy vào đi, không phải là chịu chết sao? Điều này làm cho Diệp Thần Phong có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, trong lòng không ngừng mà thăm hỏi Tôn Phong Dương tên khốn kiếp này. Kỳ thực, nếu không là sơ đại linh hồn lực chiến sĩ hạn chế tính, dược trong ao đại bộ phận phân dược lực tiêu hao ở, xung kích Diệp Thần Phong bên trong thân thể bức tường kia trên vách tường, e sợ Diệp Thần Phong đã sớm bạo thể mà chết, phải biết này trăm năm dược trì dược lực nhưng là liền nguyên thiên cảnh giới cao thủ cũng không thể chịu đựng a. Bây giờ, nguyên bản là đại diện cho tử vong dược trì, nhưng cho Diệp Thần Phong mang đến một phần cơ duyên to lớn, đem hắn sơ đại linh hồn lực chiến sĩ hạn chế tính cho triệt để đánh vỡ, bực này liền nhân họa đắc phúc, đương nhiên Diệp Thần Phong bản thân là không biết những chuyện này. Tôn Phong Dương, Hạ Tử Ninh ở bên mép lầm bầm danh tự này, khẩn đón lấy, một đôi trong con ngươi xinh đẹp sáng ngời, nàng nói rằng, đúng rồi, ta nghĩ lên. Trước đây ta ở bên trong môn phái điển tịch trên từng thấy, năm đó nắm giữ bạo phong bộ pháp người tên là Tôn Thanh Dương, này Tôn Phong Dương hẳn là Tôn Thanh Dương hậu nhân. Đang cảm thán xong có một phen sau khi, Hạ Tử Ninh đồng dạng vì là Diệp Thần Phong âm thầm hoảng sợ, thuốc này trong ao dược lực nhưng là liền nguyên thiên cảnh giới cao thủ đều không thể chịu đựng, có thể Diệp Thần Phong không những chịu đựng được, thực lực còn phải đến tăng lên. Chuyện này chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Hạ Tử Ninh nhớ tới thật giống từ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần Phong sau khi, nàng liền vẫn ở Diệp Thần Phong trên người nhìn thấy kỳ tích, nhớ lúc đầu ba đại môn phái liên hợp tấn công Dung Trời Môn, ở Dung Trời Môn tràn ngập nguy cơ thời điểm, Diệp Thần Phong nhưng khó mà tin nổi mang theo ba diêu 10 tên thiên giai cao thủ đến đây trợ giúp, bực này sức mạnh ở đỉnh cấp thế lực bên này hay là không tính là gì, thế nhưng đặt ở nhất lưu, hai lưu thế lực bên kia liền đầy đủ khiến người ta kinh ngạc trừng ra con ngươi. Diệp Thần Phong, chỗ này động phủ hẳn là Tôn Phong Dương lưu lại, sau đó bị băng không diễm phát hiện ra, theo lý tới nói băng không diễm đã sớm phát hiện cái này dược trì, nếu như băng không diễm tiến vào cái này dược trong ao, hẳn là cửu tử nhất sinh, nàng làm sao có khả năng còn có thể sống sót? Hạ Tử Ninh nghi hỏi. Diệp Thần Phong vẫy vẫy tay, nói rằng, kỳ thực trong lòng ta cũng có như vậy nghi hoặc, nhưng là hiện tại băng không diễm đều chết rồi, chúng ta cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Như vậy thuần nát tan là lãng phí não tế bào mà thôi. Diệp Thần Phong, vậy kế tiếp chúng ta có phải là đi tham gia Thiên Sơn môn đệ tử chọn lựa? Hạ Tử Ninh nghi hỏi. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói rằng, e sợ hiện tại trước kia định thật kế hoạch muốn thay đổi một thoáng, ở gặp phải băng không diễm sau, ta mới hiểu rõ thực lực ta không đủ, tuy rằng ta thực lực bây giờ đủ để cùng phá thiên sơ kỳ sánh ngang, nhưng trống trơn như vậy còn chưa đủ. Vì lẽ đó ta muốn tìm cái mấy ngày, đem bạo phong bộ pháp cho thông hiểu đạo lý, đến thời điểm ta thì có thuấn sát phá thiên sơ kỳ thực lực. Diệp Thần Phong hơi dừng lại một chút sau, tiếp tục nói, coi như đánh không lại, ta cũng có chạy trốn tư bản. Chương 772, Thiên Phú Kinh Người. Rời đi băng không diễm chỗ này động phủ trước, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đem trong phòng giam chừng 20 người đàn ông cho thả, đồng thời cho bọn họ dùng hiểu rõ dược. Diệp Thần Phong cùng những người này không thù không oán, huống chi những người này cũng là bị băng không diễm cho chụp tới, vì lẽ đó hắn sẽ không có giết người diệt khẩu, ngược lại ngày hôm nay qua đi, hay là bọn họ cả đời cũng sẽ không lại gặp lại. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh rời đi băng không diễm chỗ này động phủ sau, hai người bọn họ phát hiện ở cách đó không xa có một cái rừng cây rậm rạp, bởi Diệp Thần Phong muốn luyện tập bạo phong bộ pháp, cho nên bọn họ hai cái liền đi tiến vào trong rừng cây. Chuẩn bị ở chỗ này trong rừng cây ở lại một thời gian. Đứng ở băng không diễm động cửa phủ chừng 20 người đàn ông cùng ba cái tỷ nữ,
bọn họ nhìn Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi vào cách đó không xa trong rừng cây, bởi dùng hiểu rõ dược, bọn họ thân sức mạnh trong cơ thể đang chậm chậm khôi phục. Trong đó có một cái tên là Ngô Kỳ Hải nam nhân, đột nhiên mở miệng nói rằng, các ngươi còn có nhớ hay không lúc trước ở trong phòng giam thời điểm, cái này mới vừa rời đi thanh niên nhắc qua, nơi giấu bảo tàng, cái này ba chữ. Lẽ nào các ngươi liền không hề có một chút ý nghĩ sao? Ở Ngô Kỳ Hải nhắc nhở dưới, những người này toàn bộ nhớ tới, lúc trước Diệp Thần Phong ở trong phòng giam an ủi Hạ Tử Ninh một câu nói, ta đã đáp ứng muốn cùng đi với ngươi các ngươi môn phái nơi giấu bảo tàng, ta liền nhất định sẽ đổi tiền mặt, thực hiện ta hứa hẹn. Khi đó, ở loại kia trong hoàn cảnh, Diệp Thần Phong chỉ là thuận miệng an ủi Hạ Tử Ninh mà thôi, không nghĩ tới câu nói này lại bị hữu tâm nhân cho nhớ kỹ. Ngô Kỳ Hải, lẽ nào ngươi muốn đem suy nghĩ động đến trên đầu bọn họ đi? Bọn họ có thể vừa mới đã cứu chúng ta. Một tên vóc dáng nhỏ gầy nam nhân mở miệng nói rằng, này chừng 20 người đàn ông trong lúc đó đã hết sức quen thuộc. Bọn họ đều có thể gọi ra lẫn nhau tên đến. Ngô Kỳ Hải không phản đối cười một tiếng nói, vừa cái kia rời đi thanh niên cũng nói rồi, trên người hắn vừa vặn có một loại bách độc bất xâm thuốc giải, hắn là dùng hiểu rõ dược sau khi. Thân sức mạnh trong cơ thể mới không có bị rút đi, hắn là thừa dịp cùng băng không diễm làm vận động thời điểm, đánh lén băng không diễm, mới đưa băng không diễm cho giết chết. Theo ta thấy người thanh niên kia thực lực cũng sẽ không cao đi nơi nào, từ trước chúng ta là đều cho rằng không cách nào sống sót rời đi nơi này, nhưng hôm nay chúng ta nhưng sống sót mà đi ra ngoài, đồng thời ở chúng ta trước mắt bày đặt một cái cơ hội một bước lên trời. Vạn nhất bọn họ trong miệng bảo tàng có thể làm cho chúng ta từ đây nhân sinh lại không lo sầu đây. Vạn nhất bọn họ trong miệng bảo tàng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chúng ta đây. Lẽ nào các ngươi liền không có chút nào động lòng? Chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, muốn trách cũng chỉ có thể quái trong tay bọn họ nắm giữ không nên nắm giữ bí mật. Ngô Kỳ Hải không có một chút nào gánh nặng chậm rãi mà nói. Hoàn toàn là một bộ vong ân phụ nghĩa tiểu nhân sắc mặt. Dù sao vừa nãy Diệp Thần Phong chỉ là đối với bọn họ tùy tiện giải thích một thoáng, hơn nữa Diệp Thần Phong thực lực từ đầu tới cuối đều hết sức ẩn giấu đi, những người này cũng không biết bây giờ Diệp Thần Phong có thể sánh ngang phá thiên sơ kỳ cao thủ. Một bên ba cái tỷ nữ, một người trong đó mở miệng nói rằng, ta đồng ý Ngô Kỳ Hải lời giải thích. Tuy rằng chúng ta không biết người thanh niên kia thực lực, thế nhưng người phụ nữ kia thực lực chỉ có huyền giai cấp độ, ta nghĩ người thanh niên kia nhiều nhất cũng chỉ có thiên giai cấp độ đi. Này ba cái tỷ nữ trước kia đều là gia đình giàu có tiểu thư, đang bị băng không diễm trảo tới nơi này sau, các nàng thân thể đã sớm chăn trước rất nhiều nam nhân đồng thời hưởng thụ quá, các nàng trong lòng đã sớm là vặn vẹo, các nàng không nghĩ hiện tại gia ưu, muốn lập tức về đến nhà diện, bởi vì các nàng biết coi như về đến nhà. Các nàng cũng đem mỗi ngày bị người cười nhạo cùng chào phúng. Ở Ngô Kỳ Hải cùng một người trong đó tỷ nữ mở miệng sau khi, người còn lại cũng toàn bộ bắt đầu động lòng. Dù sao đối mặt một phần không biết bảo tàng, có ai có thể chịu đựng được loại này mê hoặc. Huống hồ mặc kệ là này chừng 20 người đàn ông, vẫn là này ba cái tỷ nữ, bọn họ bị băng không diễm trảo tới nơi này sau, trái tim của bọn họ tính cùng nguyên lai so với, đã là trở nên khác nhau một trời một vực. Thấy những người còn lại bắt đầu tâm chuyển động, Ngô Kỳ Hải lần nữa mở miệng nói, chúng ta nơi này tổng cộng có 25 người, thiên giai thượng phẩm có 15 người, thiên giai trung phẩm có 5 người, địa giai thượng phẩm có 5 người. Lấy phần này thực lực coi như đối mặt cảnh giới tiên thiên cao thủ cũng có một kích lực lượng, mới vừa mới rời khỏi người thanh niên kia hắn là bởi vì đánh lén mới giết băng không diễm, ta không tin hắn nắm giữ tiên thiên thực lực. Hiện tại các ngươi còn có ai không đồng ý? Có thể lập tức từ nơi này rời đi. Ngô Kỳ Hải ánh mắt nhìn quét những người khác, trưng cầu ý kiến của những người khác, đương nhiên ba người kia tỷ nữ trực tiếp bị hắn cho quên, ánh mắt của hắn là tập trung ở mặt khác 24 trên thân nam nhân, dù sao ba người kia tỷ nữ thực lực mới hoàng giai cấp độ. Nếu trước mắt xuất hiện cơ hội này, như vậy chúng ta làm sao có không nắm chặt đạo lý? Một tên gọi là Hồ Đông Nam người cũng mở miệng. Ta cũng đồng ý Ngô Kỳ Hải lời giải thích, một người khác gọi là Trương Thói Đời nam nhân cũng tiếp theo mở miệng. Ở cái này 25 người đàn ông bên trong, chỉ có Ngô Kỳ Hải, Hồ Đông Nam cùng Trương Thói Đời cùng băng không diễm từng làm vận động ít nhất, hơn nữa ba người bọn hắn cũng đều là thiên giai thượng phẩm thực lực,
thân thể khôi phục lại hẳn là nhanh nhất. 25 người đàn ông bên trong, ba cái thực lực mạnh nhất đều đồng ý, cái kia những người còn lại nào có phản đối đạo lý. Mà ba người kia chỉ có Hoàng Giai thực lực tỷ nữ, Ngô Kỳ Hải cũng đồng ý các nàng gia nhập, yêu cầu là để này ba cái tỷ nữ làm bọn họ nữ nô, ngược lại này ba cái tỷ nữ trước thân thể sớm đã bị những người đàn ông này cho hưởng thụ quá, cho nên bọn họ trong lòng cũng không có cái gì tốt mâu thuẫn, một cái liền đồng ý. Chúng ta trước tiên không nên rời đi nơi này, các loại chờ trước tiên khôi phục hai ngày thể lực, đến thời điểm chúng ta lại vọt vào trong rừng cây đi. Trực tiếp đem người thanh niên kia cho giết, còn người phụ nữ kia, chúng ta có thể mang nàng bồi dưỡng thành chúng ta thứ tư nữ nô. Ngô Kỳ Hải cười nói, e sợ Diệp Thần Phong dù như thế nào cũng không nghĩ ra, tâm lý của những người này sẽ vặn vẹo thành trình độ như thế này. Sớm biết như vậy, Diệp Thần Phong nhất định sẽ trực tiếp giải quyết những người này. Bất quá, Ngô Kỳ Hải các loại chờ, người cách làm bằng là ở tự đào hố chôn, bọn họ đi gây sự với Diệp Thần Phong. Cuối cùng sẽ chỉ là một con đường chết. Hai ngày thời gian một cái chớp mắt liền quá khứ. Ở băng không diễm động phủ cách đó không xa trong rừng cây. Bị điếu ở giữa không trung từng cây tráng kiện thân cây, không ngừng hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng đánh tới, mà Diệp Thần Phong dưới chân bộ pháp phi thường kỳ lạ. Mỗi lần ở Diệp Thần Phong có hành động thời điểm, hắn chu vi phảng phất sẽ sản sinh từng đạo kính như gió, hắn phi thường linh xảo tránh né thân cây. Theo đụng tới thân cây càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng nhanh, Diệp Thần Phong dưới chân bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh, sắp tới cuối cùng ở trong không khí chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Ngồi ở một bên Hạ Tử Ninh, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, đến lúc sau mất cảm giác, lại tới hiện tại là triệt để quen thuộc. Ngăn ngắn hai ngày, Hạ Tử Ninh là tận mắt chứng kiến quá Diệp Thần Phong thiên phú kinh người, Diệp Thần Phong mới tiếp xúc bạo phong bộ pháp bao nhiêu ngày thời gian. Hắn dĩ nhiên liền đem bạo phong bộ pháp có thể thông thạo triển khai ra. Tuy rằng vẫn không có đem bạo phong bộ pháp luyện đến thông hiểu đạo lý, nhưng này đã là phi thường khó mà tin nổi. Ở vừa mới bắt đầu Hạ Tử Ninh còn tưởng rằng bạo phong bộ pháp vô cùng đơn giản, Diệp Thần Phong mới sẽ tu luyện nhanh như vậy, mà kết quả nàng hỏi Diệp Thần Phong muốn quá bạo phong bộ pháp bí tịch sau, nàng mới biết bạo phong bộ pháp căn bản không có chút nào đơn giản, hơn nữa tu luyện lên phi thường khó khăn. Dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong thiên phú kinh người căn bản không phải là người có thể có được, vì lẽ đó mấy ngày nay nàng nhìn Diệp Thần Phong không ngừng đem bạo phong bộ pháp diễn luyện càng ngày càng thuần thục luyện. Trong miệng nàng tổng hội lầm bầm nói, yêu nghiệt, hắn quả thực liền không phải là người. Trong cổ họng nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi, ngày hôm nay huấn luyện là hoàn thành, hơn nữa Diệp Thần Phong đem bạo phong bộ pháp vận dụng càng thêm thông thạo, đi tới một bên Hạ Tử Ninh bên người. Nói rằng, Hạ Tử Ninh, chúng ta gần như có thể rời đi nơi này, vừa vặn ra đi thử xem này bạo phong bộ pháp uy lực. Kỳ thực ở hai ngày trước, Ngô Kỳ Hải các loại chờ người muốn đối phó Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thời điểm, Diệp Thần Phong liền nhận ra được Ngô Kỳ Hải các loại chờ, người giáp tâm bất lương, bởi vì Ngô Kỳ Hải các loại chờ, người sợ Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trốn, vì lẽ đó bọn họ mỗi ngày đều sẽ an bài người ở rừng cây khẩu lén lút nhìn xung quanh. Loại này mờ ám đối với nắm giữ vương cấp linh hồn lực Diệp Thần Phong tới nói, quả thực chính là dễ như ăn cháo liền có thể phát hiện. Diệp Thần Phong sở dĩ không có lập tức đi ra ngoài giết Ngô Kỳ Hải những người này, hắn chính là ở chờ đợi ngày này, các loại chờ đem bạo phong bộ pháp có thể thông thạo vận dùng đến sau, hắn muốn ở Ngô Kỳ Hải các loại chờ trên thân thể người thí nghiệm hiệu quả. Vì lẽ đó ở Ngô Kỳ Hải các loại chờ người đem suy nghĩ động đến Diệp Thần Phong trên người thời điểm, không biết Diệp Thần Phong đem Ngô Kỳ Hải các loại chờ người cho rằng thí nghiệm dùng chuột trắng nhỏ, này người hai phe có thể nói là mỗi người một ý. Chương 773, Bạo Phong Bộ Pháp, thuấn dây, nhìn thấy Diệp Thần Phong nóng lòng dục thí dáng dấp, Hạ Tử Ninh thật hoài nghi tên lưu manh này có phải là sớm có dự mưu. Ở đêm băng không diễm động phủ trong phòng giam chừng 20 người đàn ông cho thả thời điểm, hắn liền biết đối phương nhất định sẽ giáp tâm bất lương. Vì lẽ đó hắn mới chọn cách băng không diễm động phủ một chỗ không xa rừng cây để luyện tập bạo phong bộ pháp, chính là chờ ở cái kia chừng 20 cái trên thân nam nhân thí nghiệm bạo phong bộ pháp hiệu quả. Hạ Tử Ninh từ một khối sạch sẽ trên tảng đá chạm lên, hỏi, Diệp Thần Phong, thực lực của ngươi bây giờ có thể cùng phá thiên sơ kỳ sánh ngang. Những kia rác rưởi ở trước mặt ngươi căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại,
người hai ngày trước đem bọn họ giải quyết không là tốt rồi sao? Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói rằng, sau đó ta cùng bọn họ đối chiến, ta chỉ có thể đem thực lực của tự thân duy trì ở cùng thiên giai thượng phẩm cao thủ bằng nhau, bằng không ta nhưng là thí nghiệm không ra bạo phong bộ pháp hiệu quả. Đám khốn kiếp kia, ta lòng tốt cứu bọn họ lại dám đem suy nghĩ động đến trên người ta đến rồi. Thật là khiến người ta nổi nóng. Diệp Thần Phong trong miệng đô lầm bầm nang, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn. Ở Hạ Tử Ninh xem ra Diệp Thần Phong nơi nào như là tức rồi. Hắn thật giống ước gì đối phương đem suy nghĩ động đến trên người hắn đi, như vậy hắn cũng có thể thí nghiệm đối tượng. Ở Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh chuẩn bị đi ra khỏi rừng cây thời điểm, ở bên ngoài rừng cây, Ngô Kỳ Hải, Hồ Đông Nam cùng Trương Thói Đời mấy người cũng dự định vào hôm nay ra tay. Kinh hai ngày nữa nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, bọn họ phần lớn người đều lấy lại sức được, đặc biệt là Ngô Kỳ Hải, Hồ Đông Nam cùng Trương Thói Đời, bọn họ ba người này đem thực lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, dù sao ba người bọn họ cùng băng không diễm làm vận động số lần ít nhất. Thực lực đương nhiên là khôi phục nhanh nhất. Các vị huynh đệ, sau đó đại gia đều là ngồi chung người trên một cái thuyền, chỉ cần ngày hôm nay chúng ta có thể biết đối phương trong miệng nơi giấu bảo tàng. Chúng ta những người này là có thể chính mình sáng tạo một môn phái, hoặc là sáng tạo một đại gia tộc, đại gia cho rằng ta đề nghị này làm sao? Ngô Kỳ Hải phi thường tự tin nói rằng, ta cho rằng Ngô Kỳ Hải đề nghị không sai, nếu như phần này bảo tàng đầy đủ phong phú, như vậy chúng ta người nơi này liền cũng có thể bằng này quật khởi. Hồ Đông Nam ánh mắt nóng rực phụ họa nói, những người khác cũng đều từng cái trong tròng mắt bầy đặt tia sáng. Đã đang tưởng tượng sau này cực kỳ cuộc sống tốt đẹp, nhưng là bọn họ nhưng lại không biết. Bọn họ sắp đi ra bước đi này, 100% là đại diện cho tử vong. Ồ, nơi này đúng là thật náo nhiệt, các ngươi làm sao còn không rời đi. Diệp Thần Phong từ trong rừng cây chậm rãi bước đi ra. Mà Hạ Tử Ninh nhưng là đi theo phía sau hắn, hai người thật giống một đôi tình nhân ở trong rừng cây tản bộ như thế. Ngô Kỳ Hải các loại chờ người hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh lại đột nhiên đi ra, ở hơi ngẩn người sau khi, Ngô Kỳ Hải trực tiếp không nể mặt mũi. Nói rằng, tiểu tử, nếu ngươi đi ra, như vậy cũng tỉnh chúng ta đi vào tìm ngươi, thức thời lập tức đem ngươi ngày đó ở trong phòng giam nói tới nơi giấu bảo tàng nói ra. Diệp Thần Phong hiện tại là có loại mưu chơi con chuột cảm giác, rõ ràng có thể một cái tát đem đối phương đập chết, nhưng hắn một mực không làm như vậy. Ở hắn nghe được Ngô Kỳ Hải ngôn ngữ sau, trên mặt của hắn cố ý lộ ra một vệt phẫn nộ vẻ, bên trong thân thể hiện lên cùng thiên giai thượng phẩm ngang hàng sóng năng lượng. Từ trong lồng ngực móc ra một cái sáng như tuyết chủy thủ, cây chủy thủ này là ở băng không diễm trong thạch thất bắt được. Các ngươi những này vong ân phụ nghĩa khốn nạn, sớm biết lúc trước ta liền không đem các ngươi cứu ra. Diệp Thần Phong trên mặt hiện lên sự phẫn nộ vẻ vẫn đúng là như chuyện như vậy. Ngô Kỳ Hải các loại chờ người ở cảm giác được Diệp Thần Phong sóng năng lượng sau, bọn họ lập tức phán đoán ra Diệp Thần Phong thực lực nhiều nhất cùng thiên giai thượng phẩm ngang hàng, này liền để bọn họ càng thêm yên tâm. Ngô Kỳ Hải trắng trợn không kiêng dè cười nói, liền coi như chúng ta vong ân phụ nghĩa thì lại làm sao? Ngươi không nói cho ta cũng không liên quan, phía sau ngươi nữ nhân khẳng định cũng biết, ở chúng ta đưa ngươi giết sau khi, chúng ta sẽ ở trên giường đem người đàn bà của ngươi cho chinh phục. Đến thời điểm chúng ta làm cho nàng nằm úp sấp, nàng phải muốn nằm úp sấp để chúng ta hưởng thụ thân thể của nàng. Chạm sau lưng Diệp Thần Phong Hạ Tử Ninh, nàng khi nghe đến Ngô Kỳ Hải trong miệng ô ngôn uế ngữ sau, đối lập với Diệp Thần Phong biểu diễn đi ra sự phẫn nộ, nàng là thật sự triệt để sự phẫn nộ, trên người không ngừng hiện lên huyền giai cấp độ chân kình lực lượng, một đôi nắm đấm là chăm chú nắm long. Các vị huynh đệ, quả nhiên là một cái thiên giai cùng một cái huyền giai. Như vậy mặt hàng chúng ta còn cần phải lo lắng cái gì? Có ai để giải quyết tiểu tử này mệnh? Ngô Kỳ Hải mở miệng cười hỏi. Ở phán đoán ra Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thực lực sau, những người này là thật sự yên tâm lại, liền từng cái tranh nhau chen lấn đứng dậy, còn ba người kia tỷ nữ nhưng là đứng ở đoàn người cuối cùng, lấy nàng môn ba cái hoàng giai thực lực, căn bản là phái không lên một điểm tác dụng, ở chừng 20 cái trong mắt nam nhân. Cái này ba người phụ nữ cũng chỉ là trên giường phát tiết công cụ mà thôi. Ngoại trừ Ngô Kỳ Hải, Hồ Đông Nam cùng Trương Thói Đời này ba cái thiên giai thượng phẩm bên ngoài, còn lại 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ toàn bộ đứng dậy,
thật giống dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong là tùy tiện nắm quả hồng nhún, cuối cùng bọn họ quyết định muốn đồng loạt ra tay, dù sao bọn họ có rất lâu đều không có cùng người đối chiến, mỗi một người đều là phi thường ngứa tay. Các ngươi mau mau trước đem tiểu tử này giải quyết, sau đó chúng ta là có thể thật hưởng thụ tốt hưởng thụ tiểu tử này nữ nhân. Ngô Kỳ Hải mở miệng nhắc nhở, trên mặt là một bộ thong dong bình tĩnh dáng dấp. Đứng ở một bên Hồ Đông Nam cùng Trương Thói Đời, hai người bọn họ vẻ mặt cùng Ngô Kỳ Hải giống nhau như đúc, dưới cái nhìn của bọn họ tuy rằng này 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ, bởi vì Trương Kỳ cùng băng không diễm làm vận động quan hệ, thực lực khó tránh khỏi muốn so với trước đây kém một chút, thế nhưng bọn họ như thế nào đi nữa nói nhưng vẫn là thiên giai thượng phẩm cao thủ, lẽ nào này 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ, còn đối phó không được một cái thiên giai thượng phẩm cao thủ sao? Ở này 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ vừa thảo luận xong, bọn họ muốn đồng thời đối với Diệp Thần Phong động thủ thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong trên mặt nguyên bản trên mặt sự phẫn nộ biến mất rồi, thay vào đó chính là một nụ cười gằn, trên mặt đầy giấy tự tin vẻ mặt. Ở cảm thấy được Diệp Thần Phong vẻ mặt biến hóa, Ngô Kỳ Hải có một loại dự cảm xấu, lần thứ hai cảm giác một thoáng Diệp Thần Phong trên người sóng năng lượng. Phát hiện đối phương sóng năng lượng nhưng vẫn là duy trì ở cùng thiên giai thượng phẩm ngang hàng dáng vẻ, hắn lúc này mới lại an tâm đi, mắng, được lắm Trang Bê tiểu tử. Chỉ là khi, làm Ngô Kỳ Hải vừa mắng xong, Diệp Thần Phong liền lập tức sử dụng bạo phong bộ pháp, bóng người nhanh chóng hướng về đứng ở phía trước nhất cái kia 12 người lướt tới. Cái kia 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ, chỉ cảm thấy hoa mắt, trên cổ đau xót. Chu vi thật giống quát nổi lên một trận kình phong, đón lấy, trong đầu của bọn họ ý thức liền từ từ ở tiêu tan. Đứng ở một bên Ngô Kỳ Hải, Hồ Đông Nam cùng Trương Thói Đời, bọn họ cũng không có nhào bắt được Diệp Thần Phong bóng người, khi làm Diệp Thần Phong bóng người xuất hiện lần nữa ở tại bọn hắn trong tầm mắt thời điểm, ba người bọn hắn trong mắt có thêm một vệt nghiêm nghị vẻ, Ngô Kỳ Hải liếc mắt nhìn vẫn cứ đứng tại chỗ 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ. Dưới cái nhìn của hắn này 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ lông tóc không tổn hại, Diệp Thần Phong chỉ là muốn dùng tốc độ đến uy hiếp bọn họ. Ngô Kỳ Hải âm trầm quát lên, tiểu tử, tốc độ của ngươi đúng là rất nhanh, bất quá, thực lực của ngươi nhiều nhất cũng chỉ nằm ở thiên giai thượng phẩm, ngươi cho là mình ngày hôm nay còn có phần thắng sao. Đứng ở Ngô Kỳ Hải bên cạnh Hồ Đông Nam cùng Trương Thói Đời, bọn họ tuy rằng cũng bị Diệp Thần Phong tốc độ cho kinh sợ đến. Thế nhưng hai người bọn họ cũng không cho là ngày hôm nay Diệp Thần Phong một người có thể nổi lên cái gì bọt nước đến. Chỉ là khi, làm Ngô Kỳ Hải tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, cái kia đứng tại chỗ 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ, bọn họ trắng nõn trên cổ, một cái tiếp theo một cái xuất hiện một đạo vết máu, theo thời gian trôi đi, bọn họ trên cổ vết máu đang không ngừng mở rộng, một viên cuối cùng viên đầu lâu lần lượt thoát ly thân thể. Ngô Kỳ Hải đám người trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, trong con ngươi mang theo từng tia sợ hãi. Song phương đồng dạng là có thiên giai thượng phẩm thực lực, có thể Diệp Thần Phong nhưng lấy sức lực của một người, thuấn dây 12 cái cùng hắn cùng cấp độ đối thủ. Đứng ở cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn đối với bạo phong bộ pháp vẫn là hết sức thỏa mãn, bây giờ hắn vẫn không có đem bạo phong bộ pháp tu luyện tới cực hạn. Liền có thể thể hiện ra tốc độ như thế này đến, này đã là phi thường không dễ dàng. Nếu như vừa nãy Diệp Thần Phong duy trì cùng thiên giai thượng phẩm ngang hàng sức mạnh, sử dụng ra huyền thiên bộ pháp, khẳng định không cách nào thuấn dây này 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ. Tuy rằng Diệp Thần Phong cũng biết này 12 cái thiên giai thượng phẩm cao thủ, bị băng không diễm làm cho đã sớm thân thể không rơi mất, nếu như đổi làm là 12 cái bình thường thiên giai thượng phẩm cao thủ. Diệp Thần Phong còn muốn như vừa nãy như vậy thuấn sát, hắn tối thiểu phải đem bạo phong bộ pháp tu luyện tới thông hiểu đạo lý mức độ. Chương 774, Tòng quân làm việc vặt. 12 viên đầu lâu lẳng lặng lăn rơi trên mặt đất, Ngô Kỳ Hải các loại chờ, người trong cổ họng dồn dập hút vào cảm lạnh khí, giờ khắc này trong lòng bọn họ cái nào còn có muốn biết nơi giấu bảo tàng tâm tư. Bọn họ duy nhất nghĩ tới là làm sao sống tiếp. Diệp Thần Phong một chiêu thuấn dây 12 tên thiên giai thượng phẩm cao thủ, tuy rằng Diệp Thần Phong trên người chỉ tỏa ra cùng thiên giai thượng phẩm bằng nhau sóng năng lượng, thế nhưng Ngô Kỳ Hải các loại chờ trong lòng người hoàn toàn không có phần thắng, bọn họ không có dũng khí sẽ cùng Diệp Thần Phong đối chiến. Ngô Kỳ Hải, Hồ Đông Nam cùng Trương Thói Đời,
Ba người này ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống Hạ Tử Ninh trên người, bọn họ biết trước mắt chỉ có trước đem Hạ Tử Ninh cho bắt cóc, bọn họ mới có cùng Diệp Thần Phong hò hét tư cách, cho nên bọn họ ba người lẫn nhau cho lẫn nhau khiến cho một cái ánh mắt sau, bọn họ liền nhanh chóng hướng về Hạ Tử Ninh vào tới. Diệp Thần Phong bây giờ đã thí nghiệm qua bạo phong bộ pháp uy lực, như vậy hắn cũng không cần phải ở những này rác rưởi trên người lãng phí thời gian. Nhìn hướng Hạ Tử Ninh xẹt qua đi Ngô Kỳ Hải các loại chờ ba người, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu chíu, trên người nhất thời bùng nổ ra vương cấp sơ kỳ linh hồn lực khí thế. Mãnh liệt vương cấp sơ kỳ linh hồn khí lực thế không ngừng từ Diệp Thần Phong trong cơ thể lan tràn đi ra, đem chung quanh hắn một vùng hoàn toàn bao phủ lại, bóng người hướng về Hạ Tử Ninh xẹt qua đi Ngô Kỳ Hải các loại chờ ba người, bọn họ ở cảm nhận được này cỗ cực kỳ cường hãn sóng năng lượng sau. Dưới chân bước chân im bặt đi, trên thân thể phảng phất bị đè ép một tòa tầng tầng núi lớn như thế, cũng lại bước không ra bất kỳ một bước, to bằng hạt đậu mồ hôi hột không ngừng từ ba người bọn hắn trên trán xông ra. Ngô Kỳ Hải các loại chờ ba người quay đầu lại, nhìn thấy cơn khí thế này là từ trên người Diệp Thần Phong tán phát lúc đi ra. Bọn họ một trái tim là triệt để rơi xuống đến đáy vực, này không phải chỉ có cùng thiên giai thượng phẩm ngang hàng sức mạnh. Lấy này cố cường hãn đến cực điểm cảm giác một ngạt phán đoán, thực lực của đối phương đã vượt qua tiên thiên cấp độ. Tối thiểu có thể cùng phá thiên cảnh giới cao thủ sánh ngang, bọn họ những thực lực này cao nhất cũng chỉ có thiên giai thượng phẩm người, lại dám đem oai suy nghĩ động đến loại này nhân vật trên người, này không phải hiềm mạng của mình hoạt quá dài sao. Phù phù, phù phù, phù phù. Theo cảm giác một ngạt càng ngày càng mãnh liệt, Ngô Kỳ Hải các loại chờ, người toàn bộ đầu gối tầng tầng quỳ rạp xuống trên mặt đất, đến giờ phút này rồi, bọn họ mới biết mình có ngu xuẩn cỡ nào. Đối phương vẫn là coi bọn họ là làm vai hề đang đùa bỡn. Mà bọn họ nhưng còn tự tin cực kỳ rêu rao lên. Hạ Tử Ninh không có chịu đến Diệp Thần Phong linh hồn lực áp bức, đôi mắt đẹp của nàng phẫn nộ trừng mắt Ngô Kỳ Hải các loại chờ người, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Nói rằng, Diệp Thần Phong vội vàng đem những người này giải quyết đi. Chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta, Ngô Kỳ Hải vừa mới vừa nói ra một chữ đến, đầu của hắn cùng với Hồ Đông Nam cùng Trương Thói đời đầu liền trong nháy mắt bạo liệt ra. Đang nhìn đến Ngô Kỳ Hải các loại chờ ba người thi thể ngã trên mặt đất sau, Diệp Thần Phong lại đưa mắt chuyển đến còn lại 5 tên thiên giai trung phẩm cao thủ. 5 tên địa giai thượng phẩm cao thủ cùng 3 cái tỷ nữ trên người. Hạ Tử Ninh nhìn thấy quỳ trên mặt đất 3 tên tỷ nữ. Vừa định nên vì này 3 tên tỷ nữ van nài, nhưng đáng tiếc Diệp Thần Phong căn bản không có đợi được nàng mở miệng. Không dứt bên tai bạo đầu thanh vang vọng ở bên tai, máu tươi cùng óc hỗn hợp vật tràn ngập ở trong không khí, điều này làm cho Hạ Tử Ninh lông mày lập tức chiếu chăm chú, hỏi, Diệp Thần Phong. Kỳ thực ngươi không cần thiết giết này 3 cái tỷ nữ, các nàng mới hoàng giai thực lực, hay là các nàng 3 cái là bị ép cũng nói không chắc. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống trước mặt tử những người này với hắn không có quan hệ chút nào. Mở miệng nói rằng, Hạ Tử Ninh, ngươi có thể không muốn như thế ngây thơ sao? Vừa nãy ta quan sát qua này 3 cái tỷ nữ trên mặt vẻ mặt, ở đối phương nắm chắc phần thắng thời điểm. Này 3 cái tỷ nữ trên mặt cũng là mang theo cực kỳ vẻ mặt cao hứng. Ta đã cho bọn họ sống sót cơ hội, nhưng đáng tiếc bọn họ một mực không quý trọng, phía trên thế giới này tất cả mọi người đều phải muốn vì chính mình từng làm sự tình trả giá thật lớn. Được rồi, chúng ta rời đi nơi này. Trước tiên đi Thiên Sơn môn phụ cần tìm hiểu tình huống, ta thuận tiện lại đem bạo phong bộ pháp luyện tập thông thạo một ít. Sau 5 ngày, cổ vũ giới, đỉnh cấp thế lực, Thiên Sơn môn phụ cận một chỗ trên đỉnh núi. Một nam một nữ đứng ở trên đỉnh núi phóng tầm mắt tới Thiên Sơn môn, xông tới mặt gió lạnh, đem đôi trai gái này tóc thổi đến mức theo gió đung đưa. Nam nhân hai con mắt trong tầm mắt Thiên Sơn môn vị trí thời điểm, hắn một đôi mắt bên trong rõ ràng bốc hơi không dừng tận lửa giận. Bên cạnh nữ nhân đang nhìn đến nam nhân vẻ mặt sau, hỏi, Diệp Thần Phong, hiện tại Thiên Sơn môn đệ tử chọn lựa đã kết thúc. Chúng ta muốn làm sao trà trộn vào Thiên Sơn bên trong cửa đi. Đôi trai gái này thình lình chính là Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh. Ở 5 ngày trước giải quyết Ngô Kỳ Hải các loại chờ rác rưởi sau khi, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh liền chạy tới Thiên Sơn môn bên này,
Đương nhiên khi đi ngang qua một cái thành trấn thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng mua một chút quần áo cùng nhu phẩm cần thiết, phòng ngừa lâm thời muốn dùng đến. Trong vòng 5 ngày này, Diệp Thần Phong mỗi ngày đều đang luyện tập bạo phong bộ pháp, hắn cũng bắt đầu chân chính lĩnh ngộ bạo phong bộ pháp yếu quyết. Cái gọi là bạo phong bộ pháp, chính là đang tu luyện giả tu luyện tới trình độ nhất định sau, có thể như bạo như gió nhanh chóng đi tới. Trước lúc này Diệp Thần Phong triển khai bạo phong bộ pháp thời điểm, ở hắn quanh thân sẽ xuất hiện từng đạo kinh khí, mà bây giờ hắn lần thứ hai triển khai bạo phong bộ pháp thời điểm, ở hắn quanh thân có thể hình thành từng đạo tiểu gió xoáy. Diệp Thần Phong cơ bản đã đem bạo phong bộ pháp thông hiểu đạo lý, còn lại chỉ là thời gian tích lũy cùng vận dụng, lấy bây giờ Diệp Thần Phong thực lực, nguyên bản hắn chỉ có thể cùng phá thiên sơ kỳ cao thủ ngang hàng, bất quá, hơn nữa bạo phong bộ pháp, hắn tuyệt đối có thể cho phá thiên sơ kỳ cao thủ một cái xuất kỳ bất ý công kích, thậm chí là trực tiếp đem đối phương cho thuấn sát. Diệp Thần Phong khi nghe đến Hạ Tử Ninh nghi vấn sau, hắn thuận miệng nói rằng, muốn lẫn vào thiên sơn môn không nhất định phải tham gia đệ tử chọn lựa, lẽ nào thiên sơn trong môn phái liền không chiêu làm việc vặt sao? Lấy làm việc vặt thân phận lẫn vào thiên sơn môn, như vậy càng thêm sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Đi, chúng ta đi làm một ít chuẩn bị. Diệp Thần Phong trực tiếp xoay người tiến vào phía sau núi rừng bên trong. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi tới núi rừng bên trong một chỗ miệng huyệt động, đây là Diệp Thần Phong trong lúc vô tình phát hiện. Mấy ngày nay hắn cùng Hạ Tử Ninh cũng vẫn ở nơi này, tương tự bọn họ cũng đem thiên sơn môn chu vi địa hình là tìm tòi rõ rõ ràng ràng. Diệp Thần Phong tiến vào trong huyệt động lấy ra một bao quần áo, ở bên trong bọc quần áo có hai cái phi thường thổ quần áo, một cái là nam nhân, khác một cái là nữ nhân. Diệp Thần Phong đem y phục của nam nhân nắm ở trong tay, sau đó đem bao quần áo ném cho Hạ Tử Ninh, nói rằng, ngươi tiến vào trong huyệt động đi thay quần áo. Hạ Tử Ninh cũng biết Diệp Thần Phong như thế làm là vì ngụy trang, liền nàng cũng là cũng không có phản bác, cầm bao quần áo tiến vào trong hang động thay quần áo. Sau 5 phút, thay quần áo xong Hạ Tử Ninh từ trong hang động đi ra, Diệp Thần Phong đem một trương mặt nạ ra người đái ở trên mặt, hắn trong nháy mắt đã biến thành một cái trên mặt mang theo cười khúc khích, một mặt hàm hậu, thật giống là từ trong hốc núi đi ra nông dân hình tượng, lại phối hợp thêm trên người hắn cái này quê mùa cục mịch quần áo. Quả thực là thiên y vô phùng. Hạ Tử Ninh, người cũng thay đổi một thoáng dáng vẻ, tốt nhất có thể trở nên có bao nhiêu thôn cô, liền muốn có bao nhiêu thôn cô, để cho người khác một chút liền có thể nhìn ra, ngươi là từ khe suối câu bên trong đi ra. Diệp Thần Phong quay về Hạ Tử Ninh nói rằng, Hạ Tử Ninh tuy rằng rất không thích nghe Diệp Thần Phong mệnh lệnh, nhưng nàng vẫn là lập tức sử dụng ảo thuật, ở trên người nổi lên một trận sóng năng lượng sau. Hạ Tử Ninh từ đầu đến đuôi đã biến thành một cái hoàng kiểm bà, đúng là cùng hiện tại Diệp Thần Phong phi thường xứng, hai người đi chung với nhau, nhất định sẽ bị những người khác cho rằng là một đôi từ trong núi sâu đi ra phu thê. Hạ Tử Ninh, sau đó chúng ta đi thiên sơn môn thời điểm, chúng ta muốn giả trang một đôi phu thê, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho ta lộ ra sơ sót, ta tin tưởng đi thiên sơn môn tổng quân một phần làm việc vặt công tác sẽ không quá khó. Diệp Thần Phong rất hài lòng hiện tại Hạ Tử Ninh tạo hình. Hay là chỉ lo Hạ Tử Ninh không đồng ý, Diệp Thần Phong lại bỏ thêm một câu, các loại chờ, lần này thăm dò rõ ràng thiên sơn môn để, ta liền lập tức cùng ngươi đi một chuyến các ngươi môn phái nơi giấu bảo tàng, lại nói chúng ta chỉ là giả trang một đôi phu thê mà thôi, lẽ nào ngươi là sợ yêu ta sao? Nhìn thấy Diệp Thần Phong mang mặt nạ ra người trên mặt lộ ra một vệt hàm hậu cười khúc khích. Tuy rằng Hạ Tử Ninh biết Diệp Thần Phong là ở dùng phép khích tướng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được cắn răng bạc, khẽ kêu nói, Diệp Thần Phong, ta sẽ yêu ngươi. Ngươi thiếu nằm mơ, coi như đời sau, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi nam nhân như vậy. Ân, ngươi đồng ý là tốt rồi. Diệp Thần Phong cười nói, hiện tại lên ta tên Diệp Nhĩ Ngưu, ngươi gọi Hạ Hoa Quế, ngươi có thể muốn đem tên cho nhớ kỹ. Chương 775, lẫn vào Thiên Sơn Môn. Thiên Sơn Môn tông môn kiến tạo ở một chỗ phi thường hùng vĩ trên núi cao, từ dưới chân núi bắt đầu thì có từng bậc dày rộng thạch thê, vẫn dẫn tới trên đỉnh ngọn núi Thiên Sơn Môn tông môn nơi đô thị mạnh nhất công tử bột. Ở Thiên Sơn Môn dưới chân núi còn dựng đứng một khối cao chừng 2 mét dày nặng bia đá, tấm bia đá này trên tràn ngập dấu vết tháng năm, thậm chí có vài chỗ địa phương sản sinh bé nhỏ vết rạn nứt. Ở khối này cao to mà dày nặng trên bia đá,
cứng cáp mạnh mẽ viết Thiên Sơn Môn này ba chữ lớn. Mà giờ khắc này, một đôi ăn mặc thổ khí mười phần, trên mặt nhiễm một chút bùn đất nam nữ, đang đứng ở bia đá trước mặt cười khúc khích, nam nhân vừa cười khúc khích, vừa hướng bên cạnh nữ nhân, nói rằng, Hạ Hoa Quế, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sau đó lên Thiên Sơn Môn, ngươi cũng không nên cho ta lòi. Tướng mạo mười phần thôn cô dáng dấp nữ nhân, cau mũi một cái, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi quản thật chính ngươi là được. Hạ Hoa Quế, nơi này không có gọi Diệp Thần Phong, chỉ có một người gọi là Diệp Nhị Nghiêu. Diệp Thần Phong trên mặt hàm bên trong hàm tức giận vẻ mặt, dù là ai nhìn đều sẽ cho rằng hắn là từ trong ngọn núi đi ra hàm tiểu tử. Phía trước người cút ngay cho ta, Thiên Sơn Môn là các ngươi loại này người bình thường nên đến địa phương sao? Giữa lúc Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thời điểm, hai người bọn họ phía sau xuất hiện bốn nam nhân, ở này bốn nam nhân trong tay phân biệt giơ lên hai cái cáng cứu thương, ở trên băng ca nằm hai cỗ có chút bắt đầu mục nát thi thể. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đang nhìn đến trên băng ca hai bộ thi thể sau, hai người bọn họ trong lòng hơi sững sờ, này hai bộ thi thể không phải là Tiếu Huy Lượng cùng Lý Hào Kiệt mà. Lúc trước Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh mới vừa tới đến đỉnh cấp thế lực bên này thời điểm, Diệp Thần Phong lợi dụng kế sách đem hai người này Thiên Sơn Môn ngốc điểu cho giết. Không nghĩ tới Thiên Sơn Môn đến ngày hôm nay mới phát hiện Tiếu Huy Lượng cùng Lý Hào Kiệt thi thể, xem ra Thiên Sơn Môn tình báo vẫn đúng là không sao. Trong lòng tuy rằng hơi ngây người, nhưng Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngốc bên trong ngu đần nói rằng, lão bà, ta vẫn là lần thứ nhất từng thấy như thế khí thế núi lớn đây. Ta nếu có thể ở tại nơi này trên núi thật là tốt bao nhiêu a. Chủ nhà, ta sợ cao, ở tại nơi này trên núi, ta buổi tối sẽ ngủ không được. Hạ Tử Ninh ngược lại cũng rất nhanh tiến vào chính mình hí phân ở trong. Cái kia bốn cái giơ lên cáng cứu thương Thiên Sơn Môn đệ tử, khi nghe đến Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đối thoại sau, trên mặt bọn họ dồn dập lộ ra không thích vẻ mặt. Nhưng bốn người này rõ ràng không có dừng lại ý tứ, chỉ là thấp giọng lẫn nhau nói mấy lời. Hiện tại chúng ta mau mau trở lại tông môn mới được, Tiếu Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh đều là cảnh giới tiên thiên cao thủ. Lúc này chúng ta môn phái lập tức chết rồi hai tên tiên thiên. E sợ trưởng môn cùng các đại trưởng lão khẳng định tâm tình sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chỉ là hai cái nhà quê mà thôi, chúng ta không dùng tới chấp nhặt với bọn họ, này chỉ do là đang lãng phí thời gian. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thật giống căn bản không nghe thấy cái kia bốn cái Thiên Sơn Môn đệ tử đối thoại. Mãi đến tận cái kia bốn cái Thiên Sơn Môn đệ tử biến mất ở trong tầm mắt sau khi. Diệp Thần Phong nói rằng, đi, chúng ta cũng tới Sơn. Khoảng chừng nửa giờ sau, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi tới trên đỉnh ngọn núi, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh khổng lồ tu luyện tràng, đang tu luyện trên sân có túm năm tụm ba Thiên Sơn Môn đệ tử ở tỉ thí với nhau, những đệ tử này chỉ là ở Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trên người vội vã liếc nhìn một chút, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Một tên hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, hắn đang nhìn đến thở hồng hộc Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh sau, hắn liền lập tức đi tới. Lớn tiếng chất vấn, hai người các ngươi là người nào? Ngày nữa Sơn Môn làm gì? Thiên Sơn Môn không phải là những người không có liên quan có thể xông loạn, lẽ nào hai người các ngươi không muốn sống sao? Lập tức cút cho ta hạ Sơn đi. Tên này người đàn ông trung niên trên người tỏa ra thiên giai hạ phẩm khí thế. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ, hai người bọn họ khẩu thở hổn hển, thân thể bắt đầu không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Trên mặt vẻ mặt là hoàn toàn trắng bệch, Diệp Thần Phong run lập cập nói rằng, này, vị cao nhân này, ta cùng ta người vợ là từ trong ngọn núi đi ra, ta nghe nói Thiên Sơn Môn phi thường ghê gớm, vì lẽ đó ta muốn tới nơi này mưu cái việc xấu, sau đó cũng có thể ở ta trong thôn nói khoác nói khoác. Người đàn ông trung niên phi thường hài lòng Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh sợ hãi biểu hiện, nói thật lấy hắn thiên giai hạ phẩm thực lực. Ở ngày này Sơn Môn bên trong vẫn đúng là không tính là gì, loại này cao cao tại thượng cảm giác để hắn phi thường thoải mái, cực kỳ xem thường khoát tay áo một cái, nói rằng, lăn xuống Sơn đi. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn tiến vào Thiên Sơn Môn. Không muốn làm loại này không thiết thực mộng. Nghe vậy, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình thất vọng, Diệp Thần Phong đến gần rồi một ít người đàn ông trung niên, đem y phục của hắn hơi kéo dài.
chỉ thấy ở trong ngực của hắn có 5, 6 cây ngân điều, im thin thít mở miệng nói, vị cao nhân này, ngài liền cho ta giàn xếp. Ta không muốn cả đời ở tại trong núi lớn, ta trong lồng ngực 6 cái ngân điều là ta khi trồng điền thời điểm, trên đất bên trong bảo đến. Nói, Diệp Thần Phong đem trong ngực 6 cái ngân điều lén lút đưa cho người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận ngân điều, ở xác nhận là thật sự sau đó, hắn tùy ý đem ngân điều nhét vào trong ngực của mình, nói rằng, không sai, không sai, ngươi phi thường có tiền đồ, ta ở Thiên Sơn Môn vừa vặn là trưởng quản tạp vật viện, gần nhất thật giống tạp vật trong viện nhân thủ không đủ, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi phu thê hai sắp xếp một thoáng. Chính là, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, cái này định lý mặc kệ tới nơi nào đều là phi thường áp dụng, Diệp Thần Phong tuy rằng trên người cũng có thỏi vàng, thế nhưng nếu như hắn trực tiếp nắm thỏi vàng đi ra, hay là đối phương sẽ sản sinh hoài nghi, vì lẽ đó lấy ra 6 cái ngân điều tới là thích hợp nhất bất quá. Ta cảm tạ ngài, ta cảm tạ ngài, ta sau đó nhất định sẽ báo đáp ngài, kỳ thực ta ở ta ra mảnh đất kia bên trong đã không chỉ một lần bào đến ngân điều, các loại chờ ta lần sau sẽ ra thời điểm, lại đi bào xem, đến thời điểm nói không chắc vẫn có thể hiếu kính cao nhân ngài. Diệp Thần Phong đem trong ngọn núi hàm hậu tiểu tử hình tượng là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đưa tay ra cánh tay tượng trưng tính ôm một bên Hạ Tử Ninh vòng eo, nói rằng, lão bà, ngươi làm sao còn không cảm tạ vị cao nhân này đại gia. Cảm tạ vị cao nhân này đại gia, Hạ Tử Ninh vừa nói tạ, vừa tay ngọc ninh lên Diệp Thần Phong bên hông nhuyễn thịt, nàng bị Diệp Thần Phong ôm vòng eo, trong lòng luôn cảm giác nổi giận cực kỳ. Cảm giác được bên hông đau xót, Diệp Thần Phong đúng là không có hé răng, nguyên bản tượng trưng tính ôm cánh tay, nhất thời đem Hạ Tử Ninh vòng eo cho kéo đi cái chặt chẽ, đồng thời bàn tay còn không ngừng mà rời xuống động, lén lén lút lút bao trùm ở Hạ Tử Ninh cái mông trên, không nhẹ không nặng nhào nặn hai cái, điều này làm cho Hạ Tử Ninh tức giận đến là trực cắn răng bạc, có thể trong lúc nhất thời lại không phát tác được. Người đàn ông trung niên khi nghe đến Diệp Thần Phong trong nhà bên trong khả năng còn có ngân điều, trên mặt hắn vẻ mặt là hiền lành rất nhiều, trong lòng thầm nghĩ, hai người này nhà quê, cho rằng tiến vào Thiên Sơn Môn sẽ tiền đồ vô lượng. Các ngươi cũng chỉ có phách bổ củi, chọn nấu nước phần, ngược lại cho hai người này nhà quê sắp xếp một phần tạp vật, cũng là thuận lợi sự tình, huống hồ còn có thể có một ít ngoài ngạch thu vào, chuyện như vậy kẻ ngu si mới sẽ không làm đây. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, thế nhưng người đàn ông trung niên ngoài miệng lại nói, hai người các ngươi rất tinh mắt, phải biết người khác coi như là dùng tiền cũng tiến vào không được Thiên Sơn Môn, ta là xem ở hai người các ngươi từ trong ngọn núi đi ra, khá là hàm hậu thành thật, mới dự định ra tay giúp các ngươi một tay, tin tưởng ta, sau đó các ngươi người trong thôn, nhất định sẽ lấy hai người các ngươi làm vinh. Thảo, làm cái làm việc vặt còn dẫn lấy làm vinh hạnh. Vẫn đúng là mẹ kiếp khi làm Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh là chí chướng. Bất quá, Diệp Thần Phong ở bề ngoài là hung hăng gật đầu, nói rằng cảm tạ vị cao nhân này, còn không biết cao nhân tôn tính đại danh. Hai người các ngươi gọi ta Hoàng quản sự là có thể, sau đó có chuyện gì có thể tới tìm ta. Thu rồi Diệp Thần Phong tiền, vị này gọi Hoàng quản sự người đàn ông trung niên không ngại nói hai lời nói khách sáo. Lý Vĩ Đạt, người trước tiên mang hai người bọn họ đi tạp vật viện quen thuộc, thuận tiện cho hai người bọn hắn cái sắp xếp một thoáng trụ gian phòng. Hoàng quản sự quay về phía sau hắn một người thanh niên nói rằng. Người thanh niên này dài đến là vẻ mặt gian dảo, khi nghe đến Hoàng quản sự dặn dò sau, lập tức cúi đầu khom lưng nói rằng, được rồi, Hoàng quản sự, ta nhất định đem hai người bọn họ sắp xếp thỏa đáng. Hoàng quản sự gật gật đầu, khoát tay áo một cái, nói rằng, được rồi, chớ đứng ở chỗ này bên trong, mau mau mang hai người bọn họ đi tạp vật viện. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh nhìn thấy sự tình đã định ra đến rồi, trong lòng đúng là hơi thở phào nhẹ nhõm, lẫn vào Thiên Sơn Môn so với bọn họ từ trước phỏng chừng còn muốn đơn giản, có thể nói căn bản một điểm phiền phức cũng không có gặp phải. Chương 776, ảo thuật bị nhìn thấu rồi. Tên là Lý Vĩ Đạt vẻ mặt gian dảo thanh niên. Hắn khi nghe đến Hoàng quản sự mệnh lệnh sau, hắn liền dẫn Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh hướng về tạp vật viện phương hướng đi đến. Vừa nãy Diệp Thần Phong đối với Hoàng quản sự nói, cùng với Diệp Thần Phong đem ngân điều lén lút kín đáo đưa cho Hoàng quản sự hình ảnh, đều bị Lý Vĩ Đạt cho nhìn thấy,
hai mắt của hắn dùng sức ở Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trên người đảo quanh, hắn không có từ trên người hai người này cảm giác được chút nào sóng năng lượng. Nói cách khác hai người này vốn là người bình thường mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Lý Vĩ Đạt trong tròng mắt nhất thời lộ ra tham lam vẻ mặt, hắn tuy nói chỉ là thiên sơn trong môn phái một cái tạp dịch, thế nhưng hắn cũng đã nắm giữ hoàng giai trung phẩm thực lực, đối phó hai người bình thường còn không là bắt vào tay. Hắn dám khẳng định trên người hai người này còn có ngân điều, loại này chiếm tiện nghi cơ hội nhưng là không thường thấy. Lý Vĩ Đạt mang theo Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, đi tới một gốc cây cành lá rậm rạp dưới cây lớn, nhìn thấy chu vi không có ai sau khi, trên mặt hắn lộ ra một vệt âm trầm nụ cười, vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói rằng, huynh đệ, sau đó chúng ta muốn đồng thời ở tạp vật trong viện làm việc, có ta Lý Vĩ Đạt cháo ngươi, ta có thể bảo đảm các ngươi phu thê hai bình an vô sự. Bất quá, hai người các ngươi có phải là nên biểu thị biểu thị? Diệp Thần Phong trên mặt nhưng vẫn là mang theo nụ cười thật thà, dùng nhiều một ít tiền đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đáng tiếc chính là trên người hắn ngân điều đều dùng xong, chỉ còn dư lại mấy căn kim điều, nếu như đem thỏi vàng cho trước mặt tạp dịch Lý Vĩ Đạt, khó tránh khỏi sẽ bị Lý Vĩ Đạt hoài nghi, vì lẽ đó Diệp Thần Phong hiện tại chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Diệp Thần Phong phi thường ngu đần gãi gãi đầu, từ Hạ Tử Ninh trên người đem một bao quần áo cầm tới. Ở bên trong bọc quần áo lăn qua lăn lại, một hồi lâu thời gian, Diệp Thần Phong mới từ trong bao quần áo lấy ra một cái màu đen túi vải. Màu đen bố bên trong túi trang căng phồng, một bên Lý Vĩ Đạt nhìn thấy, nhất thời trong đôi mắt liều lĩnh kinh quang, đem túi vải giành lấy, nói rằng, được rồi, này túi vải bên trong đồ vật coi như làm là các ngươi cho ta lễ ra mắt. Sau đó ta Lý Vĩ Đạt nhất định sẽ cố gắng phối hợp hai người các ngươi. Lý Vĩ Đạt ước lượng màu đen túi vải phân lượng. Hắn suy đoán này túi vải bên trong ngân điều hay là so với vừa nãy hoàng quản sự bắt được còn nhiều hơn, nụ cười trên mặt là càng ngày càng dồi dào. Thấy Lý Vĩ Đạt mặt mày hớn hở, Diệp Thần Phong hàm bên trong hàm tức giận nói rằng, huynh đệ ngươi yêu thích là tốt rồi. Ta cùng ta người vợ mới vừa tới nơi này. Sau đó còn muốn xin mời huynh đệ ngươi nhiều quan tâm. Lý Vĩ Đạt khoát tay áo một cái, nói rằng, không thành vấn đề, những thứ này đều là chuyện nhỏ mà thôi. Nói, Lý Vĩ Đạt liền không thể chờ đợi được nữa mở ra có chút trầm trọng màu đen túi vải. Khi hắn cho rằng muốn nhìn thấy trắng lóa ngân điều thì, có thể đập vào mi mắt nhưng là từng con khoai lang, khởi điểm hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong bọn họ là dùng khoai lang làm che giấu. Lập tức đem trong túi khoai lang toàn bộ ngã trên mặt đất, nhưng đáng tiếc chính là đồ trong túi toàn bộ ngã, cũng hết, ngoại trừ là khoai lang nhưng vẫn là khoai lang, liền một cái ngân điều đều không có. Những này khoai lang là Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh ở trong rừng cây đào được, làm hai cái từ trong hốc núi đi ra phu thê. Trên người làm sao có khả năng không mang theo một ít lương thực phụ đây? Diệp Thần Phong liền cái này chi tiết nhỏ cũng nghĩ đến. Nhìn thấy Lý Vĩ Đạt không ngừng biến hóa sắc mặt, Hạ Tử Ninh suýt chút nữa nhìn không được chỗ vỡ đại bật cười. Mà Diệp Thần Phong hành động nhưng là không lời nói, hàm hậu nói rằng, huynh đệ, đây là bọn ta tự tay loại khoai lang, mùi vị có thể thơm ngọt, nhìn thấy huynh đệ ngươi yêu thích, ta liền yên tâm, lần sau ta còn mang cho ngươi chút khoai lang lại đây. Lý Vĩ Đạt sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trực tiếp đem ngã trên mặt đất khoai lang cho dẫm nát. Ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, người đây là đang đùa ta. Thức thời lập tức đem trên người ngươi ngân điều cho lấy ra, bằng không cũng đừng trách ta động thủ. Diệp Thần Phong biết muốn an ổn ở lại Thiên Sơn Môn, như Lý Vĩ Đạt loại này tiểu nhân vẫn không thể đủ đắc tội, có thể giữa lúc hắn đang trầm tư thời điểm, Lý Vĩ Đạt hiển nhiên là không có kiên trì, quát lên, tiểu tử, xem ra cần phải muốn cho ngươi nếm thử lợi hại, ngươi mới sẽ thành thật. Nói, Lý Vĩ Đạt nhấc lên hoàng giai trung phẩm chân kinh lực lượng, trực tiếp một quyền hướng về Diệp Thần Phong ngực ném tới. Diệp Thần Phong không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra tay liền ra tay, thân thể bản năng hướng về bên cạnh né tránh, kết quả ầm. Một tiếng, Lý Vĩ Đạt nắm đấm trực tiếp đánh vào tráng kiện trên cây khô, oanh rơi mất mấy khối vỏ cây, trên nắm tay thống hắn liền nước mắt đều muốn chảy ra. Ngươi lại dám né tránh, ngươi lại dám né tránh quả đấm của ta. Ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn. Lý Vĩ Đạt trên mặt sự phẫn nộ càng ngày càng nồng nặc, mà khi hắn muốn lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong công kích thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đi tới năm người,
hắn ngay đầu tiên đem phẫn nộ cho cất đi, trên mặt lộ ra một mực cung kính vẻ mặt. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng hiếu kỳ theo Lý Vĩ Đạt ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy bốn cái người trẻ tuổi cùng một ông lão chính đang hướng về cái phương hướng này đi tới, một người trong đó ăn mặc màu trắng hoa phục thanh niên đi ở chính giữa, tên này thanh niên tên là Vương An Kỳ, là Vân Thiên Tông con gái của tông chủ, mà Vân Thiên Tông ở đỉnh cấp thế lực bên này thuộc về là một nhóm thế lực. Đi ở Vương An Kỳ bên cạnh mặt khác ba cái thanh niên phân biệt gọi Phương Thuốc Bình, Thu Lạnh Diệu cùng Trung Dương, trong đó Trung Dương là Huyền Thiên Môn Trung Thiên chỉ con lớn nhất, hắn bây giờ theo mẹ của hắn Thu Hồng Mai ở Thiên Sơn Môn dàn xếp đi, mà Thu Lạnh Diệu nhưng là Thu Hồng Mai con trai của ca ca, tương tự cũng là Trung Dương ca ca, còn Phương Thuốc Bình thân phận của hắn là Thiên Sơn Môn con của trưởng môn. Mà đi theo này bốn vị thanh niên bên cạnh ông lão, hắn là Thiên Sơn Môn tứ đại trưởng lão một trong, tên của hắn gọi là Phùng Thiên Thủy, một thân thực lực đã tới phá thiên sơ kỳ, lần này hắn chủ yếu là phụ trách bảo vệ Vương An Kỳ các loại chờ người. Dù sao Vương An Kỳ là nhất đẳng môn phái Vân Thiên Tông con của trưởng môn, lần này Vương An Kỳ là theo phụ thân đồng thời đến du lịch, mà Vân Thiên Tông trưởng môn cùng Thiên Sơn Môn trưởng môn năm đó có chút giao tình, liền hai cha con họ khi đi ngang qua Thiên Sơn Môn thời điểm, bọn họ quyết định ở Thiên Sơn Môn lưu lại mấy ngày. Phương Thuốc Bình đẳng người là bồi tiếp Vương An Kỳ hạ sơn đi du ngoạn, nhưng là Phùng Thiên Thủy lâm thời nhận được tông môn hai tên tiên thiên cao thủ bị giết tin tức, liền hắn liền mang theo Vương An Kỳ các loại chờ người chạy về tông môn đến. Thu Lạnh Diệu, ta nghe nói người trước đây không lâu tham dự tàn sát quỷ y môn cùng dung trời môn sự kiện. Nói vậy nhất định rất thú vị. Vương An Kỳ trong giọng nói mang theo 10 phần kiêu ngạo, thân là một nhóm thế lực thiếu tông chủ, hắn cũng có phần này kiêu ngạo sức lực. Thu Lạnh Diệu trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn là nói rằng, Vương ít, chúng ta chỉ do là trò đùa trẻ con, sao có thể cùng các ngươi Vân Thiên Tông so với đây. Loại này nịnh hót đối với Vương An Kỳ phi thường được lợi, hắn cười cợt, tiếp tục nói, các ngươi Thiên Sơn Môn hai tên tiên thiên cao thủ làm sao sẽ bị giết. Ở đỉnh cấp thế lực bên này, các ngươi Thiên Sơn Môn thật giống không có đắc tội ai. Khả năng là Diệp Thần Phong đi tới đỉnh cấp thế lực bên này, là Diệp Thần Phong đem cái kia hai tên tiên thiên cao thủ giết chết. Trung Dương mở miệng nói rằng, nói thật, Thu Lạnh Diệu đối với Trung Dương cái này đệ đệ không tồn tại hảo cảm, thuận miệng nói rằng, Trung Dương, người đây là đang nói đùa sao? Diệp Thần Phong, tuy rằng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần Phong, thế nhưng căn cứ đồn đại bên trong tuổi của hắn kỷ chỉ có hơn 20 tuổi, mà Tiếu Huy Lượng cùng Lý Hào Kiệt, một cái là tiên thiên đỉnh cao, một cái là tiên thiên trung kỳ. Diệp Thần Phong căn bản không thể giết chết bọn họ, chẳng lẽ Diệp Thần Phong có phá thiên sơ kỳ thực lực? Này không phải đùa giỡn hay sao? Lạnh Diệu nói không sai, chuyện này hẳn là không thể là Diệp Thần Phong làm, tuy rằng chúng ta Thiên Sơn Môn chỉ là ba nhóm thế lực, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đến dẫm trên một cước, chuyện này ta nghĩ tông môn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Phương Thuốc Bình vô cùng đồng ý Thu Lạnh Diệu quan điểm. Diệp Thần Phong đem đám người chuyến này đối thoại nghe được là rõ rõ ràng ràng, hắn tuy rằng chưa từng thấy Trung Thiên chỉ con lớn nhất Trung Dương, thế nhưng trước hắn từ Quý Đỉnh Thiên trong miệng nghe nói qua danh tự này, hắn còn biết Trung Dương mẫu thân gọi là Thu Hồng Mai, mà này bốn vị thanh niên bên trong, một người trong đó gọi Thu Lạnh Diệu hẳn là cùng Thu Hồng Mai có quan hệ. Nghe những người này chậm rãi mà nói, Diệp Thần Phong trong lòng lửa giận là kịch liệt tăng lên trên. Hắn ở tận lực khống chế này cỗ sao động tâm tình bất an. Mà một bên Lý Vĩ Đạt nhưng là cung kính hướng về những người này cúc cung, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyên bản Vương An Kỳ đám người chuyến này căn bản không có chú ý Diệp Thần Phong các loại chờ người, đã từ Diệp Thần Phong bọn họ bên cạnh trải qua, có thể Vương An Kỳ lại đột nhiên đình chỉ bước chân, ánh mắt tập trung đến Hạ Tử Ninh trên người, khi thì cau mày, khi thì giãn ra, quá thật lâu. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ cân nhắc vẻ mặt, ngón tay chỉ vào Hạ Tử Ninh, nói rằng, ngươi nên sử dụng ảo thuật. Không nên nghĩ đã lừa gạt con mắt của ta nghiên cứu ảo thuật đã có thời gian 7, 8 năm, cảm giác của ta sẽ không sai. Chương 777, Phá Thiên Sơ Kỳ rất mạnh sao? Hả? Vương An Kỳ lời này vừa nói ra, Phương Thuốc Bình đẳng người ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Hạ Tử Ninh. Mà Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh nhưng là trong lòng một cái hồi hộp, đặc biệt là Hạ Tử Ninh,
nàng không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có người có thể nhìn thấu nàng ảo thuật. Diệp Thần Phong trên mặt tuy rằng còn mang theo cười khúc khích, thế nhưng trong đầu tâm tư nhưng nhanh chóng vận chuyển lên, dưới chân bước chân chậm rãi di động đến Hạ Tử Ninh bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một cảm ứng đối phương đoàn người thực lực tổng hợp. Phùng Thiên Thủy phá thiên sơ kỳ, Vương An Kỳ thiên thiên trung kỳ, Phương Thuốc Bình thiên thiên sơ kỳ, Thu Lạnh Diệu tiên thiên sơ kỳ, Trung Dương thiên giai trung phẩm. Đang dò xét đến đối phương 5 người bên trong, cao nhất cũng chỉ có phá thiên sơ kỳ sau, Diệp Thần Phong trong lòng là thở phào nhẹ nhõm, cho dù thân phận của hắn ở đây bị nhìn thấu, hắn cũng chắc chắn mang theo Hạ Tử Ninh an toàn rời đi nơi này, chỉ có điều vừa mới vừa lẫn vào thiên sơn môn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng phiền muộn cực kỳ. Được, đã như vậy ta trước hết thu hồi một ít lợi tức, như vậy cũng không uổng công ta đến rồi một chuyến thiên sơn cửa. Diệp Thần Phong đem suy nghĩ động đến 5 người này trên người, chỉ cần hắn đem phá thiên sơ kỳ Phùng Thiên Thủy cho thuấn sát, như vậy còn lại 4 người giải quyết lên liền vô cùng dễ dàng. Vương Ít, người đây là ý gì? Người nói nữ nhân này sử dụng ảo thuật, Phương Thuốc Bình nghi ngờ hỏi. Vương An Kỳ không chút do dự gật gật đầu, nói rằng, đúng, các ngươi thiên sơn môn phòng bị biện pháp cũng quá kém một chút, khiến người ta trà trộn vào đến rồi còn không biết. Nghe được Vương An Kỳ khẳng định như vậy trả lời, Phương Thuốc Bình đẳng người nhìn về phía Hạ Tử An Hòa Diệp Thần Phong ánh mắt bắt đầu trở nên không quen lên, mà từ đầu tới cuối duy trì cúc cung tư thế lý vĩ đạt. Hắn cũng cảm giác được Phương Thuốc Bình đẳng người tràn ngập kinh dịch ánh mắt, hắn vội vàng chạy đến cách Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh phi thường địa phương xa. Hoang mang hoảng loạn nói rằng, bốn trưởng lão, hai người này là ngày hôm nay mới tới tạp dịch, ta nguyên bản là muốn dẫn bọn họ đi tạp vật viện, hai người bọn họ cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Lý Vĩ Đạt trong miệng bốn trưởng lão chính là Phùng Thiên Thủy, Lý Vĩ Đạt ở Thiên Sơn Môn làm tạp dịch cũng có thật nhiều năm, Phùng Thiên Thủy các loại chờ, người tự nhiên không có hoài nghi Lý Vĩ Đạt nói, vì lẽ đó những người này ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn Lý Vĩ Đạt, nhưng vẫn là đưa mắt tập trung ở Hạ Tử An Hòa Diệp Thần Phong trên người. Nói, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Sơn Môn bốn trưởng lão Phùng Thiên Thủy trên người bùng nổ ra phá thiên sơ kỳ khí thế, một đôi ác liệt con mắt gắt gao trừng mắt Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, hắn đã sớm nghe nói qua Vân Thiên Tông thiếu tông chủ kinh thông ảo thuật chi đạo, vì lẽ đó ở Vương An ngạc nhiên nói phá Hạ Tử Ninh sử dụng ảo thuật, hắn hầu như là không có bất kỳ hoài nghi gì. Phá thiên sơ kỳ cuồn cuộn khí thế hướng về Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tuôn tới, Hạ Tử Ninh chỉ là huyền giai thực lực, nàng nơi nào chịu đựng đạt được này cỗ khí thế cường hãn. Nhất thời thân thể mềm nhũn, sắc mặt trắng xám, cả người co quắp ngồi trên mặt đất. Mà Diệp Thần Phong tuy nhiên đã tới vương cấp sơ kỳ linh hồn lực cấp độ, thực lực có thể sánh ngang phá thiên sơ kỳ, nhưng là trước mắt hắn nhất định phải một đòn thuấn sát Phùng Thiên Thủy, tuy rằng hắn có thể sử dụng bạo phong bộ pháp. Thế nhưng hắn sợ như vậy còn không an toàn, nếu như bị Phùng Thiên Thủy tránh thoát một đòn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị Phùng Thiên Thủy lôi trụ, đến thời điểm nơi này nhất định sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh, sau đó sẽ đem Thiên Sơn Môn còn lại phá thiên cảnh giới cao thủ đưa tới. Diệp Thần Phong hiện đang đối mặt phá thiên sơ kỳ cao thủ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh hòa nhau, chỉ có đang lợi dụng bạo phong bộ pháp. Mới có chút nắm trong khoảng thời gian ngắn, xuất kỳ bất ý đem một tên phá thiên sơ kỳ cao thủ thuấn sát, nếu như trở lại cái gì phá thiên trung kỳ cao thủ, ngày hôm nay hắn cùng Hạ Tử Ninh mệnh cần phải muốn qua đời ở đó. Vì lẽ đó, Diệp Thần Phong ở cảm nhận được Phùng Thiên Thủy phá thiên sơ kỳ khí thế sau, hắn cũng lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất, phốc. Một tiếng. Dùng linh hồn lực từ trong cơ thể bước ra một ngụm máu tươi đến, lo sợ tát mét mặt mày nhìn trước mặt Phùng Thiên Thủy các loại chờ người, thân thể là run lẩy bẩy, trong lúc còn phi thường mịt mờ hướng về Hạ Tử Ninh khiến cho một cái ánh mắt. Hạ Tử Ninh cũng là một cái phi thường nữ nhân thông minh, nàng ở cảm thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, tương tự từ bên trong thân thể bước ra một ngụm máu tươi. Mấy vị thần tiên ra ra tha mạng a, ta cùng ta bà nương là từ trong ngọn núi đi ra. Nơi nào đắc tội rồi mấy vị thần tiên ra ra xin hãy tha thứ, ta cùng ta bà nương chỉ là tới nơi này mưu cái sinh hoạt. Diệp Thần Phong nói chuyện ấp a ấp úng, thân thể run lập cập, trên mặt sợ hãi vẻ thật giống không có nửa phần làm bộ. Thấy cảnh này sau, Phùng Thiên Thủy các loại chờ, người bắt đầu nghi hoặc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương An Kỳ,
cho rằng có phải là Vương An Kỳ cảm giác sai lầm. Trước mặt hai người này thấy thế nào cũng đều như người bình thường a. Đặc biệt là Diệp Thần Phong thấy thế nào cũng giống như là một cái trong ngọn núi đi ra hàm tiểu tử. Không biết, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí một đời trước nhưng là quốc gia bồi dưỡng được đến siêu cấp nhân tài, chỉ là như vậy biểu diễn thiên phú là cái rắm gì a? Hắn các loại tâm tình cùng vẻ mặt đều có thể khống chế lô hỏa thuần thanh. Vương An Kỳ lần thứ hai cẩn thận nhìn co quắp ngồi dưới đất Hạ Tử Ninh, trong miệng nói rằng, không thể a. Cảm giác của ta sẽ không sai, muốn biết kết quả, đem hai người kia trước tiên nắm lên đến không được sao. Ngược lại cũng chỉ là hai cái tạp dịch mà thôi. Hoàng quản sự ngày hôm nay tâm tình là tốt lắm lắm, sắp xếp hai cái tạp dịch tiến vào Thiên Sơn Môn, hắn liền thu được 6 cái ngân điều, hắn ở xử lý xong trong tay sự tình sau khi, dự định đến tạp vật viện nhìn Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, ai biết đi tới một nửa thời điểm, hắn liền nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh co quắp ngồi ở dưới một cây đại thụ. Ở hai người bọn họ đứng trước mặt rõ ràng là bốn trưởng lão các loại chờ người Thiên Sơn Môn trọng lượng cấp nhân vật, này ngược lại là để hắn có chút không tìm được manh mối. Cũng may Hoàng quản sự nhìn thấy cách đó không xa ngốc đứng Lý Vĩ Đạt, đi tới Lý Vĩ Đạt bên cạnh, thấp giọng hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Lý Vĩ Đạt trong lòng cũng là không rõ lắm, hàm hồ từ hồi đáp, Hoàng quản sự, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là bốn trưởng lão bọn họ thật giống đối với hai người này mới tới tạp dịch không hài lòng lắm. Nghe vậy, Hoàng quản sự trong lòng âm thầm hô một tiếng gay gâu, hai người này tạp dịch là hắn chiêu vào, nếu như bốn trưởng lão bọn họ đối với hai người này tạp dịch không hài lòng, cuối cùng có thể hay không liên lụy đến hắn. Nguyên bản không sai tâm tình nhất thời biến mất không còn một mống, muốn lập tức đi giải thích, nhưng là Hoàng quản sự vừa không có can đảm này. Phùng Thiên Thủy cho rằng Vương An Kỳ nói không sai, tha rằng giết sai cũng không thể buông tha, gần nhất Thiên Sơn Môn tình thế có thể không thể lạc quan a. Nếu như lại để mưu đồ gây rối người trà trộn vào đến, đây đối với Thiên Sơn Môn tới nói không phải là chuyện tốt lành gì. Vương Ít, người quả nhiên không hổ là Vân Thiên Tông thiếu tông chủ, chúng ta trước đem hai người này nắm lên đến lại nói, ngược lại chỉ là hai cái tạp dịch mà thôi, coi như giết cũng không có chuyện gì. Phùng Thiên Thủy nói liền hướng Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi tới, hắn căn bản không có từ trên người đối phương cảm giác được bất kỳ sóng năng lượng, trong lòng cũng thả lỏng không ít. Mà co quắp tọa trên đất Diệp Thần Phong, hắn đang nhìn đến Phùng Thiên Thủy hướng bọn họ đi tới sau, hắn run lập cập đỡ Hạ Tử Ninh từ trên mặt đất chạm lên, dưới chân bước chân chậm chậm gì gì hướng về xa xa muốn chạy trốn, Phùng Thiên Thủy thấy thế lập tức quát lên, hai người các ngươi đứng lại cho ta. Diệp Thần Phong căn bản không có thời gian để ý, điều này làm cho Phùng Thiên Thủy có chút phẫn nộ rồi, chỉ là hai cái tạp dịch cũng dám cãi lời tính mạng của hắn lệnh. Nhìn Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cực kỳ chậm chậm bước tiến, Phùng Thiên Thủy hai chân đạp, bóng người hướng về Diệp Thần Phong lao đi, đưa tay phải ra bàn tay, hướng về Diệp Thần Phong trên lưng vỗ tới. Đây chính là phá thiên sơ kỳ cao thủ một trưởng, người bình thường chịu đựng một trưởng này, e sợ thân thể đều sẽ bị đập nát. Một bên Vương An Kỳ cùng Phương Thuốc Bình đẳng người, chỉ là đứng tại chỗ, thật giống là đang thưởng thức vừa ra trò hay như thế. Mà Hoàng quản sự cùng Lý Vĩ Đạt đang nhìn đến bốn trưởng lão tự mình động thủ sau, người trước trên mặt lo lắng càng thêm nồng nặc, người sau trên mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, Lý Vĩ Đạt có thể còn nhớ vừa nãy Diệp Thần Phong trêu chọc hắn cảnh tượng đây. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong bị một cái tát đập chết là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng mà, khi làm Phùng Thiên Thủy bóng người cấp tốc hướng về Diệp Thần Phong lao đi thời điểm, đỡ Hạ Tử Ninh chạy trốn Diệp Thần Phong trong chớp mắt ngừng lại, xoay người lại, bởi Phùng Thiên Thủy quá mức khinh địch, giờ khắc này Phùng Thiên Thủy lần này công kích, trên người đâu đâu cũng có kẽ hở, Diệp Thần Phong phải đợi chính là vào lúc này. Bên trong thân thể nhất thời bùng nổ ra vương cấp sơ kỳ linh hồn lực khí thế, bạo phong bộ pháp khẩu quyết ở trong thân thể vận chuyển lên, dưới bàn chân tỏa nhiệt lợi hại. Một luồng năng lượng thật giống muốn từ dưới bàn chân dâng trào ra, tốc độ muốn so với Phùng Thiên Thủy nhanh hơn rất nhiều, dễ như ăn cháo tránh thoát Phùng Thiên Thủy một trường, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, nói rằng, phá thiên sơ kỳ. Phá thiên sơ kỳ cao thủ rất mạnh sao? Phùng Thiên Thủy sắc mặt đại biến, muốn lập tức rút đi, nhưng đáng tiếc Diệp Thần Phong làm sao để hắn toại nguyện. Bạo phong bộ pháp không ngừng thông thạo vận dùng được, quanh thân xuất hiện từng đạo tiểu gió xoáy.
thân thể dán thật chặt lên Phùng Thiên Thủy, khiến xuất toàn lực một chưởng mạnh mẽ vỗ vào Phùng Thiên Thủy ngực. Phốc! Phùng Thiên Thủy thân thể lăng không bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi từ cổ họng của hắn bên trong phun đi ra. Diệp Thần Phong một chưởng này nhưng là không có một chút nào bảo lưu, huống chi là đánh ở Phùng Thiên Thủy trái tim khẩu, hắn có thể khẳng định Phùng Thiên Thủy tâm mạch đã bị hắn cho đánh gãy, tuyệt đối không có lại sống tiếp lý do. Chương 778, sự tình càng nháo càng lớn. Diệp Thần Phong câu này trêu tức cũng không có hạ thấp giọng, chuẩn xác không có sai sót truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Nguyên bản vô cùng dễ dàng Vương An Kỳ, Phương Thuốc Bình, Thu Lạnh Diệu cùng Trung Dương, bọn họ đang nhìn đến nắm giữ phá thiên sơ kỳ thực lực Phùng Thiên Thủy, lại bị một chiêu thuần sát. Trong ánh mắt nhất thời tràn ngập sợ hãi, hoang mang, khó mà tin nổi chờ chút một loạt vẻ mặt. Mà một bên trong lòng vì chính mình tiền đồ lo lắng Hoàng Quản Sự, cùng với trên mặt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười Lý Vĩ Đạt, bọn họ hai người này triệt để mắt choáng váng. Hoàng Quản Sự có thể còn nhớ rõ vừa nãy ở Thiên Sơn môn tu luyện trên sân, hắn đối với Diệp Thần Phong vinh vang đắc ý cảnh tượng đây. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh chỉ là một đôi nhà quê mà thôi, nhưng ai biết tên nhà quê này có thuấn sát phá thiên sơ kỳ cao thủ thực lực. Hắn chỉ là thiên giai hạ phẩm một tiểu nhân vật, lại dám ở có thể thuấn sát phá thiên sơ kỳ đại nhân vật trước mặt trắng trợn không kiêng rẻ kiên trì lồng ngực, hơn nữa còn thu rồi đối phương 6 cái ngân điều. Nghĩ đi nghĩ lại Hoàng Quản Sự thân thể liền không nhịn được run cầm cập lên. Đứng ở Hoàng Quản Sự bên cạnh Lý Vĩ Đạt, tâm tình của hắn cũng không có so với Hoàng Quản Sự tốt hơn chỗ nào, nụ cười trên mặt hắn là triệt để cứng ngắc ở, nhớ tới vừa nãy dọa dẫm Diệp Thần Phong. Cùng với ra tay với Diệp Thần Phong cảnh tượng, hắn hai chân bên trong sức mạnh liền càng ngày càng ít, một luồng màu vàng chất lỏng từ hắn đũng quần bên trong chảy ra. Đùa giỡn, Diệp Thần Phong nhưng là có thể thuấn sát phá thiên sơ kỳ có thể người, mà hắn Lý Vĩ Đạt là cái thá gì? Mới chỉ là hoàng giai thực lực, bực này thực lực ở Diệp Thần Phong như vậy có thể người trước mặt, hắn quả thực là so với một con kiến còn nhỏ yếu hơn. Giờ khắc này hắn hận không thể lập tức phiến chính mình mấy cái vả miệng. Thân thể ngã trên mặt đất Phùng Thiên Thủy, hắn cúi đầu nhìn mình ngực, giờ khắc này ngực hắn vải vóc hoàn toàn hóa thành cho tàn. Xương hoàn toàn ao lún xuống dưới, mũi cùng trong miệng mỗi hô hấp một thoáng, trái tim của hắn liền đau đớn cực kỳ, hắn biết mình là không còn sống lâu nữa. Phương Thuốc Bình bọn bốn người bên trong, thực lực yếu nhất Trung Dương. Hắn đang nhìn đến phá thiên sơ kỳ Phùng Thiên Thủy bị thuấn sát sau khi, hắn là nhất là không bình tĩnh một cái. Trong miệng lầm bầm nói, này, sao có thể có chuyện đó? Bốn trưởng lão nắm giữ phá thiên sơ kỳ thực lực, đối phương chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Diệp Thần Phong không tiếp tục để ý ngã trên mặt đất Phùng Thiên Thủy, bởi vì hắn biết Phùng Thiên Thủy chỉ là ở kéo dài hơi tàn. Ánh mắt khóa chặt ở Phương Thuốc Bình đẳng người trên người. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết những người này, sau đó mang theo Hạ Tử Ninh rời đi nơi này, lần này xem như là tìm Thiên Sơn Môn thu hồi một ít lợi tức. Các loại chờ một lần trở lại Thiên Sơn Môn thời điểm. Chính là Thiên Sơn Môn diệt vong chi di. Ở cảm nhận được Diệp Thần Phong sát ý cuồn cuộn ánh mắt sau, Phương Thuốc Bình đẳng những này bình di bên trong Thiên Chi Kiêu Tử, bọn họ mỗi một người đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Phương Thuốc Bình nói rằng, hiểu lầm. Này đều là hiểu lầm, chúng ta có thể khi, làm chuyện gì cũng không phát sinh. Phương Thuốc Bình thân vì là Thiên Sơn Môn con của trưởng môn, đầu óc ngược lại cũng không tính quá ngu xuẩn, hắn biết trước mắt bảo vệ tính mệnh mới là trọng yếu nhất, chỉ có bảo vệ tính mệnh sau đó mới có thể báo thù. Diệp Thần Phong hiện tại cái nào còn có cùng những người này phí lời tâm tư. Trước mắt mau mau giết bọn họ, rời đi Thiên Sơn Môn mới là chuyện quan trọng nhất. Dưới chân lần thứ hai sử dụng bạo phong bộ pháp, nguyên bản thực lực của hắn liền đủ để ép giết cảnh giới tiên thiên cao thủ, huống chi trước mắt lại sử dụng bạo phong bộ pháp, Phương Thuốc Bình đẳng những này cảnh giới tiên thiên cấp độ cao thủ làm sao có thể tránh thoát. Ở trong bốn người này còn có một tên thiên giai trung phẩm ngớ ngẩn Trung Dương đây. Phản ứng của hắn là chậm nhất, vẫn không có triệt để biết rõ là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần Phong bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một trường đột nhiên vỗ vào Trung Dương trên đầu, chỉnh cái đầu trong nháy mắt bị đập thành một vũng máu vụ, thành một bộ thi thể không đầu. Diệp Thần Phong đem Trung Dương đầu đập nát sau khi, dưới chân hắn bước chân không có một chút nào dừng lại,
lần thứ hai hướng về cách Trung Dương gần nhất thu lạnh rượu vào tới, bàn tay phải bên trong xuất hiện một cái sáng như tuyết chủy thủ, giơ tay chém xuống, thu lạnh rượu hai con mắt trợn tròn lên, chỉnh cái đầu nhất thời thoát ly cái cổ. Phương Thuốc Bình đang nhìn đến Diệp Thần Phong trực tiếp đem Trung Dương cùng thu lạnh rượu cho giết, hắn cũng không còn cách nào ra vẻ bình tĩnh, trong miệng nói rằng ta là Thiên Sơn môn con của trưởng môn, ngươi không thể giết ta. Nhưng mà, trả lời Phương Thuốc Bình chỉ là một đạo màu trắng ánh sáng, Diệp Thần Phong trong tay sáng như tuyết chủy thủ không chút do dự từ Phương Thuốc Bình trên cổ xẹt qua, Phương Thuốc Bình trên cổ mạch máu toàn bộ bị cắt đứt, máu tươi điên cuồng từ cổ của hắn bên trong dâng lên. Liên tiếp nhìn thấy Trung Dương, Thu Lạnh Diệu cùng Phương Thuốc Bình bị giết, nguyên bản cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại Vân Thiên Tông thiếu tông chủ Vương An Kỳ, hắn là triệt để không có hơn người một bậc cái giá, trong miệng nói rằng ta là. Đáng tiếc, hiện tại Diệp Thần Phong không công phu tiếp tục nghe ai rông dài, chủy thủ trong tay lần thứ hai hướng về Vương An Kỳ cái cổ vạch tới, Vương An Kỳ nhìn thấy Diệp Thần Phong không nói cho hắn cơ hội, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ sợ hãi ở ngoài. Chính là bị âm tàn nhẫn cho lấp kín, nhanh chóng từ trong túi tiền móc ra một cái hộp, trong hộp là một loại màu đỏ bột phấn, liều lĩnh hướng về Diệp Thần Phong tung quá khứ. Diệp Thần Phong bên trong đan điền màu đen khí thể tuy rằng có giải độc tác dụng, thế nhưng thân thể của hắn vẫn là bản năng hung hăng lùi về sau, né tránh hướng hắn tung tới được màu đỏ bột phấn. Vương An Kỳ đang nhìn đến Diệp Thần Phong lui lại sau khi, trong lòng tầng tầng hô thở ra một hơi. Giữa lúc hắn cho rằng an toàn thời điểm, ai biết Diệp Thần Phong ở lui về phía sau đồng thời, chủy thủ trong tay trực tiếp văng ra ngoài, hướng về Vương An Kỳ trái tim khẩu bắn nhanh mà đi. Vương An Kỳ tốc độ phản ứng khẳng định là không như Lá Thần Phong, ở hắn vừa phản ứng lại thời điểm, một cái sáng như tuyết chủy thủ liền đi vào hắn ngực, đem trái tim của hắn cho đâm một cái đối với xuyên. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng là Vương An Kỳ bên trong thân thể sinh cơ ở cấp tốc trôi qua, chỉ là ngăn ngắn 5, 6 giây, Vương An Kỳ thân thể liền cứng rắn hướng về trên đất diện đổ tới. Ở liên tiếp giải quyết một tên phá thiên, ba tên tiên thiên cùng một tên thiên giai cao thủ sau, Diệp Thần Phong biết nơi đây không thích hợp ở lâu, bóng người lập tức đi tới Hạ Tử Ninh bên cạnh, cánh tay phải đem Hạ Tử Ninh thân thể kẹp ở bên hông, dưới chân lập tức sử dụng bảo phong bộ pháp. Bóng người nhanh chóng hướng về Thiên Sơn môn bên ngoài biểu xạ mà đi. Rời đi trước Diệp Thần Phong chỉ là tùy ý liếc nhìn một chút một bên Hoàng Quản sự cùng Lý Vĩ Đạt. Đối với loại này tiểu nhân vật, Diệp Thần Phong hiện tại liền giết tâm tư cũng không có, mau chóng rời đi nơi này mới là ổn thỏa nhất. Bị Diệp Thần Phong liếc nhìn một chút Hoàng Quản sự cùng Lý Vĩ Đạt, hai người bọn họ cảm giác mình phảng phất bị tử thần cho nhìn chằm chằm như thế. Diệp Thần Phong thu gạt tiên thiên cao thủ tính mệnh thật giống cắt rơm dạ như thế. Điều này làm cho Hoàng Quản sự cùng Lý Vĩ Đạt hô hấp quính lên xúc, trong óc một phát hôn, hai người là trực tiếp bị dọa đến hôn mê đi. Ở Diệp Thần Phong chân trước mới vừa rời đi nơi này thời điểm, hai cái ông lão cùng hai cái thanh niên liền xuất hiện. Hai người này ông lão là Thiên Sơn môn hai trưởng lão Lỗ Đấu Văn cùng ba trưởng lão với Ngàn Thạch. Này thực lực của hai người toàn bộ đến phá thiên trung kỳ thực lực. Mà cùng sau lưng bọn họ hai cái thanh niên, nhưng là hai người bọn họ đệ tử cuối cùng. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch nguyên bản chính đi hướng về Thiên Sơn môn phòng nghị sự, đột nhiên cảm giác được bên này có gì đó không đúng, hai người bọn họ mới lập tức cản tới xem một chút. Khi, làm, Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch nhìn thấy nằm trên đất thoi thóp Phùng Thiên Thủy, cùng với đã chết rồi Vương An Kỳ, Phương Thuốc Bình đẳng người thời điểm, hai người bọn họ con ngươi đột nhiên phóng to. Lỗ Đấu Văn lập tức đi tới Phùng Thiên Thủy bên cạnh, đem Phùng Thiên Thủy phù lên, hỏi, lão tứ, đây rốt cuộc cái gì chuyện gì xảy ra? Phốc! Phùng Thiên Thủy trong cổ họng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng gian nan nói rằng, nhanh, mau đuổi theo, không nên để cho đối phương trốn, đào tẩu, Vân Thiên Tông thiếu tông chủ đều bị giết, chuyện này e sợ sẽ liên lụy Thiên Sơn môn, chúng ta nhất định phải, muốn. Một câu nói còn chưa nói hết, Phùng Thiên Thủy liền chết rồi quá khứ. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch biết chuyện nghiêm trọng tính, tạm lại không nói Vân Thiên Tông thiếu tông chủ Vương An Kỳ chết rồi, coi như là Thu Lạnh Diệu cùng Phương Thuốc Bình cũng đều là thiên sơn trong môn phái thiên tài a. Hiện ở tại bọn hắn nhất định phải lập tức nắm lấy người hành hung mới được. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch dặn dò một thoáng phía sau hai tên đệ tử, để bọn họ đi đem chuyện nơi đây thông báo trưởng môn.
còn hai người bọn họ liền lập tức đem trong cơ thể phá thiên trung kỳ chân kình lực lượng tăng lên lên, hai bóng người như đạn pháo bình thường cũng hướng về thiên ngoài sơn môn biểu xạ mà đi tới. Chương 779, đều không bình tĩnh. Thiên sơn môn phòng nghị sự bên trong. Hai cái trên người khí thế bất phàm người đàn ông trung niên ngồi ở vị, một người trong đó ăn mặc màu xanh trường sam, lông mày hơi nhíu chặt người đàn ông trung niên, chính là thiên sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, một thân thực lực đã đạt đến phá thiên đỉnh cao. Một cái khác ăn mặc màu đen trường sam người đàn ông trung niên, trên mặt của hắn là một bộ phong nhạt vân khinh vẻ mặt, khóe miệng phi thường nhẹ nhàng cong lên, nếu như không tự quan sát kỹ, người bên ngoài căn bản không nhìn ra này một vệt hồ đến. Người này là một nhóm thế lực Vân Thiên Tông tông chủ Vương Chúng Thiên, có người nói một thân thực lực đã đạt đến nguyên thiên cảnh giới sơ kỳ. Phương Chí Dũng cùng Vương Chúng Thiên được cho là quen biết đã lâu lão hữu, mấy ngày nay Vương Chúng Thiên cùng hắn Vương An Kỳ vẫn ở tại thiên bên trong sơn môn, Vương Chúng Thiên nắm giữ siêu nhiên thân phận, trước mắt thiên sơn môn vừa vặn cũng phát sinh một ít chuyện, vì lẽ đó Vương Chúng Thiên giúp đỡ Phương Chí Dũng đồng thời tới xem một chút. Ở hai người này phía dưới một cái vị trên, còn ngồi một cái chừng 70 tuổi ông lão, trên người mặc một bộ màu xám trường sam, trong con ngươi thỉnh thoảng sẽ lóe qua âm tàn nhẫn vẻ. Ông lão này chính là thiên sơn môn Thu Nguyên Long, tương tự cũng là Thu Lạnh Diệu gia gia, Trung Dương ông ngoại, một thân thực lực cũng đến phá thiên đỉnh cao. Ở trong phòng nghị sự ngoại trừ người này bên ngoài, ở trước mặt của bọn họ đứng bốn cái thiên sơn môn đệ, trên mặt đất còn bày ra hai cái cáng cứu thương. Ở trên băng ca nằm rõ ràng là Tiếu Huy Lượng cùng Lý Hào Kiệt có chút mục nát thi thể. Mặt khác làm sao còn chưa tới trong phòng nghị sự đến? Chẳng lẽ muốn chúng ta vẫn ở chỗ này chờ bọn họ sao? Phương Chí Dũng ngữ khí không quen mở miệng nói, thiên sơn môn làm nhóm thế lực, kỳ môn dưới tổng cộng cũng chỉ có 10 tên tiên thiên cao thủ. Bây giờ một thoáng đã chết hai người, Phương Chí Dũng làm thiên sơn môn trưởng môn, tâm tình của hắn phi thường gay gâu. Trưởng môn. Chúng ta trước tiên không cần chờ mặt khác vị trưởng lão rồi, bắt đầu trước hỏi rõ ràng tình huống. Thu Nguyên Long cũng mở miệng, bây giờ Vân Thiên Tông tông chủ cũng ở đây, cũng không thể đủ để Vương Chúng Thiên cùng bọn họ ngốc không sót mấy ngồi. Chí Dũng, xem ra ngươi ở Thiên Sơn môn uy tín còn chưa đủ à. Ngồi ở Phương Chí Dũng bên cạnh Vương Chúng Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Phương Chí Dũng sắc mặt âm trầm mấy phần, miễn cưỡng cười một tiếng nói, được rồi. Chúng ta không giống nhau, không chờ cái kia mấy lão già. Các loại chờ hỏi rõ ràng tình huống của nơi này sau, ta tự mình đi trừng trị bọn họ. Phương Chí Dũng lập tức thu hồi tâm tình, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt bốn cái thiên sơn môn đệ. Hỏi, các ngươi đem phát hiện này hai bộ thi thể tình huống cặn kẽ cho ta đầu đuôi nói một lần, ta ngược lại muốn xem là ai ở cùng ta thiên sơn môn là địch. Nghe vậy. Một tên trong đó thiên sơn môn đệ cung kính mở miệng nói, hồi bẩm trưởng môn, chúng ta là ở đi về nhất lưu, hai lưu thế lực vào miệng, lối vào bên cạnh một chỗ trong rừng cây phát hiện hai vị sư huynh thi thể. Tên này đệ dừng lại một chút, trên mặt lóe qua một vệt vẻ do dự, bất quá hắn vẫn là nói tiếp, chúng ta ở phát hiện hai vị sư huynh thi thể thì, Lý Hào Kiệt sư huynh thân thể chính nằm nhoài Tiếu Huy Lượng sư huynh trên lưng, trải qua chúng ta bước đầu kiểm tra. Lý Hào Kiệt sư huynh nửa người dưới đồ chơi kia nổ tung, ở nổ tung trước hắn hẳn là cùng Tiếu sư huynh ở. Tên này thiên sơn môn đệ có chút nói không được, còn nằm ở trên băng ca Lý Hào Kiệt cùng Tiếu Huy Lượng là chính diện hướng trên, Phương Chí Dũng có thể nhìn thấy Lý Hào Kiệt đúng quần bên trong máu thịt be bét, có thể không nhìn thấy Tiếu Huy Lượng cái mông trên cảnh tượng. Vì lẽ đó bọn họ trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phương Chí Dũng hiện tại cái nào có tâm tình đã ách mê, quát lên, người ấp à ấp úng làm gì? Vội vàng đem thoại nói cho ta biết đi. Tên kia thiên sơn môn đệ đi tới Tiếu Huy Lượng bên cạnh thi thể. Đem Tiếu Huy Lượng thân thể cho trở mình, Phương Chí Dũng đám người nhất thời nhìn thấy Tiếu Huy Lượng cái mông trên nhiễm khô rồi máu tươi. Hồi tưởng vừa nãy tên này đệ ấp à ấp úng dáng dấp, bọn họ nhất thời nghĩ đến một cái đáp án, vậy thì là Lý Hào Kiệt đem Tiếu Huy Lượng cho Bảo Hoa Cúc rồi. Điều này làm cho Phương Chí Dũng trong thân thể tinh lực dâng lên, huống chi ở đây còn có một người ngoài Vương Chúng Thiên, hắn làm thiên sơn môn trưởng môn, có thể môn hạ đệ, hơn nữa còn là cảnh giới tiên thiên hạt nhân đệ, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Nhìn thấy Phương Chí Dũng tức giận bốc hơi dáng dấp, tên kia thiên sơn môn đệ trở nên nơm nớp lo sợ lên,
đúng là mặt khác tên đệ bên trong, lại đứng ra một người, nói rằng, trưởng môn, hai vị này sư huynh thi thể chúng ta đều đã kiểm tra, chúng ta phát hiện Tiếu Huy Lượng sư huynh là bị một đòn mất mạng, mà Lý Hào Kiệt sư huynh là nửa người dưới nổ tung, trong thân thể kinh nguyên khô cạn mà chết. Ngay ở trước mặt Phương Chí Dũng các loại chờ, người trước mặt, tên này đệ đương nhiên không dám nói thẳng Lý Hào Kiệt là cái kia cái gì tận mà chết. Phương Chí Dũng sắc mặt biến hóa liên tục, nói rằng, Tiếu Huy Lượng có tiên thiên đỉnh cao thực lực, Lý Hào Kiệt có tiên thiên trung kỳ thực lực, có thể giết chết bọn họ hẳn là tối thiểu muốn phá thiên cảnh giới cao thủ, đến cùng là ai ở đối với chúng ta Thiên Sơn môn hạ tay. Chí Dũng, xem ra hẳn là các ngươi trước đây không lâu tàn sát nhất lưu, hai lưu thế lực gây nên cái khác đỉnh cấp thế lực không hài lòng, y ta xem chuyện này ngươi cũng chỉ có thể ăn người câm thiệt thòi, hiện tại trong tay chúng ta liền một điểm tuyến cũng không có. Vương Chúng Thiên lạnh nhạt nói, ngược lại từ lại không phải hắn Vân Thiên Tông đệ, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy không đáng kể. Hai trưởng lão Lỗ đấu cùng trưởng lão với Ngàn Thạch hai tên đóng cửa đệ, bọn họ vội vội vàng vàng đi tới phòng nghị sự ở ngoài. Hoàng quản sự cùng Lý Vĩ Đạt làm người chứng kiến cũng bị bách theo lại đây, hai người bọn họ mới vừa từ hôn mê bị cứu tỉnh, trong đầu còn có chút mơ mơ màng màng. Canh gác phòng nghị sự hai tên đệ, trực tiếp đem đám người chuyến này cho ngăn lại, quát lên, trưởng môn ở phòng nghị sự bên trong thương lượng những người không có liên quan lập tức cút ngay. Hai trưởng lão cùng trưởng lão đóng cửa đệ phân biệt gọi Chính Thông Lực cùng Hoa Vĩ Dương, hai người bọn họ nhìn thấy canh gác cửa hai cái vênh vang đắc ý đệ. Trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, bất quá, bọn họ cũng biết hai người này đệ là trưởng môn thủ hạ, bọn họ cũng chỉ có thể đem lửa giận cho cưỡng chế đi tới. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chóng rời đi nơi này. Canh gác cửa đệ Thiếu Kiên nhẫn vẫy tay quát lên. Các ngươi tránh ra cho ta một điểm. Trịnh Thông Lực quay về phía sau theo Hoàng Quản sự cùng Lý Vĩ Đạt nói rằng. Hoàng Quản sự cùng Lý Vĩ Đạt lập tức bé ngoan tránh ra. Chỉ thấy ở Hoàng Quản sự phía sau bọn họ còn theo một nhóm Thiên Sơn môn đệ, hơn nữa ở những ngày qua Sơn môn đệ đều là hai cái dơ lên cáng cứu thương, ở trên băng ca nằm từng bộ thi thể. Nguyên bản canh gác phòng nghị sự hai tên vênh vang đắc ý đệ, bọn họ đang nhìn đến trên băng ca thi thể sau, dưới chân bộ suýt chút nữa một cái không đứng vững, dùng sức dụi dụi con mắt sau khi, bọn họ mới xác định chính mình nhìn thấy chính là thật sự, bốn trưởng lão chết rồi. Trưởng môn chết rồi, tôn chết rồi, ngoại tôn chết rồi, thậm chí ngay cả Vân Thiên Tông con gái của tông chủ cũng chết. Hiện tại các ngươi còn muốn ngăn sao? Nếu như muộn thông báo một tiếng, trưởng môn coi như không muốn mạng của các ngươi, ta xem Vân Thiên Tông tông chủ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoa Vĩ Dương quát lên. Cái kia hai tên canh gác cửa đệ, hiện tại cái nào còn có thể do dự? Lập tức giúp Trịnh Thông Lực các loại chờ người mở ra phòng nghị sự môn. Khi làm trong phòng nghị sự Phương Chí Dũng cùng Vương Chúng Thiên các loại chờ người, nhìn thấy tràn vào phòng nghị sự người sau, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra tia vẻ tức giận, đặc biệt là Phương Chí Dũng, hắn làm Thiên Sơn môn trưởng môn, có người muốn tiến vào phòng nghị sự bên trong, thậm chí ngay cả thông báo một tiếng đều không có. Chẳng lẽ mình người trưởng môn này ở Thiên Sơn trong môn phái liền như thế không có uy tín sao? Các ngươi là hai trưởng lão cùng trưởng lão đóng cửa đệ. Tự tiện xông vào phòng nghị sự nhưng là không nhỏ tội danh, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản không được. Phương Chí Dũng trên người phá thiên đỉnh cao khí thế không ngừng mà phun trào, nhớ tới trưởng lão cùng hai trưởng lão đến hiện tại cũng không có trình diện, đúng là này hai lão đóng cửa đệ, liên thông báo một tiếng đều không có liền xông vào trong phòng nghị sự, điều này làm cho Phương Chí Dũng làm sao có thể tiếp thu. Chí Dũng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ra tay giáo huấn một chút những này không đồ vật? Ngồi ở Phương Chí Dũng bên cạnh Vương Chúng Thiên cười nói. Kỳ cục, lão nhị cùng luôn làm sao quản dạy mình đệ. Thu Nguyên Long cũng vô cùng khó chịu mở miệng nói. Chỉ là khi làm Phương Chí Dũng các loại chờ người muốn ra tay giáo huấn trước mặt Trịnh Thông Lực cùng Hoa Vĩ Dương thời điểm, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Trịnh Thông Lực cùng Hoa Vĩ Dương phía sau cáng cứu thương, khi thấy trên băng ca từng bộ thi thể sau, không riêng là Phương Chí Dũng cùng Thu Nguyên Long không thể bình tĩnh. Liền ngay cả trước sau Phong Nhạt Vân khinh Vương Chúng Thiên, hắn đang nhìn đến con trai của chính mình Vương An Kỳ thi thể sau, hắn cũng đột nhiên từ trên ghế chạm lên. Bên trong thân thể nhất thời bùng nổ ra nguyên thiên sơ kỳ khí thế, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn cực kỳ. Chương 780, trốn.
Trốn, trốn. Thiên Sơn Môn trong phòng nghị sự đột nhiên trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, Phương Chí Dũng, Thu Nguyên Long cùng Vương Chúng Thiên thân thể bọn họ bên trong chân kinh lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài, từng cái bàn tay chăm chú nắm long thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi lên tráng kiện gân xanh, bên trong thân thể lăn lộn vô hạn lửa giận đô thị mạnh nhất công tử bột. Một tên nguyên thiên cảnh giới cùng hai tên phá thiên đỉnh cao thủ bên ngoài khí thế, như thế nào sẽ là người bình thường có thể chống đối. Nhiệt độ chung quanh cũng giống như bỗng nhiên giảm xuống không ít, ở đây Thiên Sơn Môn đệ tử tu là tối cao cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ mà thôi, bọn họ cảm giác trong thân thể càng ngày càng khó chịu, cái cuối cùng cái đều yết hầu một ngọt, máu tươi từ trong miệng phun đi ra. Vương Chúng Thiên tướng bên trong thân thể khí thế hơi thu lại một thoáng, phẫn nộ quát lên, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai đem con trai của ta sát hại? Vương Chúng Thiên nhìn nằm ở trên băng ca Vương An Kỳ thi thể, một cây chủy thủ nhưng vẫn là cắm ở Vương An Kỳ trái tim khẩu, Vương Chúng Thiên dưới gối chỉ có Vương An Kỳ như thế một đứa con trai, hơn nữa Vương An Kỳ thiên phú tu luyện không sai, mới hơn 20 tuổi thực lực liền đạt tới tiên thiên trung kỳ, vì lẽ đó bình thường Vương Chúng Thiên đối với mình đứa con trai này là phi thường cưng chiều, trước mắt nhìn thấy chính mình con trai duy nhất đã biến thành một bộ thi thể, thử hỏi này muốn cho Vương Chúng Thiên làm sao chịu đựng. Phương Chí Dũng cùng Thu Nguyên Long cảm nhận được Vương Chúng Thiên sự phẫn nộ sau khi, tuy rằng Vương Chúng Thiên có huyên tân đoạt chủ mùi vị, thế nhưng Phương Chí Dũng cùng Thu Nguyên Long cũng không có mở miệng, Vương Chúng Thiên nhưng là một nhóm thế lực Vân Thiên Tông Tông chủ, bây giờ con trai của hắn chết ở Thiên Sơn Môn, nếu như Phương Chí Dũng các loại chờ, người ở hồ mở miệng lung tung, nói không chừng Vương Chúng Thiên sẽ đem này nguồn lửa giận phát tiết đến Thiên Sơn Môn trên người. Hai trưởng lão cùng ba trưởng lão đệ tử cuối cùng chính thông lực cùng Hoa Vĩ Dương, hai người bọn họ trên mặt là hoàn toàn trắng bệch. Dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng vết máu, trên lưng quần áo đã là hoàn toàn ướt đẫm, nguyên thiên sơ kỳ cùng phá thiên đỉnh cao thủ khí thế không phải là đùa giỡn. Bọn họ vừa nãy phảng phất cảm giác mình ở bên bờ tử vong đi rồi một vòng, không riêng là hai người bọn họ, ở đây cái khác Thiên Sơn Môn đệ tử cũng đều có loại này sợ hãi cảm thụ. Trịnh Thông Lực cùng Hoa Vĩ Dương đem co quắp ngồi dưới đất Hoàng Quản sự cùng Lý Vĩ Đạt cho duệ lên, dù sao Hoàng Quản sự cùng Lý Vĩ Đạt một cái mới thiên giai hạ phẩm, một cái khác mới hoàng giai thực lực, hai người bọn họ căn bản thừa không chịu được Phương Chí Dũng các loại chờ người khí thế, giờ khắc này bên trong thân thể đã chịu nội thương nghiêm trọng. Vương Tông Chủ, Trưởng Môn, Đại Trưởng Lão, hai người này mắt thấy chỉnh kiện chuyện đã xảy ra. Để hai người bọn họ đến cho các vị nói rõ một thoáng tình huống. Trịnh Thông Lực phi thường cung kính quay về Vương Chúng Thiên đám người nói. Lý Vĩ Đạt cái này hoàng giai tiểu lâu la, ở trải qua một loạt chuyện này sau. Hắn đã sớm là bị dọa sợ, cũng may hoàng quản sự đúng lúc tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng cho Phương Chí Dũng các loại chờ, người cúc cung, sau đó âm thanh run rẩy nói rằng, hồi bẩm trưởng môn. Sự tình là như vậy. Hoàng quản sự đem Diệp Thần Phong làm sao giết chết bốn trưởng lão Phùng Thiên Thủy cùng Phương Thuốc Bình đẳng người quá trình tỉ mỉ nói một lần. Vương Chúng Thiên không nghe thấy mình muốn đáp án, tiếp theo chất vấn, người hành hung là người nào? Bọn họ là làm sao đi vào các ngươi Thiên Sơn Môn? Nghe được Vương Chúng Thiên lớn tiếng chất vấn, Hoàng quản sự trong lòng một cái hồi hộp, chính không biết trả lời như thế nào thời điểm, một bên nguyên bản dọa sợ Lý Vĩ Đạt dĩ nhiên tỉnh táo lại. Hắn vội vội vàng vàng nói rằng, hai người kia là hoàng quản sự đưa tới tạp dịch, hoàng quản sự còn thu rồi đối phương 6 cái ngân điều, đây là ta tận mắt thấy. Này chuyện không liên quan đến ta, này thật sự chuyện không liên quan đến ta. Lý Vĩ Đạt lời mới vừa nói xong, Vương Chúng Thiên trong lòng lửa giận rốt cục cũng không nhịn được nữa, hắn nhất định phải tìm được trước một cái phát tiết điểm, liền Lý Vĩ Đạt cùng hoàng quản sự đều khổ rồi. Vương Chúng Thiên bóng người đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Quản sự cùng Lý Vĩ Đạt trước, song tay nắm lấy hai người này đầu, dường như nắm trứng gà giống như vậy, trực tiếp đem hai người này đầu cho bóp nát, máu tươi cùng óc tiên đầy Vương Chúng Thiên hai cánh tay. Chúng Thiên, người vẫn là trước tiên xin bớt giận, hiện tại không phải không kìm chế được nỗi lòng thời điểm, con trai của ta cũng chết ở tay của đối phương trên, hiện nay tìm tới người hành hung mới là quan trọng nhất. Phương Chí Dũng khuyên. Chết rồi hoàng quản sự cùng Lý Vĩ Đạt đến cũng không cái gì, hắn chỉ lo Vương Chúng Thiên tướng ở đây cái khác Thiên Sơn Môn đệ tử cũng giết. Hừ, Vương Chúng Thiên trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng,
nổi giận nói, Phương Chí Dũng, chuyện này là nhân các ngươi Thiên Sơn Môn mà lên, nếu như các ngươi Thiên Sơn Môn không thể cho ta một cái hoàn mỹ bản giao, ta không ngại đem bọn ngươi Thiên Sơn Môn cho tàn sát. Nghe Vương Chúng Thiên trần trụi uy hiếp, Phương Chí Dũng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng là hắn biết thân là Vân Thiên Tông Tông Chủ, Vương Chúng Thiên tuyệt đối có năng lực này, liền chỉ có thể cười gượng hai tiếng, nói rằng, Vương Tông Chủ, bây giờ con trai của ta chết rồi, ta trong môn phái bốn trưởng lão chết rồi, đại trưởng lão tôn tử cùng ngoại tôn đều chết rồi, ta so với ngươi càng thêm muốn đem hung thủ tìm ra, hiện tại chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là. Vương Tông Chủ, trưởng môn, căn cứ vừa nãy Hoàng Quản sự nói, động thủ hành hung người chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, mà lão tứ có phá thiên sơ kỳ thực lực, đối với mới có thể một chiêu thuấn sát lão tứ, coi như là đối phương xuất kỳ bất ý đánh lén, đối phương cũng tối thiểu có phá thiên cảnh giới thực lực, bực này tuổi, nắm giữ thực lực như vậy người, e sợ phía sau bối cảnh không đơn giản a. Thu Nguyên Long trong ánh mắt không ngừng lóe lên âm tàn nhẫn vẻ, cháu ngoại của hắn Trung Dương chết rồi đến không cái gì, dù sao Trung Dương mới chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng hắn tôn tử Thu Lạnh Diệu chết rồi, này liền để trong lòng của hắn sự phẫn nộ kéo lên tới cực điểm, Thu Lạnh Diệu cùng Phương Thuốc Bình là Thiên Sơn Môn công nhận hai đại thiên tài. Mặc kệ đối phương là ai, đem con trai của ta sát hại, ta nhất định phải để hắn từ phía trên thế giới này biến mất. Vương Chúng Thiên thủ trưởng đột nhiên vỗ vào bên cạnh trên một cái bàn, ầm. Một tiếng, bàn nhất thời hóa thành một đống gỗ vụn. Trịnh Thông Lực vội vàng mở miệng nói, kính xin Vương Tông Chủ bớt giận, gia sư đã đuổi theo người hành hung. Hoa Vĩ Dương cũng lập tức nói rằng, gia sư cũng vừa đi, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có người hành hung tâm tích. Vương Tông Chủ, bây giờ ta Thiên Sơn Môn hai trưởng lão cùng ba trưởng lão đã đuổi theo người hành hung, như vậy kính xin Vương Tông Chủ ngươi ở Thiên Sơn Môn lưu lại nữa mấy ngày, hai trưởng lão cùng ba trưởng lão đều này phá thiên trung kỳ thực lực. Hơn nữa hai người bọn họ phối hợp phi thường hiểu ngầm, coi như là đối mặt phá thiên đỉnh cao cao thủ cũng có sức đánh một trận. Phương Chí Dũng nhìn Vương Chúng Thiên nói rằng, trải qua chuyện này, Phương Chí Dũng cùng Vương Chúng Thiên trong lúc đó rõ ràng không có vừa nãy quen thuộc. Ở Vương Chúng Thiên, Phương Chí Dũng cùng Thu Nguyên Long các loại chờ, người nộ không thể giải thời điểm. Diệp Thần Phong mang theo Hạ Tử Ninh rời đi Thiên Sơn Môn sau, xông vào một chỗ rậm rạp núi rừng bên trong. Hắn giờ khắc này còn cũng không biết chính mình giết một cái một nhóm thế lực thiếu tông chủ, lại vô ý vì chính mình dựng nên một cái càng thêm kẻ địch mạnh mẽ. Bất quá, Diệp Thần Phong cho dù biết mình lại đắc tội rồi một cái một nhóm thế lực, hắn hiện tại cũng không rảnh đi bận tâm, bởi vì ở hắn mang theo Hạ Tử Ninh vừa chạy ra Thiên Sơn Môn thời điểm, phía sau liền đuổi theo hai cái lão già, cái này hai cái lão già đều có phá thiên trung kỳ thực lực, tốc độ kia không phải là nói mỏ. Tuy rằng Diệp Thần Phong triển khai bạo phong bộ pháp, nhưng hắn còn mang theo một cái Hạ Tử Ninh đây. Song phương trong lúc đó khoảng cách ở một chút thu nhỏ lại, cũng may thời khắc mấu chốt Diệp Thần Phong xông vào sơn trong rừng, chỗ này núi rừng trước liền bị Diệp Thần Phong cho mò thấy, hơn nữa hắn còn thích hợp làm một chút cạm bẫy. Ở tiến vào núi rừng bên trong sau khi, Diệp Thần Phong liền mang theo Hạ Tử Ninh hướng về có cạm bẫy địa phương chạy. Mặt sau hai cái ông lão quả nhiên một lần lại một lần trúng chiêu, tùy theo hai ông lão tốc độ cũng giảm đi, điều này làm cho Diệp Thần Phong tạm thời thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bị Diệp Thần Phong kẹp ở bên hông Hạ Tử Ninh, theo Diệp Thần Phong không quy luật bước tiến cùng tốc độ, điên nàng đầu đều trở nên mơ màng, nhưng là ở xem đến phần sau hai cái truy đuổi ông lão sau, nàng cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Trước mắt mặt sau hai cái ông lão tốc độ giảm đi. Hạ Tử Ninh trong đầu dòng suy nghĩ cũng chậm chậm khôi phục rõ ràng, nàng đột nhiên cảm giác mình ngực hơi khác thường, không khỏi cúi đầu hơi vừa nhìn, nhất thời nhìn thấy Diệp Thần Phong bàn tay phải dĩ nhiên bao trùm ở nàng trên một ngọn núi, bàn tay còn đang không ngừng nhào nặn. Điều này làm cho Hạ Tử Ninh nổi giận cắn môi, ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Thần Phong thời điểm, phát hiện Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt phi thường chăm chú, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào là hắn không cẩn thận sao? Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, hiện ở phía sau còn có truy binh đây. Hắn làm sao sẽ đem ý nghĩ động đến chuyện như vậy trên đây? Không biết, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí vẫn đúng là cố ý, mang theo Hạ Tử Ninh cái này trói buộc cũng thật là phiền phức, nếu như là Diệp Thần Phong một người, chỉ sợ hắn đã sớm có thể đem đối phương cho bỏ qua rồi, cũng may núi rừng bên trong sớm bố trí tốt hơn rất nhiều cạm bẫy.
mới để mặt sau hai cái ông lão trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo, bằng vào chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí không ngại ở Hạ Tử Ninh trên người chiếm một chút lợi lộc, thu lấy một ít báo lại, ngược lại chiếm loại này tiểu tiện nghi lại không cần phụ trách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.